Long Dân Canh và Phó Hồng Muội lần lượt là do Trần Khiết Văn và Ngô Minh Nghị đề danh, là sự đọ sức giữa hai bí thư một trưởng một phó. Từ Hâm thì chẳng đắc tội với ai cả, đều đưa ra thảo luận. Còn trực tiếp loại bỏ hai người mà Lý Hiểu Mẫn và ban tổ chức cán bộ lựa chọn. Đây cũng là kết quả xem xét thời thế. Dưới sự va chạm của bí thư và phó bí thư, danh sách đề cử của một phó thị trưởng bình thường và ban tổ chức, về cơ bản có thể coi nhẹ không tính, không nên đưa ra để làm vật hy sinh. Từ Hâm do đã thông báo trước với Hạ Tưởng nên trong lòng có chút nắm chắc. Trần Khiết Văn và Ngô Minh Nghị thì có chút dự đoán. Rốt cuộc là Hạ Tưởng sẽ ủng hộ cho ai đây? Có thể nói, thế cục hiện tại ý kiến của Hạ Tưởng nghiêng về ai thì cái cân sẽ nghiêng về bên đó. Đương nhiên sẽ có khả năng xuất hiện tình huống hai chọi hai. Nhưng nếu đến lúc đó không ai nhường ai thì chỉ có thể trình lên hội nghị thường vụ thảo luận mà thôi. Đồng chí Long Dân Canh kinh nghiệm lâu năm hơn, lớn tuổi hơn, càng vững vàng hơn, thích hợp với vị trí phó trưởng ban thư ký. Trần Khiết Văn cũng không dài dòng mà đứng dậy nói luôn ý kiến của mình. Dành trước một bước là có ưu thế mà. Bà ta là bí thư, có quyền là người phát ngôn đầu tiên. Lão Long quả thật là kinh nghiệm phong phú, con người cũng vững vàng cẩn trọng, nhưng tôi thấy là đối nhân xử thế khá là cứng nhắc. Nếu như ông ấy đảm nhiệm chức vụ phó trưởng ban thư ký thì khi điều tiết công việc sẽ gặp khó khăn. Đặc biệt là thị trưởng Hạ trẻ trung khỏe mạnh, hy vọng mạnh dạn sử dụng những người mới, những người trẻ tuổi. Tòa nhà thành ủy quá già nua nặng nề rồi, cần có luồng gió mới, cần có một ánh mặt trời. Ngô Minh Nghị cũng không yếu thế, nắm lấy không buông cái khuyết điểm lớn tuổi của Long Dân Canh. Ông Long năm nay cũng hơn 50 tuổi rồi, tuổi cũng khá cao rồi, có người còn trêu là thành ủy của chúng ta như một viện dưỡng lão. Nếu như phó trưởng ban thư ký cũng hơn 50 tuổi thì sợ không theo kịp tiết tấu của thị trưởng Hạ. Ngô Minh Nghị trực tiếp nói ra chuyện Hạ Tưởng trẻ tuổi để nói đến tuổi tác khá lớn của Long Dân Canh. Trần Khiết Văn dù có kiềm chế, sắc mặt cũng khó tránh trở nên không vui. Trong mấy người ngồi đó, bà ta lớn tuổi nhất, so với Hạ Tưởng ước chừng lớn hơn 20 tuổi, so với Ngô Minh Nghị cũng lớn đến 10 tuổi, ngụ ý của Ngô Minh Nghị, chẳng phải là châm chọc luôn cả bà ta sao? Lại còn viện dưỡng lão nữa, rõ là ý chào phúng, ý nói bà ta là viện trưởng viện dưỡng lão chứ gì. Trước kia còn không cảm thấy các lãnh đạo chính đảng của thành phố Thiên Trạch tuổi khá cao, sau khi Hạ Tưởng đến thì thực sự có sự so sánh mãnh liệt. Bây giờ Ngô Minh Nghị cường điệu nhắc tới, và lại nghĩ đến các bí thư thành ủy của các thành phố khác, tuổi tác của thị trưởng và các lãnh đạo chính đảng chủ yếu thực sự trẻ hơn đến 10 tuổi so với tuổi bình quân của Thiên Trạch. Nói thành ủy Thiên Trạch là viện dưỡng lão quả cũng không quá. Nhưng vấn đề là, có một số việc mọi người trong lòng đều biết rõ nhưng không cần nói ra. Những chuyện trên quan trường là như thế cần phải học cái bản lĩnh nhìn mà không thấy. Điều quan trọng là ai cũng hiểu nhưng chẳng nói ra. Ngô Minh Nghị thì lại trực tiếp nói ra, Trần Khiết Văn không xấu hổ không tức giận mới là lạ. Hạ Tưởng cũng không vui. Ngô Minh Nghị trực tiếp lấy hắn ra để nói, cũng có suy nghĩ muốn để hắn làm đòn bẩy. Hắn vốn là có khuynh hướng về Phó Hồng Muội nhưng cũng không cần người khác phải dồn ép, liền phất tay nói. Lão Ngô nói cũng không hoàn toàn đúng. Các đồng chí lớn tuổi có điểm tốt riêng. Các đồng chí lớn tuổi thì thận trọng, đáng tin cậy, không đi lệch đường. Đi trên biển thì dựa vào hoa tiêu, chúng ta vẫn cần các đồng chí lớn tuổi dẫn dắt chỉ đường, như thế thì công việc của chúng ta mới không bị lệch lạc. Ngô Minh Nghị ngây người sửng sốt, mơ hồ nghe ra trong giọng nói không vui của Hạ Tưởng. Trong lòng không hiểu, thị trưởng Hạ chẳng lẽ sẽ ủng hộ Trần Khiết Văn. Trần Khiết Văn chớp mắt vài cái tên Hạ Tưởng kia hay đây, trực tiếp gọi thẳng, Lão Ngô, thể hiện hắn ta không tán thành quan điểm tuổi trẻ, rất có khí thế. Là một người trẻ tuổi mới 30 tuổi, không kiêu ngạo vì mình là người trẻ tuổi cũng rất là khó tìm. Nhưng tán thưởng vẫn là tán thưởng, Trần Khiết Văn hiểu rõ rằng Hạ Tưởng phản bác ý kiến của Ngô Minh Nghị. Cũng không thể hiện rằng hắn ta ủng hộ người mà bà ta đề cử. Bà ta vẫn chưa đến mức ngây thơ mà cho rằng Hạ Tưởng sẽ vì không tán thành một quan điểm nào đó của Ngô Minh Nghị mà hành động theo cảm tính. Tuy nhiên, các đồng chí lão thành bên trong thành ủy nhiều một chút cũng không sao. Nhưng tỷ lệ cán bộ nữ thì lại chiếm quá ít, không hợp lắm với tinh thần chỉ thị đề bạt nữ giới lên các cương vị công tác quan trọng. Các đồng chí lão thành nhiều. Mà các đồng chí nữ thì quá ít sẽ đem đến cho người ta một ấn tượng là quá bảo thủ, không có lợi cho tình hình phát triển kinh tế về sau này. Phó trưởng ban thư ký thành ủy tất cả đều là nam,
có một cán bộ nữ thì cũng thể hiện được tinh thần đổi mới của thành ủy. Của nhiên Hạ Tưởng chuyển chủ đề ngay, đã thể hiện ra sự ủng hộ của hắn với Phó Hồng Muội. Trần Khiết Văn không nói, mí mắt nhẹ nhàng nâng lên liếc nhìn Từ Hâm một cái. Điều không ai đoán được là thái độ của Từ Hâm sau đó chuyển biến đột ngột, khiến cho Trần Khiết Văn và Ngô Minh Nghị đều kinh ngạc. Từ Hâm không biểu lộ thái độ ra thì không được rồi. Anh ta không ngẩng đầu lên nhìn bất cứ ai, lật dở mấy trang tài liệu trong tay. Ban tổ chức cũng đang tranh luận về hai đồng chí Long Dân Canh và Phó Hồng Muội. Theo ý kiến của tôi thì đồng chí càng có thể đảm nhiệm. Ngừng lại một chút, anh ta lại có một câu khiến cho Trần Khiết Văn không vui. Có điều tôi cho rằng tốt nhất vẫn là đưa lên hội nghị thường vụ thảo luận. Có nghĩa là Từ Hâm tuy có nghiêng về Long Dân Canh, nhưng vẫn hướng tốt với Ngô Minh Nghị, rất có ý tứ hàm xúc khiến cho Trần Khiết Văn không nói lên được một lời nào. Cơ hội đến rồi, Hạ Tưởng lập tức tán thành. Được rồi, đưa lên hội nghị thường vụ thảo luận cũng tốt, trưng cầu ý kiến của mọi người. Cũng hay tôi cũng có một số đề tài thảo luận cần trình lên. Trần Khiết Văn và Ngô Minh Nghị liếc nhau, và đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau, thị trưởng Hạ và trưởng ban Từ liên kết với nhau sao? Sao lại thế được? Ngô Minh Nghị âm thầm xem xét Hạ Tưởng vài lần, nghĩ thầm rằng thị trưởng Hạ quả nhiên có thủ đoạn, thật đúng là không thể lấy tuổi luận anh hùng. Ai có thể nghĩ được một thanh niên trẻ tuổi mới 30 tuổi đầu mà ở trong chốn quan trường toàn bậc lão thành, không những thành thục mà còn có thể nắm được tình thế. Thật là không đơn giản. Lúc đầu còn cảm thấy nhà họ Ngô quá coi trọng Hạ Tưởng, cho là chỉ thiên vị yêu thương Hạ Tưởng mà thôi. Bây giờ xem ra, không phải là nhà họ Ngô thiên vị Hạ Tưởng mà là bản thân Hạ Tưởng có thực lực khiến nhà họ Ngô phải coi trọng hắn như thế. Nhưng ngay cả như vậy, sự liên kết kẻ hát người ca của Hạ Tưởng và Từ Hâm kia khiến anh ta không hiểu nổi. Từ Hâm rõ ràng trước kia mọi chuyện đều nghe theo chỉ thị của Trần Khiết Văn. Trần Khiết Văn cũng là khá ngỡ ngàng. Bà ta thấy, từ lúc đảm nhiệm ban tổ chức cán bộ tới nay, Từ Hâm luôn luôn không làm gì quá đáng, có thể do tuổi tác khá lớn hoặc là do nguyên nhân về tính cách, chuyện nhỏ Từ Hâm cũng xin chỉ thị, chuyện lớn thì chẳng cần phải nói, hoàn toàn nghe theo chỉ huy của bà ta. Những điều này khiến cho bà ta nghĩ Từ Hâm đã bám sát từng bước theo bà ta. Hội nghị ngày hôm nay bà ta đã từng nói trước với Từ Hâm. Từ Hâm cũng thể hiện rõ thái độ ủng hộ Long Dân Canh. Nhưng ủng hộ là ủng hộ, thứ nhất là không đủ sức, thứ hai là rõ ràng là đang mở đường thay cho Hạ Tưởng, để làm một bài tập về nhà trước khi nộp lên hội nghị thường vụ thảo luận. Thị trưởng Hạ đến gần với Từ Hâm từ lúc nào vậy? Trần Khiết Văn bỗng nhiên cảm thấy phát run ở lưng sau. Bởi vì Hạ Tưởng từ lúc nhậm chức đến nay, luôn luôn rất rõ ràng, rất kiên định. Vừa không dứt khoát thi hành chính trị mới giống như khi ở thành phố Lang, cũng không đưa ra bất cứ con đường lãnh đạo nào. Thậm chí còn không biểu hiện ra ý đồ tranh quyền đoạt lợi, dần dần quen với công việc. Đến ngay cả chuyện chị Mã bị bắt từ đó liên lụy đến Bao Đại Quang, cũng là bút tích của Ngô Minh Nghị. Thị trưởng Hạ dường như từ đầu đến cuối đều không đếm xỉa gì đến. Ngoại trừ vấn đề công trình nhà ở cho người thu nhập thấp, những chuyện khác thì luôn luôn đối xử ôn hòa. Làm sao tự nhiên lại âm thầm ăn ý với Từ Hâm như vậy chứ? Thật là khó hiểu, Trần Khiết Văn cũng hiểu được những chuyện về chính trị, vốn là luôn thay đổi bất ngờ. Lợi ích có thể khiến hai người đến gần nhau, cũng có thể biến hai người trở thành thù. Tình thế hiện tại bây giờ bà ta chỉ có thể nhận lời mà thôi. Bởi vì Ngô Minh Nghị cũng thuận thế nói. Tôi cũng đồng ý đệ trình lên hội nghị thường vụ thảo luận. Trần Khiết Văn liền không thể không nghe theo. Bước đầu quyết định sáng ngày mai hội nghị thường vụ sẽ thảo luận về vấn đề lựa chọn người đảm nhiệm chức vụ phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố. Bà ta lại hỏi Hạ Tưởng. Thị trưởng Hạ có đề tài thảo luận nào cần đệ trình lên thảo luận? Hạ Tưởng cười cười. Đợi đến khi tôi chỉnh sửa lại đã rồi sẽ báo cáo với chị. Sau khi tan cuộc họp, Hạ Tưởng muốn đi xuống lầu. Ngô Minh Nghị từ phía sau đi vọt lên cười ha hả. Thị trưởng Hạ, có thời gian ngồi với nhau chút không? Hay đấy. Hạ Tưởng cười cười, nhìn ra ánh mắt nghi vấn bên trong mắt của Ngô Minh Nghị, cũng không đợi anh ta hỏi tiếp. Tôi vẫn còn việc để làm. Vừa mới đến thành phố Thiên Trạch, thật đúng là vô cùng phức tạp. Chương 916, lập trường, lợi ích. Ngô Minh Nghị không nói thêm, chỉ đáp ứng một tiếng. Vạn sự khởi đầu nan, sau khi làm được rồi thì vấn đề khó sẽ được giải quyết dễ dàng.
nhưng liên quan đến vấn đề cán bộ nữ mà thị trưởng Hạ nói, tôi rất đồng tình. Hạ Tưởng gật đầu, ừ, một tiếng. Nói chuyện sau nhé. Nhìn bóng dáng Hạ Tưởng xuống lầu, Ngô Minh Nghị bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lập trường của thị trưởng Hạ thật đúng là mù mờ khiến người ta khó đoán. Nhưng cuối cùng cũng đã lộ ra một dấu hiệu, đa số nghiêng về ủng hộ Phó Hồng Muội. Vấn đề là, Từ Hâm chỉ là ở một chuyện ủng hộ thị trưởng Hạ, hay là về sau vẫn sẽ ủng hộ thị trưởng Hạ. Tâm trạng Ngô Minh Nghị thấy Hạ Tưởng thật mơ hồ khó đoán. Trở lại văn phòng, Hạ Tưởng vừa mới ngồi xuống, Từ Tử Kỳ liền tới xin chỉ thị. Trưởng ban thư ký đến rồi ạ. Bởi vì mối quan hệ với Bành Vân Phong gần gũi một chút, Từ Tử Kỳ không nói thêm họ mà chỉ nói thế thôi đã biết là Bành Vân Phong chứ không phải là trưởng ban thư ký thành ủy Trần Thiên Vũ. Mục đích đến của Bành Vân Phong, Hạ Tưởng cũng đoán được đại khái, liền cảm thấy giờ khắc quan trọng cũng gần đến, liền gật đầu cho anh ta vào. Bành Vân Phong vẻ mặt thành khẩn, đầu tiên là báo cáo ý kiến xử lý Bao Đại Quang. Khai trừ công chức và đảng viên, không hề truy cứu trách nhiệm hình sự, đã hình thành ý kiến chuẩn bị báo lên thành ủy, mời thị trưởng Hạ xem qua. Sau đó anh ta lại nhắc đến vấn đề đề cử phó trưởng ban thư ký, tiến hành tự phê bình mình. Nói là không hiểu rõ lắm về tình thế, không lãnh hội được tinh thần chỉ thị của lãnh đạo thành ủy. Hy vọng thị trưởng Hạ có thể phê bình chỉ bảo cho anh ta, để cho anh ta càng tiến bộ hơn. Thị trưởng Hạ cẩn thận, kiên nhẫn nghe xong lời nói của Bành Vân Phong, thấy vẻ mặt kinh sợ của anh ta liền biết anh ta thực sự ý thức được việc mình đã làm là sai. Bình tĩnh mà xem xét, Hạ Tưởng vẫn luôn đối đãi rộng rãi với người khác, yêu cầu không quá khắt khe với cấp dưới. Nhưng bây giờ thì không thế nữa rồi. Hắn muốn bồi dưỡng thành viên tổ chức của mình thì phải nghiêm khắc yêu cầu đối với những người muốn làm thành viên trong tổ chức của hắn. Nếu như không phải hắn nhận định rằng Bành Vân Phong là tài năng có thể bồi dưỡng được thì hắn sẽ không cố ý gõ một phen. Gõ, là vì để tiến gần quan sát Bành Vân Phong có phải có sự nhạy cảm chính trị hay không, có thể trải qua cửa ải tâm lý hay không, có thể ý thức được phạm sai lầm ở đâu hay không. Nếu như không qua cửa ải đó về sau sẽ mặc kệ. Kệ anh ta sẽ không cho anh ta vào trong tầm mắt nữa. Nếu như có thể vượt qua cửa ải thì chứng minh rằng vẫn có thể có khả năng tiến thêm một bước rèn luyện. Hạ Tưởng nhìn không Bành Vân Phong chớp mắt, nói lời thành khẩn, tình ý sâu xa. Vân Phong, trong cuộc đời, không phạm sai lầm là điều không thể. Phạm lỗi nhỏ và kịp thời sửa thì là đồng chí tốt. Nhưng sau khi sửa sai nhất định phải rút ra bài học kinh nghiệm. Nếu như về sau mà còn phạm sai lầm nữa thì là kẻ vô dụng rồi. Đừng có coi nhẹ lỗi nhỏ, không có sự tích lũy của các lỗi nhỏ thì sẽ không xảy ra lỗi lớn. Lỗi lớn đã gây nên thì chẳng còn cơ hội gì nữa. Bành Vân Phong mồ hôi ướt đẫm, giọng điệu vô cùng ôn hòa của thị trưởng Hạ, nói cũng nói rất huyền chuyển, không sắc bén nhưng hắn nghe trong tai lại như có mũi nhọn ở lưng. Thế mới biết thực sự thị trưởng Hạ có suy nghĩ cẩn thận với anh ta. Ở trước mặt thị trưởng Hạ, anh ta dở bao nhiêu suy nghĩ chủ tính thì hoàn toàn chỉ là con bọ chét trên cái đầu hói. Lúc đó anh ta còn tự cho là đắc kế, thực sự ra thì đã bị phát hiện ra một cách rõ ràng rồi. Đồng thời anh ta cũng biết, thị trưởng Hạ tuy rằng phê bình anh ta, vẫn là có tâm ý tiếp nhận anh ta. Nếu không thì ngay cả những lời phê bình anh ta đều gác lại, trực tiếp dở giọng khi bàn việc công rồi. Bành Vân Phong đứng thẳng người lên, hơi cúi về phía Hạ Tưởng. Cảm ơn lời dạy bảo của thị trưởng Hạ, về sau tôi nhất định sẽ nghiêm khắc yêu cầu bản thân, tận tâm tận lực, đoàn kết lại xung quanh thị trưởng Hạ, làm tốt công tác của mình. Hạ Tưởng phất tay ngắt lời Bành Vân Phong, hắn không nghe những lời hoa mỹ, chỉ nhìn thực tế mà hành động. Sắp xếp đến thị sát hoạt động thương mại Khoa Long một lần, liên hệ với đài truyền hình thành phố, các phóng viên đi theo, anh và Tử Kỳ đến lúc đó cũng sẽ đi cùng. Bành Vân Phong lập tức hiểu được thị trưởng Hạ lại lần nữa tiếp nhận y, lập tức mừng rỡ. Tôi nhớ rồi, sẽ lập tức đi làm luôn. Năng lực làm việc và sự cơ trí của Bành Vân Phong vẫn là có, chỉ là có đôi khi thích làm việc tự cho mình thông minh. Xem lần này anh ta có thể làm ổn thỏa chuyện này hay không, có thể lĩnh hội được ý đồ của hắn hay không. Hạ Tưởng thị sát thương mại Khoa Long, hiển nhiên là muốn tạo thế cho Trương Vưu. Thể hiện lập trường của Ủy ban Nhân dân thành phố là ủng hộ doanh nghiệp tư nhân, cũng là gián tiếp tuyên cáo với doanh nghiệp tư nhân của thành phố Thiên Trạch rằng người mới nhậm chức thị trưởng vừa ủng hộ vừa chèn ép đối với doanh nghiệp tư nhân, xem họ tự lựa chọn như thế nào. Hội nghị thường vụ diễn ra theo đúng hẹn ở trên tầng 5 tòa nhà thành ủy.
Từ lúc Hạ Tưởng nhậm chức tới nay, đã họp hai lần hội nghị thường vụ rồi. Nhưng không có liên quan đến vấn đề lợi ích, trong hội nghị tỏ ân là những âm thanh phụ họa, hoàn toàn không nhìn ra được khuynh hướng lập trường của các ủy viên thường vụ. Hội nghị thường vụ hôm nay có hai vấn đề lớn, thứ nhất là vấn đề chọn phó thư ký ủy ban nhân dân thành phố, thứ hai là vấn đề mà Hạ Tưởng trình lên, một số kiến nghị nghiêm khắc có liên quan đến các dự án đầu tư chính phủ của thành phố. Bí thư Thành ủy Trần Khiết Văn chủ trì hội nghị. Sau đây xin mời thị trưởng Hạ phát biểu vấn đề có liên quan đến dự án đầu tư của chính phủ. Ý kiến của Hạ Tưởng tuy nêu sau nhưng dù sao thì vẫn là ý kiến của thị trưởng, hơn nữa vấn đề này quan trọng hơn vấn đề chọn phó bí thư nhiều. Thế nên theo lý là xếp đầu tiên, Trần Khiết Văn sau khi phát biểu thì chuyển quyền phát ngôn cho Hạ Tưởng. Các đồng chí, Hạ Tưởng vẻ mặt nghiêm túc, tư tưởng lãnh đạo của hắn đầu tiên là bắt đầu từ việc khống chế các dự án đầu tư của chính phủ, từng bước phá bỏ suy nghĩ không chính xác cố hữu của các doanh nghiệp tư nhân là chỉ có thể dựa vào tiền quyền để giao dịch. Khống chế lợi nhuận của các dự án đầu tư của chính phủ ở mức thấp hơn cả dự án thị trường bình thường. Dù sao thì dự án đầu tư của nhà nước có sự đảm bảo thu hồi, tương đương với việc ổn định kiếm tiền. Các dự án thu hồi ổn định lợi nhuận khá thấp, phù hợp với quy luật thị trường. Để tiến thêm một bước quy phạm quản lý dự án đầu tư của nhà nước, xây dựng nên khoa học kiện toàn, trình tự quyết sách dự án đầu tư của nhà nước dân chủ và trình tự thực thi tổ chức, đảm bảo chất lượng công trình, khống chế giá trị công trình, nâng cao hiệu quả và lợi ích đầu tư. Căn cứ theo quyết định cải cách thể chế đầu tư có liên quan đến Quốc vụ Viện, nhà nước ban hành 2004, số 20, và các quy định có liên quan đến việc quản lý các dự án đầu tư của nhà nước, kết hợp với thực tế của thành phố, thông qua sự nghiên cứu thảo luận của Hội nghị Thường vụ Chính phủ, đưa ra những phương pháp quản lý sau. Mời các đồng chí thẩm duyệt. Hạ Tưởng chỉ nói tóm tắt các điều lệ một cách đơn giản. Do ai cũng có văn kiện trong tay rồi, hắn không cần phải máy móc đọc lại một lượt làm gì. Như thế chỉ mất thời gian. Lên tiếng xong, Hạ Tưởng liền hướng về Trần Khiết Văn ra hiệu. Bí thư Trần, các đồng chí xem xét cần có thời gian, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thảo luận vấn đề thứ hai. Đó là ngữ khí hỏi lại nhẹ nhàng vừa biểu lộ sự tôn trọng ý kiến bí thư Thành ủy vừa thể hiện được giọng điệu kiên định của hắn. Trần Khiết Văn cũng phải tôn trọng ý kiến của thị trưởng. Cũng liền gật đầu. Tiếp sau đây xin mời đồng chí Từ Hâm lên nói về ý kiến của ban tổ chức cán bộ về việc chọn phó trưởng ban thư ký. Hội nghị công việc bí thư tuy không đạt được mức độ tất cả mọi người đều có chung nhận thức nhưng ít ra đã loại được hai cái tên ra. Từ Hâm cũng chỉ nói đến Long Dân Canh và Phó Hồng Muội, hơn nữa đều nói ra từng thế mạnh điểm yếu của từng người, rồi mời các ủy viên thường vụ dự hội nghị phát biểu ý kiến. Đồng chí Long Dân Canh điềm đạm, chắc chắn. Đồng chí Phó Hồng Muội đồng chí cũng công tác nhiệt tình. Hơn nữa lại là cán bộ nữ. Các đồng chí cứ phát biểu thoải mái, thể hiện suy nghĩ của mình. Từ Hâm tiếng phổ thông cũng không nói chuẩn lắm, mang nặng tiếng địa phương. Trong lời phát biểu của anh ta có vài lần nhắc đến Long Dân Canh nghe ra cứ như là người nông dân vậy. Anh ta vừa dứt lời, trưởng ban tuyên giáo Thường Hào liền không kìm nổi cười rồi nói. Trước kia thật đúng là không có chú ý tới cái tên của đồng chí Long Dân Canh rất có tính dự đoán. Hơn 50 năm trước đã sớm chỉ ra hiện tượng nông dân ngày nay, thật là giỏi. Lời nói của Thường Hào không phải là không có ý trêu tức. Ông ta vừa nói xong thì trong phòng hội nghị rộ lên tiếng cười. Hạ Tưởng không cười, ánh mắt chậm rãi đảo qua các ủy viên thường vụ, nhìn hết tất thảy mọi người. Trần Khiết Văn thì không cần phải nói, vẫn là khuôn mặt điềm tĩnh. Dường như là vẻ thản nhiên nắm vững mọi thứ trong tay. Ngô Minh Nghị cũng không cười, đang cầm một cây bút mực vẽ lên giấy, có vẻ rất chăm chú. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Bì Bất Hưu, cái tên của chủ nhiệm Bì rất kỳ lạ, chỉ khác mỗi một chữ so với thi nhân Bì Nhật Hưu nổi tiếng đời Đường ngày xưa. Tuy nhiên ông ta là học khoa học tự nhiên, hơn nữa không có tế bào văn học, dường như cười rất vui vẻ. Ông ta quay về phía Thường Hào mà cười nhưng ánh mắt lại nhìn Ngô Minh Nghị. Phó thị trưởng thường trực Dương Kiếm với cái mặt nhăn nhó, nghiêm túc hơn bất cứ ai đang chú tâm đến vấn đề mà Hạ Tưởng đệ trình lên thảo luận. Trên thực tế, ông ta đã xem qua rồi, bây giờ đang thể hiện ra dáng vẻ chăm chú nghiên cứu hiển nhiên là để người khác xem mà thôi. Trưởng ban thư ký Thành ủy Trần Thiên Vũ vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt nhìn phía trần nhà. Trên mặt mặc dù có cười, nhưng vừa thấy là biết chỉ cười phụ họa theo mà thôi, nụ cười không tươi. Ủy viên thường vụ phó thị trưởng Hứa Phàm Hoa ánh mắt lạnh lùng, con mắt đảo mấy vòng.
Sau khi nhanh chóng hoàn thành một lần giao lưu ánh mắt với Trần Khiết Văn thì lại hướng về phía Ngô Minh Nghị khẽ gật đầu khiến cho Hạ Tưởng hơi hơi giật mình ngạc nhiên. Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm Cục trưởng Công an Bùi Nhất Phong 45 tuổi, mặt vuông, vai rộng. Trên mặt ông rất có nét uy nghiêm, ánh mắt của ông ta đối với Hạ Tưởng luôn tươi cười, còn hơi cúi đầu, thái độ rất tốt. Tư lệnh viên phân quân khu Lãnh Dương, cái tên cũng giống người. Vẻ mặt lạnh lùng, nhưng điều kỳ lạ chính là anh ta rất sáng sủa, tuy rằng lớn tuổi nhưng anh ta được so sánh nác ninh với minh tinh điện ảnh sát gái. Chỉ có hơn chứ không kém. So với hành động nhìn lên trần nhà của Trần Thiên Vũ thì anh ta trái ngược hẳn, cúi đầu nhìn đất. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Lôi Nhất Đại nhếch miệng cười lớn. Dường như chuyện cười của Thường Hào như chuyện rất nực cười vậy. Trong tất cả các ủy viên thường vụ, anh ta cười vui vẻ nhất. Ủy viên thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận Đông Kiều Hồ Vĩnh Siêu là bí thư quận ủy cao nhất trong 11 khu huyện của thành phố Thiên Trạch. Ông ta năm nay 42 tuổi, chỉ lớn hơn Thường Hào 2 tuổi. Trong bộ máy Thành ủy Thiên Trạch xem như thuộc phái tuổi trẻ. Hạ Tưởng và anh ta tiếp xúc ít nhất, bởi vì anh ta bình thường không ở Thành ủy. Nhưng Hồ Vĩnh Siêu vẫn để lại ấn tượng rất sâu sắc với hắn. Bởi vì Hồ Vĩnh Siêu khi nói thì giọng nói rất lớn, bất kể là nói chuyện với ai, anh ta dường như đều như bắn súng liên thanh vậy. Thực ra không phải là anh ta không hiểu lễ tiết, có lẽ là do trời sinh, giọng điệu không được ôn hòa. Hồ Vĩnh Siêu đang cười, hơn nữa là âm thanh lớn nhất, ong ong vang lên. Hôm nay xem như xem xét kỹ một lần tất cả các ủy viên thường vụ. Hạ Tưởng cũng biết rõ, cục diện mới bắt đầu, tâm trạng của các ủy viên thường vụ thành phố Thiên Trạch rất phức tạp chứ không như ở thành phố Lang, đại đa số là lập trường rất rõ ràng. Lập trường của họ rất dễ thay đổi. Trong những người đang ngồi ở đây, có không ít người không phải là rất có nguyên tắc, mà lúc nào cũng có thể dao động, vừa chịu sự ảnh hưởng của những mạng lưới địa phương phức tạp, lại chịu sự điều khiển của cấp trên. Còn có một số người tuổi cũng cao rồi nên cũng chẳng quan tâm đến thăng chức nữa rồi chứ đừng nói đến lập trường hay nguyên tắc xử sự làm gì. Sợ rằng tình người có thể điều khiển suy nghĩ của họ. Nhưng vừa rồi sau khi nhìn lướt qua một hồi vẫn phát hiện ra một số manh mối. Ví dụ như hắn vốn cho rằng Hứa Phạm Hoa là người kiên định ủng hộ Trần Khiết Văn, nhưng vừa nãy giữa Hứa Phạm Hoa và Ngô Minh Nghị cũng có sự giao lưu ánh mắt, thì chứng tỏ Hứa Phạm Hoa có lẽ cũng có quan hệ với Ngô Minh Nghị. Nhưng thật ra Lôi Nhất Đại vẫn là một người siêu tự nhiên. Lần trước ông ta mượn rượu gây rối, nghĩ ra thì cũng không phải là ai sai khiến, chỉ là tính cách của ông ta xui khiến mà thôi. Mọi người cười, Trần Khiết Văn cảm thấy mặt như tối sầm. Vì Long Dân Canh là do bà ta đề cử lên. Bà ta sắc mặt âm trầm nói. Đừng có đùa cợt linh tinh cái tên của người khác. Bây giờ chúng ta đang họp. Mọi người nghiêm túc một chút. Hạ Tưởng cũng không hiểu lắm. Hạo Thường là thực sự không hiểu Long Dân Canh là do Trần Khiết Văn đề cử lên mà vô ý trêu cười. Hay là anh ta đã biết rồi và cố ý thêm phiền. Dù sao đi nữa thì sau khi Trần Khiết Văn lên tiếng, Thường Hào liền lại lập tức nói một câu. Cái tên của đồng chí Long Dân Canh thực sự là khó coi, dễ khiến nhân dân thành phố trêu cười. Thứ hai nữa cán bộ nữ của thành phố Thiên Trạch quá ít rồi. Vẫn nên đề cử đồng chí nữ lên đảm nhiệm chức vụ này. Thường Hào nói xong, ngón tay đặt nhẹ lên bàn, còn Ngô Minh Nghị thì gõ ngón tay trên bàn. Hạ Tưởng liền hiểu ngay ra một điều Thường Hào và Ngô Minh Nghị có mối quan hệ không hề qua loa. Ý kiến ủng hộ của Thường Hào vừa dứt. Hồ Vĩnh Siêu dùng ngay cái giọng nói vang dội của mình nói. Phó trưởng ban thư ký ủy ban là một vị trí mấu chốt. Vẫn là đồng chí Lão Thành có kinh nghiệm, đồng chí Phó Hồng Muội còn trẻ tuổi, chẳng may không đủ kinh nghiệm thì bất lợi cho sự trưởng thành của cô ấy, mà công việc cũng khó triển khai. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Bì Bất Hưu ha hả cười. Đồng chí Vĩnh Siêu nói rất có lý, những cương vị công tác quan trọng thì vẫn là các đồng chí Lão Thành có thể làm tốt. Cũng xuất phát từ tình yêu thương đối với các đồng chí trẻ tuổi. Hơn nữa đồng chí Phó Hồng Muội lại là nữ. Lời chưa nói xong thì ông ta phát hiện ra mình nói sai rồi, liền vội lập tức im miệng, muốn chuyển sang đề tài khác thì bị Lôi Nhất Đại cướp lời. Lão Bì à, ông năm nay cũng không còn ít tuổi nữa rồi, cũng bao nhiêu năm tuổi đảng rồi. Mà sao ăn nói không có tính đảng chút nào? Theo như ông nói thì đồng chí nữ và đồng chí trẻ tuổi là không thể đảm nhận trách nhiệm nặng được. Không thể giữ các chức vụ quan trọng. Ý của ông là bí thư Trần và thị trưởng Hạ không thể lãnh đạo tốt được thành phố Thiên Trạch này. Trong quan trường có một số việc tất cả mọi người hiểu được, nhưng không nói ra sẽ không sao.
Một khi nói ra thì chính là trước mọi người tát bạt mặt. Lôi Nhất Đại nói ra những điều mà không ít người hiểu nhưng không dám nói ra. Vì thế nên lời của ông ta vừa thốt ra, toàn bộ hội trường lập tức im lặng như tờ, không khí như ngưng lại. Bì Bất Hưu biến sắc, đập bàn đứng dậy. Một trận chiến nước bọt sắp bùng nổ. Lời của ông Lôi thô nhưng ý không thô. Thân là cán bộ đảng viên, nên nghiêm khắc yêu cầu bản thân, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Đặc biệt là trong hoàn cảnh hội nghị ủy viên thường vụ như thế này. Ở trước mặt Bí Thư Trần và Thị trưởng Hạ, mỗi người trong chúng ta đều phải thể hiện rõ vị trí của mình. Ngô Minh Nghị kịp thời đứng dậy thay Lôi Nhất Đại giảng hòa, trong lời nói có ý chào phúng và cảnh cáo đối với Bỉ Bất Hưu. Ngô Minh Nghị vừa nói xong, Hứa Phàm Hoa lập tức phụ họa. Bí Thư Ngô nói có lý, thể hiện rõ vị trí của mình là rất quan trọng, phải theo chuyện mà luận, đừng có ngấm ngầm hại người. Tôi nghĩ chủ nhiệm Bì cũng là miệng ác tâm không ác. Ông ấy tuyệt đối không có ý khinh nhẹ Bí Thư Trần và Thị trưởng Hạ. Mọi người cũng đừng bắt lỗi trong câu nói của ông ấy nữa. Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm Cục trưởng Công an Bùi Nhất Phong vội vàng thay Bì Bất Hưu giải vây, với một bộ dạng như người hiền lành. Bắt được một câu mà mãi không buông thì không phải là thái độ làm việc hợp tác tốt. Cứ so đo mãi không thôi chính là uốn nắn quá tay rồi. Nếu như một người lúc nào cũng có thái độ đoan chính thì không thể nào mà nói loạn được. Lời nói của lão Bùi cũng là có chút uốn nắn quá tay rồi. Các cán bộ đảng viên chúng ta không nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình thì làm sao có thể khiến quần chúng nhân dân hài lòng được đây. Phó thị trưởng thường trực Dương Kiếm cũng lựa lửa rèn sắt, tiện thời cơ cũng nhập vào cuộc chiến công kích Bỉ Bất Hưu. Trong 13 ủy viên thường vụ có mặt thì ngoại trừ Trần Khiết Văn và Hạ Tưởng không lên tiếng ra thì đại đa số mọi người đều gia nhập vào cuộc luận chiến. Hạ Tưởng thờ ơ lạnh nhạt và đưa ra một kết luận, bất kể là lập trường cá nhân có giống hay không. Nhưng sự công kích không ngừng Bì Bất Hưu trên thực tế giống nhau đến kinh ngạc, nói rõ một điều Bì Bất Hưu ở thành ủy, nhân duyên quá kém. Thôi được rồi, không ầm ĩ nữa. Trần Khiết Văn không thể không thể hiện ra quyền uy của bí thư. Mặt hơi hơi đỏ lên, ánh mắt uy nghiêm đảo qua mọi người. Đã xong chưa vậy, bây giờ đang là ở hội nghị thường vụ chứ không phải là hội nghị phê bình, cứ lấy mãi một câu để nói mãi. Đây không phải là tác phong nên có của đảng viên Cộng sản, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu biểu quyết. Hạ Tưởng cũng không thể không lên tiếng. Sự việc dừng ở đây, dưới đây chúng ta sẽ tiến hành thảo luận, chuyện nào ra chuyện nấy. Đừng có nói xa xôi quá. Ngô Minh Nghị liền nắm lấy câu nói của Hạ Tưởng. Thị trưởng Hạ nói đúng. Tôi cho rằng tất yếu phải cho đồng chí nữ lên, để cho đồng chí nữ có cơ hội đảm nhiệm những chức vụ càng cao hơn. Tôi ủng hộ Phó Hồng Muội. Chương 917, trận chiến mở màn. Tôi cũng bỏ một phiếu cho đồng chí Phó Hồng Muội. Lôi Nhất Đại cũng không biết là theo đà hay là có ý. Khi nói còn quay ra liếc mắt Bì Bất Hưu một cái. Bì Bất Hưu vừa rồi bị mọi người thay nhau công kích đã vô cùng khó chịu, liền rất bất mãn nói. Tôi phản đối, tôi ủng hộ đồng chí Long Dân Canh. Được rồi, một lần điều chỉnh nhân sự hẳn hoi không ngờ lại thành một hội nghị kèn cựa nhau. Có thể thấy được sự bình tĩnh bên ngoài đối với thành phố Thiên Trạch không giấu được mạch nước ngầm chảy bên trong. Tôi cũng ủng hộ đồng chí Long Dân Canh. Bùi Nhất Phong biểu lộ thái độ. Trải qua sự suy xét thận trọng. Tôi cảm thấy đồng chí Long Dân Canh càng có thể đảm nhiệm công tác phó trưởng ban thư ký. Thường Hạo lúc đầu khơi mào câu chuyện cười kia vừa nói một câu liền đã khiến cho Hạ Tưởng ngạc nhiên. Vừa nãy giọng điệu của anh ta rõ ràng là thiên về Phó Hồng Muội. Đến khi bày tỏ thái độ chính thức thì không ngờ anh ta lại ủng hộ cho đồng chí Long Dân Canh. Không thể không nói, sự bày tỏ thái độ như thế của Thường Hạo hôm nay khiến hội nghị thường vụ này tăng thêm một biến số. Cũng khiến cho Hạ Tưởng hiểu sâu thêm một chút về khuynh hướng chính trị của các ủy viên thường vụ. Của nhiên đều là những kẻ lõi đời trốn quan trường. Đùa là đùa, chửi là chửi. Nhưng lập trường đều phân ra rất rõ ràng. Quả nhiên, vừa rồi Dương Kiếm ở bên lập trường công kích Bì Bất Hưu cũng thể hiện thái độ. Nhưng cũng vẫn là cái thái độ hoàn toàn khác so với cuộc chiến luận vừa nãy. Tôi cũng ủng hộ đồng chí Long Dân Canh. Phó Hồng Muội 2 phiếu. Long Dân Canh 4 phiếu, tình thế không lạc quan. Dù nói là Hạ Tưởng không nhất định phải ủng hộ Phó Hồng Muội đảm nhiệm vị trí đó nhưng hắn ta vẫn hy vọng muốn có cơ hội xem xét kỹ lập trường của các ủy viên thường vụ. Thứ hai là còn có tính toán sâu hơn,
Phó Hồng Muội làm trước đó thì có lợi cho sự triển khai công việc của hắn tốt hơn nhiều so với Long Dân Canh. Từ Hâm cũng giơ tay lên tiếng. Sau khi tổng hợp so sánh, tôi cũng thấy đồng chí Long Dân Canh thích hợp hơn. 5 phiếu ủng hộ rồi, có thêm 2 phiếu nữa thì Long Dân Canh sẽ có quá nửa số phiếu. Lập trường của Từ Hâm ủng hộ Long Dân Canh không hề khiến Hạ Tưởng ngạc nhiên. Giữa hắn và Từ Hâm, cũng không giao lưu thân tình. Từ Hâm hỏi trước hắn cũng không có nghĩa là anh ta kiên định đứng bên hắn. Là người đến sau, Hạ Tưởng rất rõ trong thành ủy Thiên Trạch, thế lực yếu và mỏng, trong hội nghị thường vụ không có lực lượng ủng hộ kiên định. Muốn đoàn kết một nhóm người thì vẫn cần thời gian, và càng cần hơn là cơ hội. Trần Thiên Vũ thấy thời điểm tới rồi, cũng giơ tay lên tiếng. Đồng chí Phó Hồng Muội trẻ trung khỏe mạnh, càng có thể thích hợp với yêu của công tác mới. Đặc biệt là bộ máy chính phủ công tác toàn diện mà thị trưởng Hạ chủ trì, tin rằng về sau này can đảm dùng một số cán bộ trẻ thì đều sẽ là một lợi thế. Lời nói của Trần Thiên Vũ đầy ẩn ý, gián tiếp chỉ ra ý nghĩ lãnh đạo về sau này của thị trưởng Hạ. Mối quan hệ giữa Trần Thiên Vũ và Hạ Tưởng, tất cả mọi người đều biết rõ. Lời nói của anh ta cũng tương đương với tuyên ngôn của Hạ Tưởng. Không ít người ánh mắt liền nhìn Trần Thiên Vũ, nhất là Dương Kiếm và Hứa Phàm Hoa, ánh mắt lại càng sáng lên, thoáng chút suy nghĩ. Hạ Tưởng không những là nhân vật số 2 của thành ủy cũng là nhân vật số 1 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Con đường lãnh đạo của hắn trực tiếp có liên quan đến phương hướng công việc về sau này. Dương Kiếm và Hứa Phàm Hoa vốn không đoán ra quan niệm chính trị của Hạ Tưởng. Hiện tại lại do Trần Thiên Vũ mượn cái cớ chuyện nhân sự để lộ ra một phần thì không thể không khiến cho bọn họ âm thầm suy đoán. Nhất là Hứa Phàm Hoa, y tuy rằng chỉ kém Dương Kiếm 2 tuổi lại tự nhận mình vẫn còn có ưu thế tuổi trẻ. Hiện tại thành phố Thiên Trạch dường như có một khu vực nổi lên. Ai cũng không nói đến vấn đề tuổi tác, hiện tại Trung ương ai nấy đều nhấn mạnh sự trẻ hóa cán bộ. Thành phố Thiên Trạch như một thế giới bên ngoài. Toàn là những cán bộ tuổi khá lớn vì thế nên ai cũng tránh vấn đề tuổi tác. Hiện tại Trần Thiên Vũ đưa ra vấn đề trẻ hóa cán bộ một cách hàm xúc, chỉ ra tiêu chuẩn dùng người sau này của thị trưởng Hạ thì đều khiến mọi người trong lòng có một cái cân tiêu chuẩn. Thị trưởng Hạ không phải là bí thư thành ủy, nhưng hắn có kiến thức, có lai lịch. Hơn nữa sớm muộn hắn sẽ có ngày đảm nhiệm chức phụ bí thư. Lời nói của hắn không thể không làm người ta phải suy nghĩ sâu xa và nhìn nhận một cách nghiêm túc. Không ít người nghĩ đến sâu xa, nếu như sau khi con đường lãnh đạo của thị trưởng Hạ đã rõ ràng và có sự xung đột với tư tưởng bảo thủ và thận trọng của bí thư Trần thì thành phố Thiên Trạch sẽ đi theo con đường nào đây? Mình sẽ đứng ở vị trí nào đây? Ngay cả Trần Khiết Văn cũng đang suy nghĩ, Hạ Tưởng là nhân vật đại diện cho thế lực gia tộc. Theo lý mà nói thì tư tưởng của hắn đáng lẽ nên có xu hướng bảo thủ mới đúng. Làm sao mà lại có khuynh hướng cấp tiến như thế này? Nếu như con đường lãnh đạo của Hạ Tưởng hoàn toàn đối lập thì bà ta sẽ cố giữ hay buông tay đây? Lúc mọi người tâm tư khác nhau, bí thư quận ủy quận Đông Kiều Hồ Vĩnh Siêu lên tiếng. Đồng chí Phó Hồng Muội tôi đã từng tiếp xúc, cô ấy là một người nhiệt tình cẩn thận. Tôi bỏ một phiếu cho cô ấy. Phó Hồng Muội được 4 phiếu. Tư lệnh viên phân quân khu Lãnh Dương vừa giơ tay lên liền nói luôn. Tán thành Phó Hồng Muội. Sau đó không nói thêm câu nào. Dường như sợ nói thêm câu nữa thì sẽ giống câu đầu tiên. Trong lòng Hạ Tưởng đã có sự chắc chắn rồi, uy vọng của Ngô Minh Nghị ở thành ủy cũng là khá cao. Không ít người ủng hộ, đương nhiên đằng sau có nội tình gì hay không thì không rõ lắm. Dù sao thì việc bổ nhiệm phó trưởng ban thư ký cũng đã khiến hắn nhìn nhận được rõ ràng sự đấu tranh chính trị phức tạp của thành phố Thiên Trạch. Đầu tiên thấy người ta nói Trần Khiết Văn là độc tài lớn nhất nhưng bây giờ xem ra cũng không hẳn vậy. Tuy rằng không thể nói một lần thành bại thì có thể kết luận sức khống chế của Trần Khiết Văn đối với thành phố Thiên Trạch là không đủ. Nhưng điều này ít nhất cũng thể hiện về trí tuệ chính trị thì Ngô Minh Nghị cũng có nhiều điều đáng nói. Bây giờ còn lại Hạ Tưởng, Trần Khiết Văn và Hứa Phàm Hoa là chưa bày tỏ thái độ. Trên thực tế với cục diện trước mắt thì lập trường của Hứa Phàm Hoa xem ra chính là một phiếu bầu mấu chốt nhất. Trần Khiết Văn ánh mắt không nhìn Hứa Phàm Hoa, bà ta vẫn là khuôn mặt bình tĩnh. Dường như không để ý gì đến tình hình cục diện hiện tại. Hứa Phàm Hoa đầu tiên lật dở tài liệu sau đó liền ho một tiếng. Sau khi ho xong thì thấy hội trường khá yên ổn, về cơ bản không còn một tiếng ồn ào nào nữa. Ông ta có chút bối rối, miễn cưỡng cười một cái. Tùy việc mà xét, là thực tế,
Theo như cá nhân tôi mà nói, khụ tôi vẫn là ủng hộ Phó Hồng Muội. Trần Khiết Văn vẻ mặt bình tĩnh nhanh chóng trở nên u ám. Làm sao lại có thể như thế được chứ? Bà ta cho rằng Hứa Phàm Hoa là đáng tin cậy nhất, thế tại sao trong thời khắc mấu chốt này lại phản bội mà bỏ phiếu cho Phó Hồng Muội cơ chứ? Chuyện không thể xảy ra thì đã xảy ra lù lù trước mắt rồi. Trần Khiết Văn tuy là cả đời trong chốn quan trường, dù sao cũng chỉ là một người có tâm trạng tình cảm như người bình thường. Mà lại là một người phụ nữ trong những người bình thường. Sau khi sắc mặt trở nên u tối lại không kìm chế được sự phẫn nộ liền quay ra liếc Hứa Phàm Hoa một cái. Hứa Phàm Hoa dứt khoát cúi đầu xuống. Lần này thì hay rồi đây. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Hạ Tưởng. Bây giờ thì thị trưởng Hạ chính là người mà lời nói sẽ định càn khôn quyết định tất cả. Điều mà không ai có thể ngờ tới là Hạ Tưởng lại có một hành động khiến ai cũng phải kinh ngạc. Hắn ta cười khẽ một cái. Xin mời Bí thư Trần phát biểu ý kiến. Trần Khiết Văn hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh trở lại. Bà ta biết mình đã thua rồi, mấu chốt là không biết thua trong tay Ngô Minh Nghị hay là thua trong tay Hạ Tưởng. Điều này khiến bà ta buồn bực vô cùng. Một phiếu phủ quyết thì bà ta có nhưng mà dùng nó vì một vị trí không quá quan trọng như vị trí phó trưởng ban thư ký thì thể hiện ra bà ta không có chút trí tuệ chính trị nào. Còn không bằng một cước đá ra đúng lúc của Hạ Tưởng trong thời điểm mấu chốt. Bà ta hiểu rằng Hạ Tưởng muốn bà ta phát ngôn là cho bà ta một lối thoát để cho bà ta biết mà nghe theo lẽ phải, chấp nhận sự thực, giữ lại chút thể diện. Nếu như Hạ Tưởng trực tiếp đề xuất phiếu ủng hộ Phó Hồng Muội thì bà ta dù cho thuận nước đẩy thuyền cũng ủng hộ cho Phó Hồng Muội thì người ngoài nhìn vào cũng sẽ biết đó là hành động bất đắc dĩ. Hiện tại Hạ Tưởng đem quyền chủ động giao lại cho bà ta. Đây là một việc làm ơn không tốn sức, bà ta không nhận cũng không được. Đồng thời bà ta rõ ràng hơn rằng Hạ Tưởng lấy lòng bà ta cũng chính là muốn đề án thứ hai càng nhanh chóng được thông qua. Trần Khiết Văn xem xét thời thế, biết rõ mình tuyệt đối đánh không lại khi Hạ Tưởng và Ngô Minh Nghị liên kết với nhau nên không thể không đưa ra sự nhượng bộ thích đáng. Bà ta khẽ cười gật đầu nói. Ý kiến của tôi giống như của mọi người. Là một cán bộ nữ tôi cũng muốn hướng về cán bộ nữ của chúng ta một lần. Trần Khiết Văn giải quyết dứt khoát tương đương với việc đã thông qua việc bổ nhiệm Phó Hồng Muội rồi. Nhưng tất cả mọi người ở đó đều biết thái độ rộng lượng và khiêm nhượng chính là của thị trưởng Hạ. Bí thư Trần chẳng qua chỉ là mượn một bậc thang để xuống mà thôi. Hạ Tưởng cuối cùng khéo léo dẫn dắt quả bóng như thế khiến cho mọi người phải có cái nhìn khác về hắn. Cho rằng thị trưởng Hạ không những rất cao tay mà lại còn có tình. Trần Khiết Văn sơ suất làm hỏng việc lớn ở hiệp thứ nhất, thì muốn hòa một ván ở hiệp hai, liền bắt đầu luôn tiến vào vấn đề bàn luận thứ hai. Dưới đây chúng ta sẽ thảo luận vấn đề mà thị trưởng Hạ đưa ra. Suy nghĩ của tôi là tình hình của các vùng sai lệch khác nhau quá nhiều. Thành phố Yến là thành phố trung ương thì không nói đến làm gì. Thành phố Lang nằm ở giao thoa ba vùng, con người phức tạp nên suy nghĩ thay đổi. Thành phố Thiên Trạch là núi vây quanh, lại là thành phố cổ, lại có thảo nguyên nên con người khá là bảo thủ. Nếu bước đi quá lớn thì sẽ dễ lật xe. Ngày xưa là Châu già kéo xe hỏng. Bây giờ đã có thị trưởng Hạ đến đây rồi, có suy nghĩ tư tưởng mới. Quả nhiên là một chuyện tốt, nhưng mã lực lớn rồi thì cũng cần suy nghĩ đến sức chịu đựng của xe cũ. Ý của Trần Khiết Văn đều nghe hiểu rồi. Về cơ bản là phản đối ý kiến đề nghị của Hạ Tưởng. Trần Thiên Vũ sắc mặt liền không tốt lắm. Bí thư Trần quả là quá đáng rồi. Rõ ràng vừa nãy thị trưởng Hạ còn cho bà ta bậc thang mà đứng lên, còn bà ta thì ngay lập tức lại ngáng chân thị trưởng Hạ. Thật là chả có tình nghĩa gì cả. Hạ Tưởng thì không nghĩ nhiều. Hắn cũng không cho rằng Trần Khiết Văn sẽ vì một bậc thang nho nhỏ ấy mà nhân nhượng hắn về quan niệm chính trị. Nếu như bà ta làm thế thì bà ta sẽ không còn là chính khách nữa rồi, cũng không còn là một bí thư thành ủy hợp tác nữa rồi. Chuyện gì cũng phải xem xét hai mặt trái phải của nó. Thành phố Thiên Trạch thực sự là một thành phố nghèo và lạc hậu. Nhưng chính là vì nghèo và lạc hậu thì chúng ta mới có dũng khí để phá bỏ sự nghèo nàn, không phá đi thì không xây cái mới lên được. Hơn nữa theo như sự quan sát của tôi, thành phố Thiên Trạch có những người mở đường dám làm dám chịu. Họ không phải là không có gan và sự quyết đoán mà là chưa có cơ hội. Bây giờ tôi muốn cho họ cơ hội. Hạ Tưởng thay đổi sự hài hòa ban nãy thành một người kiên định cứng rắn. Trần Khiết Văn sửng sốt, ý thức được cái gì không ổn, vội hỏi. Thị trưởng Hạ mời nói cụ thể hơn một chút. Chính là chuyện về công trình nhà ở cho người thu nhập thấp.
nhà đầu tư khai thác phát triển đã đồng ý ứng ra trước 30%. Tiền đã được chuyển vào trong tài khoản tín dụng chuyên dùng của chính phủ rồi. Trương Vưu cúi đầu và chấp nhận chuyện ứng trước ra 30%, Hạ Tưởng không tiết lộ ra bên ngoài. Từ Hâm là người thông minh, anh ta càng không chủ động nói ra. Vì thế nên hiện tại vẫn ở trong trạng thái bảo mật. Đương nhiên Dương Kiếm đã biết được nội tình, nhưng giữ ơi sự ám thị của Hạ Tưởng thì anh ta cũng không dám để lộ ra ngoài. Dù sao thì uy quyền của thị trưởng Hạ vẫn còn đó, anh ta cũng không muốn đắc tội với thị trưởng Hạ. Bởi vậy, Hạ Tưởng tung ra cái tin khiến người ta sửng sốt này thì trong hội nghị thường vụ lập tức có tiếng nghị luận như pháo nổ vậy. Cái thường lệ thành thói ước định bao nhiêu năm nay đã bị phá vỡ cũng giống như một bức tường dường như không thể phá vỡ được lại nhẹ nhàng bị đạp xuống đổ sụp cái rầm vậy. Sự chấn động tâm lý gây kinh ngạc, thậm chí không ít người ngơ ngác, không dám tin vào sự thực, mà cũng không nói ra được. Ngay cả Trần Khiết Văn vẻ mặt cũng kinh ngạc, to miệng nói. Làm sao lại? Sự ngạc nhiên của bà ta là có căn cứ, bởi vì bà ở thành phố Thiên Trạch này làm từ thị trưởng đến bí thư. Ít nhiều cũng 4 năm nay rồi, hiểu biết về hiện trạng của thành phố Thiên Trạch cũng nhiều hơn so với Hạ Tưởng. Tự nhận rằng mình nắm được cái mạch của thành phố Thiên Trạch này hơn là Hạ Tưởng, lại không hề nghĩ được rằng, Hạ Tưởng lại có thể nắm giữ được Trương Vưu. Thật là quá khiến người ta ngạc nhiên, quá bất ngờ. Thành phố Thiên Trạch không khí bảo thủ, quan niệm của rất nhiều người quá cố chấp, đây cũng là một vật cản cho sự triển khai công việc. Thị trưởng Hạ làm thế nào mà có thể thuyết phục được Trương Vưu một kẻ dối trá như thế trở thành chim đầu đàn? Nhưng nguyên do của sự việc thì bây giờ không phải là vấn đề mà bà ta nên quan tâm. Bây giờ bà ta mới hiểu được một điều thị trưởng Hạ đột nhiên đưa ra những vấn đề có liên quan đến các dự án đầu tư của nhà nước, hóa ra là muốn thiết lập nên cái tiền đề để đánh thắng. Theo như trí tuệ chính trị mà nói, là chuẩn bị đầy đủ. Từ thủ đoạn chính trị mà nói thì cũng là lớn tiếng dọa người. Trần Khiết Văn lại nghĩ đến lần gặp mặt Hạ Tưởng lần đầu tiên ở Bắc Kinh. Nhớ đến sự giận dữ vì hồng nhan kích động của hắn, rồi nhìn hắn bình tĩnh bày mưu tính kế lúc này hoàn toàn như hai người khác nhau. Thật sự là một con người trẻ tuổi khiến người ta phải cân nhắc. Trần Khiết Văn ngây người sửng sốt coi như là đã nhìn rõ tình hình. Chả trách vừa nãy hắn cho mình một bậc thang, hóa ra dụng ý chính là ở đó. Chính là cùng với lúc bà ta nhận ơn, cũng muốn bà ta trả ơn. Hơn nữa Hạ Tưởng còn trải ra một con đường rất tốt. Trần Khiết Văn lại cố gắng khôi phục bình tĩnh, thái độ chuyển biến cực nhanh, khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Việc thị trưởng Hạ đến đây, đem đến cơ hội cho thành phố Thiên Trạch, và cũng đem đến thử thách mới cho quan niệm của chúng ta. Tôi cho rằng nghiêm túc nắm lấy các dự án đầu tư của nhà nước thực sự là tất yếu. Hy vọng mọi người đều nên nghiên cứu đề nghị của thị trưởng Hạ. Với những vấn đề trọng điểm về sau của nhà nước thì cần nắm vững và ủng hộ những chính sách mới của Ủy ban Nhân dân thành phố. Nói đến đây thì ai phản đối chính là không thức thời rồi. Nhân vật số 1, số 2 ở thường vụ đã có nhận thức chung thì ở dưới còn có thể thảo luận tranh luận gì nữa đây? Trước hết là Ngô Minh Nghị cực lực đồng ý, nói không ít lời ủng hộ, sau đó là Trần Thiên Vũ, ngay sau đó là Lôi Nhất Đại và sau nữa là Dương Kiếm và Hứa Phàm Hoa. Về cơ bản thông qua hội nghị thường vụ có ảnh hưởng sâu xa này, rất nhiều người đã nhìn rõ một điểm. Ngô Minh Nghị và Trần Thiên Vũ là đồng minh kiên định của thị trưởng Hạ. Lôi Nhất Đại dường như cũng vậy, còn Từ Hâm có thể là có mối quan hệ hợp tác hữu hạn. Những người khác xem chừng có hoài nghi, cũng là trung lập. Mà mối quan hệ giữa thị trưởng Hạ và bí thư Trần thì khó mà nói được. Dường như vừa có kỳ thị vừa có điểm chung, nhưng không ít người đều nói riêng với nhau, trước đây cảm giác bí thư Trần chính trị cao tay. Bây giờ xem ra, thủ đoạn chính trị của Hạ Tưởng không hề kém hơn chút nào. Về sau này, chắc có trò hay để xem đây. Trò hay không chỉ là chỉ bên trong thành ủy mà còn là sự phản kháng của lực lượng từ dân gian bao gồm sự khó thay đổi quan niệm với lực lượng tư bản dân gian. Sau khi Phó Hồng Muội được bổ nhiệm chức Phó trưởng Ban Thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó trưởng Phòng Thư ký Văn phòng Ủy ban Nhân dân liền tiếp nhận vị trí cũ của cô. Đồng thời lại rất giống với các quan khẩu của cơ quan địa phương khác. Đều muốn nâng lên một nấc. Cái gọi là phòng nhân sự chẳng qua ban nhân sự, cấp bậc chỉ là cấp phòng. Nhưng mỗi vùng đều tự mình nâng lên thành phòng nhân sự, nhưng ít ra nghe thì thấy hay hơn. Có người đề nghị Từ Tử Kỳ đảm nhiệm phó trưởng phòng. Sau khi đệ trình lên ban tổ chức cán bộ thì rất nhanh được phê chuẩn.
Từ Tử Kỳ cấp bậc chưa thay đổi nhưng cuối cùng cũng đã treo được cái mác phó trưởng phòng thư ký. Thể diện đẹp hơn rất nhiều. Anh ta trong lòng chắc chắn, nếu như không phải là thị trưởng Hạ thì sao anh ta có được như ngày hôm nay? Có người theo sát từng bước đi của thị trưởng Hạ thì liền có người phản đối. Sau hội nghị thường vụ, thông tin Trương Vưu đồng ý ứng trước 30% truyền ra gây chấn động một trận. Trương Vưu chẳng những đã bị xa lánh và kiêng kẹp bởi các đồng nghiệp mà còn có rất nhiều người ác ý đả kích. Thậm chí còn chịu sự uy hiếp của những người bên cạnh mình. Bên trong thành ủy, cũng có không ít người tỏ vẻ bất mãn với thị trưởng Hạ. Trong đó thậm chí còn có vài ủy viên thường vụ cấp cao ví dụ như Bì Bất Hưu, Bùi Nhất Phong hay như trưởng ban tuyên giáo Thường Hào. Nghe nói ba người đó hùa lại với nhau nói không ít lời bất mãn về thị trưởng Hạ. Thị trưởng Hạ chẳng thèm để ý đến lời dị nghị của người khác. Hắn ta đang bắt tay chuẩn bị cho công tác thị sát thương mại Khoa Long thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ Bắc Kinh, là thông tin từ Cổ Ngọc mà bặt vô âm tín bấy lâu. Thị trưởng Hạ, em và ông nội muốn đến thành phố Thiên Trạch. Có được hoan nghênh không vậy? Lão Cổ rốt cục cũng lộ diện. Ông ta chắc chắn là truyền lời thay người khác rồi. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh chứ. Sẽ bao toàn bộ chi phí hành trình, ăn ngủ nghỉ. Dù là một thời gian không liên lạc với Cổ Ngọc nhưng vừa nghe thấy tiếng của cô, Hạ Tưởng vẫn cảm giác không có gì ngăn cách với cô ấy. Tâm trạng cũng vui hơn rất nhiều. Chương 918, tạo thế, xảy ra chuyện. Hừ, nói thì hay lắm đấy. Ai mà biết có làm được hay không cơ chứ. Cổ Ngọc muốn giả bộ tức giận trước Hạ Tưởng nhưng lại không giả bộ được. Lại thở dài một cái. Thôi, không tranh hơn thua với anh nữa. Thực ra em cũng chẳng muốn quan tâm đến anh, chỉ do ông nội em. Con gái hướng ngoại, mới nói có mấy câu đã liền bán đứng lão Cổ. Hạ Tưởng cười ha hả, tâm trạng rất tốt. Thành phố Thiên Trạch cuối thu cảnh sắc tuyệt đẹp. Đứng ở trên tầng cao nhìn xuống thì một lượt có thể nhìn ra đến dãy núi và thảo nguyên xa xa, trời cao mây trắng. Núi xa xa xanh biếc, thảo nguyên xanh như ngọc khiến người ta tâm trạng thoải mái. Hạ Tưởng đi cùng Bành Vân Phong. Từ Tử Kỳ quan sát trụ sở làm việc của Thương mại Khoa Long. Đi cùng họ có các nhân viên Ủy ban Nhân dân thành phố liên quan và các phóng viên tin tức truyền thông. Nhật báo và báo đài truyền hình đều có phóng viên đi theo. Cũng không biết là trùng hợp hay cố ý sắp đặt, bất kể là nhật báo hay là đài truyền hình thì hai cô gái được phái đến đều là mỹ nữ. Phóng viên Lan Mẫn Mẫn của Nhật báo Thiên Trạch tóc dài mặc áo choàng, dáng vóc thon dài, chiếc quần bò ôm sát. Chiếc áo choàng thắt ở phần eo, đặc biệt là đôi môi đỏ khiến người ta say mê, thật là một mỹ nữ bỏng mắt. Nghe nói, cô là bông hoa nổi tiếng của Nhật báo Thiên Trạch. Nữ phóng viên của đài truyền hình Kim Nhan Chiếu, mặt trang điểm nhẹ, buộc một lọn tóc đuôi ngựa phía sau, mắt to, mặt trái xoan. Khi cô bước đi thì cái lọn tóc phía sau lay động. Điều khiến cô trở nên thu hút nhất là có đường nét mềm mại hơn người. Vẻ đẹp bên ngoài kém Lan Mẫn Mẫn một chút. Nhưng cơ thể của cô thì hơn cô ấy nhiều lần. Tổng kết so sánh thì Kim Nhan Chiếu vẫn khiến đàn ông phải dán mắt vào hơn. Kim Nhan Chiếu là bông hoa của đài truyền hình, dân tộc Mãn. Nghe nói là hậu duệ của hoàng tộc. Hai mỹ nữ của giới truyền thông không hẹn mà gặp được phái đi cùng với thị trưởng Hạ. Là dụng ý gì thì không cần đoán, ngay từ sự nhiệt tình phỏng vấn thị trưởng Hạ của Lan Mẫn Mẫn và Kim Nhan Chiếu cũng có thể rút ra kết luận. Việc đến đó của thị trưởng Hạ thực sự thổi đến một làn gió trẻ trung trong lành cho thành phố Thiên Trạch. Hai người Lan Mẫn Mẫn và Kim Nhan Chiếu mới nhìn thì đã tự thừa nhận, cuối cùng cũng có một lãnh đạo thành ủy trẻ trung, anh Tuấn rồi. Thị trưởng Hạ mà không đến thành phố Thiên Trạch thì bọn họ sẽ nghĩ rằng thiên hạ này thị trưởng đều là những người già cả, không béo thì là những quan liêu trung niên hừ hừ hà hà. Bây giờ mới mở rộng tầm mắt, ai nói trong nước không có thị trưởng đẹp trai chứ? Thành phố Thiên Trạch này đang có một vị đây. Lan Mẫn Mẫn và Kim Nhan Chiếu nói thầm với nhau về sau họ sẽ gọi riêng thị trưởng Hạ là chàng thị trưởng đẹp trai. Hơn nữa hai người lại còn cá cuộc với nhau ai được thị trưởng Hạ yêu ái trước, ai được thị trưởng Hạ sẽ gật đầu đồng ý cho phỏng vấn hắn trước, thì người đó chính là người thắng cuộc. Vì thế nên mới gây nên một cảnh tượng khiến ai nấy cũng phải mỉm cười. Kim Nhan Chiếu và Lan Mẫn Mẫn đều vây lấy thị trưởng Hạ không thôi, dựa vào ưu thế xinh đẹp. Không ngừng đưa ra những câu hỏi và còn muốn xác định thời gian của cuộc phỏng vấn tiếp theo. Điều này khiến cho những người xung quanh thấy xúc cảm vô cùng. Quyền lực của thị trưởng Hạ chỉ là một phần, vẻ trẻ trung tuấn tú cũng là một ưu thế vô cùng lớn. Khi thị trưởng Mao nhậm chức,
nhật báo và đài truyền hình cũng có phái Lan Mẫn Mẫn và Kim Nhan Chiếu đến phỏng vấn. Đợi đến khi thị trưởng Mao đi ra thì cả nhật báo và đài truyền hình đều đổi sang người khác. Không ai tiện hỏi nguyên nhân là gì, nhưng ai cũng hiểu rằng hình tượng của thị trưởng Mao quá kém, hơn nữa ăn nói thực sự là mất mặt. Trừ phi cầm bản dự thảo do thư ký đưa thì còn tạm được. Chứ rời bản đó ra là về cơ bản cứ như là người trên mây vậy, nói năng lộn xộn khiến người ta như muốn phát điên. Thị trưởng Mao nói chuyện từng bị người ta nói xấu sau lưng và châm chọc cái chức thị trưởng. Biểu hiện của Hạ Tưởng với hai mỹ nữ đang luân phiên tấn công kia thì vô cùng điềm tĩnh, vừa không phiền chán nhưng cũng không quá nhiệt tình. Đương nhiên là một người đàn ông bình thường, từ con mắt xét đoán của hắn thì Lan Mẫn Mẫn và Kim Nhan Chiếu đều là những mỹ nhân hiếm có khó tìm. Đặc biệt là theo ngành nghề truyền thông thì tuyệt đối là người nổi tiếng. Kim Nhan Chiếu thì không cần phải nói rồi, là một phóng viên nữ với khuôn mặt mộc thì thật là hiếm có. Có nữ phóng viên truyền hình nào mà không trang điểm rồi mới ra ngoài chứ? Kim Nhan Chiếu có thể thực sự coi là mỹ nhân có vẻ đẹp tự nhiên, không cần mượn son phấn thì cũng đã kiểu diễm lắm rồi. Còn Lan Mẫn Mẫn, là một người làm việc với văn chương chữ nghĩa thì cũng có dung mạo tao nhã xinh đẹp vô cùng, cũng rất ít thấy. Mấy năm nay theo hứng thú mạng, rất nhiều tác giả nữ xinh đẹp được lăng xê và thúc đẩy dùng cơ thể để viết những mệnh đề giả tạo. Còn có không ít những tác giả nữ xinh đẹp phát tán hình của mình khắp nơi trên mạng. Thực ra thì vẻ thu hút cũng không khác nhau, nhưng trên thực tế các nhà văn nữ xinh đẹp thực sự lọt mắt cũng không có mấy người. Không ít những người đàn ông có ý dâm quá độ đều bị những bức ảnh nghệ thuật nhạy cảm của các mỹ nữ làm cho mê hoặc lý trí. Về sau mới phát hiện ra họ chỉ là những mỹ nữ của sản phẩm giả mạo mà thôi. Là nhà văn cũng chỉ là sản phẩm giả. Khi hối hận bị mắc lừa thì chỉ có thể trách mình hormone tiết ra không bình thường mà thôi. Hạ Tưởng là một người đàn ông bình thường, nhưng hormone tiết ra càng bình thường, vì thế nên tuyệt đối có đủ sức đề kháng đối với mỹ nữ. Cũng phải, ai nhìn thấy Tào Thù Lê, Liên Nhược Hãm quốc sắc thiên hương, lại thấy vẻ đẹp thuần khiết của Cổ Ngọc, rồi lại thấy vẻ đẹp hoa nhương nguyệt thẹn của Hoa Nhài Vàng, bạc mà không động lòng thì là giả. Nhưng nếu tim đập thình thịch thì khả năng đó không lớn. Với sự thịnh tình của Kim Nhan Chiếu và Lan Mẫn Mẫn, Hạ Tưởng rất thản nhiên. Tôi vừa tới thành phố Thiên Trạch, bây giờ vẫn đang sắp xếp lại công việc. Một khoảng thời gian nữa sau khi tất cả bình thường, thì các cô liên hệ với Vân Phong, để anh ta sắp xếp phỏng vấn. Là một thị trưởng thì không thể ít giao lưu với giới truyền thông. Quan niệm lãnh đạo về sau này của hắn cũng sẽ không ít lần thông qua báo chí và truyền hình để truyền bá tới dân chúng. Đương nhiên, nếu muốn mang đến ảnh hưởng tinh tế hơn, thì nhất thiết phải có người tin được ở nhật báo và đài truyền hình thành phố. Khi cắt nối biên tập tin tức và hạ bút, nếu có thể lĩnh hội đầy đủ ý đồ của hắn thì chính là điều trọng điểm. Thế này nhé, Tiểu Hà, Tiểu Lan, các cô về sắp xếp lại các bài mà trước đây mình đã từng đăng và các thông tin đã phát sóng thành một bản. Thị trưởng Hạ sẽ xem qua. Bành Vân Phong đúng lúc nói vào một câu, đưa ra điều kiện tiền đề cho hai người. Hạ Tưởng ánh mắt liền hướng về Bành Vân Phong tán thưởng. Kiến nghị này thật không tồi, có thể khiến hắn càng hiểu rõ hơn về khuynh hướng chính trị của Kim Nhan Chiếu và Lan Mẫn Mẫn. Phóng viên báo đài tuy nói là tất cả đều đi theo đảng, hoàn toàn phát biểu ngôn luận theo chỉ thị của đảng. Nhưng là một cá thể con người, ai cũng có khuynh hướng chính trị riêng và sẽ để lộ ra trên những con chữ. Không có ai sống trong trạng thái chân không chính trị. Đặc biệt là những người phụ trách công việc báo cáo lãnh đạo và những phóng viên đi theo. Khuynh hướng chính trị của họ là vô cùng quan trọng. Bành Vân Phong thấy hành động của mình chiếm được cảm tình của thị trưởng Hạ thì trong lòng rất vui. Công việc trưởng ban thư ký chính là chia sẻ với lãnh đạo. Chỉ khi lãnh đạo hài lòng thì công việc của anh ta mới đạt được mục đích. Thị trưởng Hạ thị sát một doanh nghiệp tư nhân, ý nghĩ không hề bình thường. Bởi vì thành phố Thiên Trạch từ lúc xây dựng đến nay vẫn chưa có vị thị trưởng nào thị sát qua doanh nghiệp tư nhân. Thị trưởng Hạ không chỉ là người đầu tiên mà còn rầm rộ thị sát gây nên chấn động lớn giữa các doanh nghiệp tư của thành phố Thiên Trạch. Kích động nhất đương nhiên là Trương Vưu. Ngay từ đầu anh ta vẫn không tin thị trưởng Hạ sẽ đến Tổng Bộ Thương mại Khoa Long. Anh ta còn tưởng nghe nhầm, chắc là một vị phó thị trưởng đến cũng đã là tốt lắm rồi. Cho đến khi thị trưởng Hạ đứng ngay trước mặt. Bắt tay anh ta thì anh ta mới thực sự tin. Thị trưởng Hạ nói là làm, thực sự đã đến công ty của anh ta thị sát rồi. Sự bất an do đồng nghiệp xa lánh và uy hiếp cộng với nỗi lo thị trưởng Hạ qua cầu rút ván sau chuyện này đã bị đánh tan thành mây khói.
anh ta biết thị trưởng Hạ là một người có độ lượng. Chỉ cần theo sát hắn là tuyệt đối không sai lầm. Ngay lúc bắt tay với thị trưởng Hạ, Trương Vưu đã quyết định về sau này sẽ phục vụ thị trưởng Hạ. Hạ Tưởng và Trương Vưu bắt tay không buông, hơn nữa còn đứng nói chuyện với nhau không ít. Thị trưởng Hạ còn khuyến khích anh ta vài câu chỉ ra thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố về sau sẽ mạnh mẽ bồi dưỡng doanh nghiệp tư nhân với điều kiện tiên quyết là doanh nghiệp tư nhân phải tự mình cố gắng tự lập, phải tuân thủ pháp luật, phải hướng lợi ích và hiệu quả ra thị trường. Không được đi đường ngang ngõ tắt. Kim Nhan Chiếu rất có sự nhạy cảm chính trị, chỉ huy người chụp ảnh chụp bức ảnh nói chuyện giữa thị trưởng Hạ và Trương Vưu với góc chụp gần. Sau khi quá trình thị sát kết thúc, Bành Vân Phong cố ý tìm Kim Nhan Chiếu, nói một cách hàm xúc rằng, khi biên tập tin tức thì cần cố gắng giữ tấm hình thị trưởng Hạ và Trương Vưu. Ngoài ra với con người Trương Vưu và công ty của anh ta cũng cần có thêm một vài bức hình chụp. Được thôi, không thành vấn đề. Kim Nhan Chiếu đáp lời, cười trộm. Trưởng ban thư ký, có thể giúp dàn xếp một chút được không? Cho tôi là người phỏng vấn thị trưởng Hạ đầu tiên nha. Xin anh đấy. Cô ta dùng vũ khí lớn nhất của mỹ nữ làm nũng. Bành Vân Phong cũng là một người đàn ông bình thường, nhưng y biết người đẹp trước mặt thì không thể động đến. Đừng nói cô ta có thân phận nhạy cảm là bông hoa của đài truyền hình thành phố mà nghe nói bạn trai cô ta là thái tử đảng ở Bắc Kinh. Hơn nữa những tin đồn về cô ta cũng có rất nhiều. Nói là hậu duệ nhà Mãn Thanh, trong nhà có vô số đồ cổ vô giá. Dù sao thân phận của cô ta thần bí và phức tạp, khiến người ta khó đoán. Bành Vân Phong cũng không dám thay thị trưởng Hạ làm chủ, đành phải đáp ứng một cách mơ hồ. Để tôi thử xem, tôi chỉ có thể nói là sẽ cố gắng thôi. Cảm ơn anh, trưởng ban thư ký. Lần sau tôi mời anh ăn cơm, nhất định phải đón tiếp anh. Kim Nhan Chiếu vui vẻ tươi cười, nụ cười chói lòa khiến ánh mắt Bành Vân Phong không tự chủ được nhấp nháy. Kim Nhan Chiếu làm công việc của Bành Vân Phong, Lan Mẫn Mẫn cũng đang làm việc của Từ Tử Kỳ. Tuy nhiên Từ Tử Kỳ không nói hay như Bành Vân Phong, trực tiếp từ chối lời đề nghị của Lan Mẫn Mẫn. Đợi thị trưởng Hạ lúc nào muốn chấp nhận phỏng vấn thì sẽ thông báo cho các cô. Hiện tại bây giờ có tranh nhau thì cũng vô ích, lãnh đạo bình thường đều rất bận, đừng có cố làm phiền đến công tác bình thường của họ. Lan Mẫn Mẫn bất đắc dĩ le lưỡi. Em biết rồi, không phải là bảo anh dàn xếp hay sao? Không dàn xếp được thì thôi, chứ đừng ra mặt giáo huấn người khác thế chứ. Đúng không? Lời nói ra tuy là như vậy nhưng cô cũng không dám đắc tội Từ Tử Kỳ. Đừng nói là cô mà ngay cả giám đốc thông tấn xã tòa soạn báo nhìn thấy thư ký thị trưởng cũng phải khách khí đôi ba phần. Việc thị sát sinh ra hiệu ứng chấn động, bản tin buổi tối được phát ra đã đạt đến cao trào thu hút. Doanh nghiệp tư nhân thành phố Thiên Trạch sôi sùng sục, trong lịch sử của Thiên Trạch chưa từng thấy có một thị trưởng nào đi thị sát một doanh nghiệp tư nhân. Cũng không có một doanh nghiệp tư nhân nào xuất hiện đến hơn 5 phút trong một bản tin của toàn thành phố. Hơn nữa sau khi thị trưởng Hạ công khai phát biểu phải hết sức khai thác bồi dưỡng doanh nghiệp tư nhân thì không ít người đã có được sự cổ vũ ủng hộ lớn lao. Đương nhiên cũng có những người tỉ mỉ chú ý nghe ra được điều gì đó. Bởi vì trong lời nói của thị trưởng Hạ thì nhấn mạnh doanh nghiệp tư nhân không được đi đường ngang ngõ tắt mà phải đi con đường hiệu quả và lợi ích mà thị trường cần. Chẳng lẽ là ám chỉ điều gì? Quả nhiên, một ngày sau liền có tin tức từ Ủy ban Nhân dân thành phố. Các dự án duy tu và cải tạo về sau này của Ủy ban Nhân dân thành phố thì toàn bộ sẽ công khai mời đấu thầu bên ngoài. Quá trình mời thầu công khai, rõ ràng, ngăn chặn bất cứ giao dịch tiền quyền bất chính nào. Tin tức vừa lan ra thì lại là một tin gây chấn động. Không chỉ có hưởng ứng lớn trong nhân dân mà bên trong thành ủy cũng không ít người nghị luận. Mới biết thị trưởng Hạ dường như ôn hòa như thế nhưng khi làm thì cũng thật là ra trò, cũng là ra tay sắc bén và không để có lối thoát. Ngô Minh Nghị sau khi nghe được tin này thì sắc mặt không tốt, ngồi ngẩn ra hồi lâu, không nói câu gì. Sau sự giao rộng ngắn ngủi, thành phố Thiên Trạch dường như lại đi vào sự bình yên. Nhưng điều mà không ai ngờ đến là lại một mạch nước ngầm đang hình thành dưới mặt nước kia. Vài ngày sau, lão cổ đến thành phố Thiên Trạch cùng với cổ Ngọc. Hạ Tưởng tự mình ra đón ở đầu đường cao tốc, lão cổ và cổ Ngọc ngồi trên một xe. Đó là một chiếc xe Audi A6 rất bình thường. Cửa xe mở ra, cổ Ngọc đỡ lão cổ xuống xe. Khoảng 2 tháng nay không gặp rồi, lão cổ thần sắc rất tốt còn cổ Ngọc thì đi giày bốt, áo gió, tóc buộc sau đơn giản và vẫn xinh đẹp thanh tú. Cô ấy thần sắc vui vẻ nhảy nhót vui mừng.
Cổ Ngọc cũng nhớ Hạ Tưởng, tuy nhiên có lão cổ ở bên đành phải chịu đựng nhưng bên trong vẫn toát ra thần sắc vui mừng. Trong đôi mắt cũng tràn đầy khát vọng, ngọn lửa nhiệt tình. Cổ Ngọc mặc bộ quần áo ôm sát, eo càng nhỏ, ngực càng đầy. Điều đặc biệt làm người ta phải kinh ngạc chính là được cong bên hông. Nó là lướt giống như dãy núi, đẹp khôn tả. Hạ Tưởng hướng về phía trước. Lão cổ, đã lâu không gặp rồi. Phong thái vẫn chẳng khác xưa. Lão cổ phẩy tay. Nói cái phong thái gì với ông già này chứ? Nghĩ một đằng nói một nẻo. Tiểu Hạ ạ, đừng nói cậu là thị trưởng, mà dù cậu có là chủ tịch tỉnh thì trước mặt ta cũng chỉ là vãn bối thôi. Đúng không? Hạ Tưởng gật đầu. Dạ, trước mặt ông, còn mãi mãi chỉ là vãn bối thôi. Cổ Ngọc liền che miệng cười. Cười xong lại thấy không hay liền vội im bặt. Tuy nhiên cô vẫn làm mặt hề với Hạ Tưởng, đưa mắt một cái. Ý là ông muốn cô ấy nghiêm túc hơn một chút nhưng mà cô ấy thực sự không nghiêm túc được. Thảo nguyên mùa thu, trời cao mây trắng, đẹp vô cùng. Con sẽ đưa ông đi giải sầu. Hạ Tưởng đưa ra lời mời. Đi thì đi, dù sao thì tôi cũng là đến để cho khuây khỏa. Tâm trạng mà không khuây khỏa thì không cho cậu đi đâu. Lão cổ hơi có ý đùa cợt, nhưng cũng may mặt của ông không căng ra. Ông muốn nghiêm túc một chút trước mặt Hạ Tưởng nhưng lại không làm được. Chỉ thở dài một tiếng. Thôi, không nói chuyện không vui nữa. Khuây khỏa là chính. Hạ Tưởng không cho Từ Tử Kỳ và Bành Vân Phong cùng đi. Lão cổ là mối quan hệ riêng tư nên hắn chỉ dẫn Thiêu Tiêu Mũ đi thôi. Hạ Tưởng ngồi dong xe của lão cổ. Hắn ngồi giữa Cổ Ngọc và lão cổ. Tiêu Mũ ở phía trước mở đường. Hạ Tưởng cũng biết lão cổ không thích náo nhiệt, cũng không sắp xếp xe cảnh sát mở đường. Ra khỏi thành phố Thiên Trạch, tiến lên hướng Bắc không đến 30 km thì liền thấy thảo nguyên mênh mông vô bờ. Đúng là mùa cây cỏ sinh sôi. Hôm nay lại là một ngày trời quang không mây. Ánh nắng mặt trời mùa thu chiếu vào mặt khiến người ta thích thú thoải mái. Cổ Ngọc ngồi ở bên. Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu rọi trên khuôn mặt cô. Hai má của cô, cái mũi và tai của cô được chiếu sáng như trong suốt. Lại có thêm vài sợi tơ nhỏ bé mê lòng người. Hạ Tưởng không kìm nổi nhìn thêm vài lần nữa. Nói thật, với Cổ Ngọc hắn thực sự có chút đam mê bên trong. Cổ Ngọc là cô gái hàng xóm thanh tú xinh đẹp, tâm trạng lại đơn thuần, không chịu nổi đau thương. Chỉ có sự vui vẻ đơn thuần nhất mà thôi. Cô ấy không giống như Vệ Tân. Tình yêu của Vệ Tân khiến cho người ta yêu quên lối về nhưng dường như bên trong có chút gì đó nặng nề. Còn tình cảm của Cổ Ngọc chính là niềm vui trực tiếp, không có sự che đậy, cũng không có sự ngụy trang. Cô ấy giống như ánh mặt trời vậy, đem đến cho người ta một cảm giác ấm áp tuyệt vời nhất. Nhưng đơn giản và trực tiếp cũng có cái không hay, đó chính là không thể chuyển biến. Chuyển biến một cái là mất tăm hơi, cũng giống như hai tháng trời không thể liên lạc với cô ta và lão cổ vậy. Em và ông nội đi châu Âu. Cổ Ngọc vẫn không kìm nổi. Sau khi lên xe, lão cổ chỉ hỏi Hạ Tưởng về tình hình công việc ở thành phố Thiên Trạch chứ không nhắc đến một chút gì những chuyện trong thời gian trước. Cô ta thì nhìn trộm Hạ Tưởng vài lần và từ trong ánh mắt của Hạ Tưởng thấy được vẻ dịu dàng mà cô quen nhất liền đầu hàng luôn. Ở châu Âu 2 tháng, ông nội bảo không liên hệ với anh. Cái con bé này. Lão cổ bất đắc dĩ mỉm cười. Không thể nhìn không nói sao. So với cậu ta thì còn kém ngàn vạn dặm, cậu ta muốn biết thì cũng sẽ không nói ra, còn con thì lại chủ động nói cho cậu ta, làm sao mà lại chẳng có chút mưu trí gì vậy? Cổ Ngọc bĩu môi lên nói. Đoán giả đoán non khó chịu, muốn nói thì cứ nói, không muốn nói thì không nói. Cháu không thích mọi người có chuyện gì nhưng lại không chịu trực tiếp nói cứ âm thầm quan sát. Như thế mệt lắm ạ. Cháu thì hiểu cái gì? Đồ ngốc! Khuôn mặt căng thẳng của lão cổ rốt cuộc đã thả lỏng. Ông nói một cách hiền từ. Những chuyện về chính trị, có rất nhiều lúc thì họa từ miệng mà ra. Vì thế nói ít được thì cứ nói ít, không thể nói thì không nói. Có bao nhiêu người chỉ vì một câu nói mà hủy hoại cả tiền đồ trước mắt. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Điều đáng tiếc hơn là có một số người cẩn thận, làm gì cũng không để ai nói gì được thì lại hồ đồ khi làm chuyện lớn. Cháu nói hắn ta có phải là tên ngốc không chứ? Ai à, ông nói ai ngốc à? Cổ Ngọc thực sự không phải là đang giả vờ mà thật sự ngây thơ không biết. Cô căn bản không biết ý tứ của lão cổ là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, chính là đang nói Hạ Tưởng. Lão cổ cũng không kìm nổi, ha hả cười ra tiếng. Thật là hết cách với cháu bị cậu ta bán đứng rồi.
thế mà vẫn khăng khăng bênh vực cậu ta. Á! Cổ Ngọc há to miệng. Ông ơi, sao ông lại nói Hạ Tưởng là đồ ngốc chứ? Anh ấy ngốc ở chỗ nào chứ ạ? Thật là, cháu giận rồi nè. Cổ Ngọc nói giận là giận luôn, mặt quay sang một bên, không để ý đến lão cổ nữa. Lão cổ năm xưa dù có uy phong đến đâu thì trước cô cháu gái cũng đành phải cúi đầu, cười ha hả. Ông liếc mắt với Hạ Tưởng một cái, ý là bảo Hạ Tưởng khuyên Cổ Ngọc. Hạ Tưởng cười, hắn còn chưa mở miệng thì đột nhiên chiếc xe dừng mạnh một cái. Đầu của hắn bị đập vào sau ghế, người lái xe giọng trầm trọng kêu lên một tiếng sợ hãi. Xảy ra chuyện rồi. Chương 919, lửa lớn, chuyện cũ. Vừa xuống xe liền thấy, xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng. Chiếc ô tô trực tiếp va đầu vào chiếc Audi, vô cùng thê thảm, thùng nước vỡ tan, cửa kính rơi là tả xuống đất, linh kiện nằm ở khắp mọi nơi, phía đầu ô tô còn thấy ảo ảo bốc hơi nước ra ngoài. Chiếc xe Audi lão cổ mang đến, không biết mượn được từ đâu, biển số phổ thông, kiểu dáng cũng rất bình thường, Hạ Tưởng cũng không hỏi nhiều. Bởi vì hắn biết lão cổ sau khi lui ra không thích bị để ý nhiều, chỉ có điều đang chạy bình thường làm thế nào mà lại đụng xe. Hắn chợt hiểu ra, hướng xe mình chạy là đúng chiều, xe đối phương đi ngược chiều, chẳng trách mà húc đầu trực tiếp vào nhau. Hạ Tưởng nổi giận, xông lên giật cửa xe đối phương ra. Anh lái xe kiểu gì vậy? Có hiểu luật lệ giao thông hay không vậy? Ở trên đường quốc lộ mà đi ngược chiều, quá cả gan làm loạn. May mắn là đúng vào chỗ rẽ. Tốc độ xe không nhanh, nếu không thì chắc chắn xảy ra chuyện lớn, hắn đương nhiên tức giận không thể át nổi. Gã lái xe vai rộng lưng dài, trông có vẻ khỏe mạnh và có võ, vừa nhìn đã là một bộ dạng say khướt, mắt còn không mở ra được. Gã lắc lư từ trên xe xuống, còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, vừa thấy tai nạn xe cộ, đột nhiên liền thay đổi sắc mặt, tiến tới đá một cước vào cửa xe, ngay tức khắc tạo thành một lỗ lớn. Mẹ nó, cái quái gì vậy? Dám chắn đường của ta. Biết ngồi trên xe là ai không? Nhanh mà nhận lỗi trước, rồi bồi thường tổn thất 100.000 tệ. Gã lái xe hùng hùng hổ hổ còn chưa đủ, giơ tay đẩy Hạ Tưởng, định ra tay đánh người. Thân phận hiện tại của Hạ Tưởng đã khác, là thị trưởng của một thành phố, sẽ không thể tùy tiện đánh nhau với người khác. Hắn liền lùi lại phía sau một bước, vô cùng uy nghiêm nói. Dừng tay, anh là người của đơn vị nào, trên xe còn có ai? Hạ Tưởng rốt cuộc cũng là cán bộ cấp cao, cho dù bình thường hắn không thể hiện quan uy, ngồi lâu ở trên ghế, cũng sẽ nuôi dưỡng thành quan uy và uy nghi, chỉ một câu nói ra, lập tức khiến gã lái xe tỉnh táo lại vài phần, đứng im bất động, quan sát trên dưới Hạ Tưởng vài lần, có phần do dự. Nhưng thật đúng với một câu châm ngôn xưa, cẩu mắt khán nhân DTN, dùng để chỉ những kẻ trong mắt không coi ai ra gì, huống gì gã lại say đến chẳng ra bộ dạng gì. Còn có một câu châm ngôn nói, tửu tráng túng nhân đảm tiên, rượu mạnh làm tăng sự can đảm của con người, với lại gã cũng đã quen với việc hung hăng càn quấy, chỉ cần biết uy phong của biển số xe và xe cảnh sát mở đường, không cần quan tâm đến ai, nên cơ bản không muốn biết người trước mắt là ai, liền rất khí thế mà giơ tay hướng về Hạ Tưởng. Mày ở đâu ra hả? Tao là ai mày không cần biết? Xe của mày đụng hỏng xe của tao, thì phải bồi tiền. Xe của Tiêu Ngũ dừng ở phía trước, vừa định chạy lại, đã bị ánh mắt Hạ Tưởng ngăn lại. Sao lại dừng xe vậy? Một người từ trên xe bước xuống, khoảng 50 tuổi, đầu to bụng phệ, vẻ mặt sốt ruột và ngạo nghễ. Sao còn chưa đi, trong cục đang chờ ta đến họp. Ai đang quát tháo vậy, có cảnh sát giao thông hay không, xe ai mà dám cản đường vậy? Hỏi xem hắn là người của đơn vị nào, gọi điện thoại cho lãnh đạo của bọn họ. Khẩu khí vô cùng mạnh mẽ. Hạ Tưởng lạnh lùng thờ ơ, hắn đã nhìn thấy tấm giấy thông hành dựng đứng trước tấm cửa kính ô tô, ở phía trên ghi Cục Quản lý Tài nguyên Quốc gia thành phố Thiên Trạch, lại nhìn thoáng qua biển số xe, trong lòng đã có câu trả lời, đối phương tám phần là Cục trưởng Cục Đất đai Đồng Hiểu Minh. Kỳ thật sau khi Hạ Tưởng đến thành phố Thiên Trạch, mặc dù trong lòng không có ý muốn phải phân chia quyền lực với Trần Khiết Văn, nhưng việc nằm trong phạm vi hắn quản lý, hắn cũng không muốn để người khác nhúng tay vào. Thân là thị trưởng, quyền uy cũng là thứ bất khả xâm phạm. Đại bộ phận phó thị trưởng, cục trưởng các cục đều coi như phối hợp công tác, ít nhất ở bên ngoài đều thể hiện được sự tôn trọng đối với hắn, báo cáo công tác, xin chỉ thị công tác, chú ý đến mọi mặt, cũng khiến hắn kiếm không ra lý do. Hắn cũng không yêu cầu tất cả mọi người hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của hắn,
ít nhất không gặp trở ngại trong những việc lớn, về mặt tổng thể phù hợp quy củ, nên nhất thiết phải nói, nếu có người muốn kiếm chuyện, hắn cũng không phải không có thủ đoạn. Cũng quả thật có một vài cục trưởng tỏ vẻ thờ ơ không để ý đối với hắn, vừa không chủ động hướng hắn báo cáo công tác, còn mọi chuyện đều vượt qua hắn mà trực tiếp hướng Trần Khiết Văn xin chỉ thị, Đổng Hiểu Minh chính là một trong số đó. Bởi vậy trong hơn một tháng thị trưởng Hạ đến thành phố Thiên Trạch nhậm chức, ngoại trừ coi như chạm mặt ở khoảng cách xa với Đổng Hiểu Minh trong đại hội công khai ra, còn chưa từng một lần tiếp xúc cá nhân nào, hôm nay, xem như là lần đầu tiên. Lần đầu tiên gặp mặt đã bắt đầu bằng việc đâm xe, Hạ tưởng nghĩ thầm được lắm Đổng Hiểu Minh, tuy rằng họ Đổng, nhưng một chút cũng không hiểu chuyện. Đổng Hiểu Minh cũng uống không ít rượu, đứng ở xa xa, trước tiên nhìn biển số xe, vừa thấy biển số xe phổ thông của Bắc Kinh, cũng có chút lo lắng thân là người ở cơ quan chính đảng. Việc đầu tiên được học trước tiên chính là nhìn sự phô trương nhìn biển số xe, bởi vì sự phô trương quyết định cấp bậc, biển số xe quyết định địa vị, vừa không phô trương lại không có biển số xe, chắc chắn là dân chúng tóc húi cua có thể ức hiếp được. Hôm nay y uống khá nhiều, lại bị lái xe người cao như ngựa vừa vặn đứng chắn, nên không nhận ra người đang đôi co với lái xe chính là thị trưởng Hạ mới nhậm chức. Gã lái xe vừa bị Hạ tưởng dọa cho khiếp sợ, hiện tại cục trưởng Đổng xuống xe, khẩu khí cũng rất lớn. Năng lượng của gã lại tràn đầy, giơ tay định túm cổ áo Hạ Tưởng. Không ngờ tay vừa mới duỗi ra, liền cảm giác từ phía sau lưng một cơn đau nhói truyền đến, bỗng chốc không thu thế lại được, lập tức ngã như chó gặm bùn. Lái xe của lão cổ chớp nhoáng đã đi tới trước người Hạ Tưởng. Thị trưởng Hạ, việc động tay động chân để cho tôi làm, thủ trưởng có chỉ bảo, chỉ cần không đánh chết, đánh như thế nào cũng được. Được, Hạ Tưởng hiểu. Người lái xe của lão cổ chắc chắn không phải người bình thường, ít nhất cũng là bộ đội đặc chủng. Bình thường lão cổ vốn chẳng thích so đo với con chó con mèo, nhưng hôm nay lão vốn đang tâm trạng không tốt, đối phương chết tử tế không muốn mà lại muốn chĩa mũi súng vào họng, chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo. Vốn đang định dựa vào uy phong của thị trưởng dọa cho Đổng Hiểu Minh khiếp sợ một chút, hiện tại xem ra cũng không cần phải lộ diện. Hạ Tưởng gật đầu một cái, xoay người lại ngồi vào trong xe. Lão cổ quả nhiên vẻ mặt tức giận. Đến giải sầu cũng có người làm phiền, tôi già thì cũng già rồi, nhưng cũng không phải cái loại chó chó mèo mèo gì đó cũng có thể chặn đường. Lão cổ mà tức giận, thì tình hình rất nghiêm trọng, Hạ Tưởng lần đầu tiên nhìn thấy lão cổ tức giận, chỉ biết lão cổ không phải tức giận Đổng Hiểu Minh với cấp bậc của Đổng Hiểu Minh căn bản không lọt được vào mắt của lão cổ. Lão cổ tức là tức hắn, chẳng qua rất không may, Đổng Hiểu Minh thành nơi chút giận mà thôi. Hạ Tưởng nghĩ lão cổ chỉ bảo lái xe giáo huấn đối phương một chút, không ngờ sau khi lái xe đánh nhau với lái xe của Đổng Hiểu Minh, lại đi nhanh về phía trước, giương tay tát Đổng Hiểu Minh hai cái. Đánh cho Đổng Hiểu Minh choáng váng luôn tại chỗ. Đổng Hiểu Minh ôm mặt, không thể tin được sự thật vừa xảy ra, sửng sốt trong chốc lát, bỗng nhiên khàn cả giọng mà hô to. Đánh người, đánh cán bộ nhà nước, mau báo cảnh sát. Cũng không biết ai đã báo cảnh sát. Đổng Hiểu Minh vừa dứt lời đã thấy tiếng còi cảnh sát hú vang, sau một hồi đã thấy ba chiếc xe cảnh sát tới bao vây xung quanh hiện trường. Hạ Tưởng thấy lão cổ bất động thanh sắc, liền nói. Tôi ra mặt xử lý một chút. Lão cổ vẻ mặt bất mãn, xua tay. Thành phố Thiên Trạch là địa bàn của cậu, nên tôi không thể duỗi tay đá chân sao. Cậu cứ nghỉ ngơi đi là được rồi, không cần xuất đầu lộ diện. 7-8 cảnh sát vừa mới bao vây quanh hiện trường. Đổng Hiểu Minh liền tố cáo với viên cảnh sát trưởng. Cảnh sát đang chuẩn bị hỏi thăm lái xe lão cổ, bỗng nhiên một chiếc xe tải quân dụng gầm rú đi tới, hơn 20 binh lính từ trên xe nhảy xuống, không nói hai lời dẹp cảnh sát sang một bên, sau đó vây quanh Đổng Hiểu Minh và lái xe của y rồi hành hung, đánh người còn không tính, còn đập xe, đập cho xe nát nhừ. Nhóm cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau, không dám tiến về phía trước một bước. Cảnh sát sợ quân đội. Biết người trong quân ngũ đều có lai lịch, bọn họ không thể động vào. Không thể động vào cũng chỉ có thể lảng tránh, cho nên đành phải trơ mắt nhìn Đổng Hiểu Minh bị đánh đến kêu cha gọi mẹ. Bao vây ẩu đả, đại khái rằng có chưa đầy 2 phút, ô tô của Đổng Hiểu Minh đã bị lật, xe vừa khẽ lật, cốp sau mở tung ra, từ bên trong rơi vãi những tờ giấy ra đầy đất, gió vừa thổi qua, thì bay tới trong đám người. Bên trong đám người lập tức truyền đến một tiếng hô lớn. Tiền 100 tệ. Cả một bọc to toàn tiền 100 tệ, nhìn qua cũng biết, ít nhất cũng phải có hơn 100.000 tệ tiền mặt, trong cốp chiếc xe chuyên dụng của cục trưởng có hơn 100.000 tệ,
thật đúng là một cục quản lý tài nguyên quốc gia. Hạ Tưởng cũng không nghĩ đến lão cổ tức giận, lấy Đồng Hiểu Minh để chút giận lại thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn vốn không muốn vừa đến thành phố Thiên Trạch đã lấy vấn đề nhân sự để bắt đầu, nhưng hiện tại đã đến tay của hắn, hắn không nghiêm trị tham quan, cũng không phải tính cách của hắn. Bí thư Trần, ngã tư của đại lộ Hồng Kỳ xảy ra sự cố giao thông, là cục trưởng cục đất đai Đồng Hiểu Minh gây cản trở bộ đội làm nhiệm vụ, xe bị lật, trong cốp xe có số lượng lớn tiền mặt, rơi đầy đất. Hiện tại không dưới mấy trăm người vây xem, tốt nhất ngài nên tự mình xử lý một chút. Hạ Tưởng trực tiếp gọi một cú điện thoại cho Trần Khiết Văn, gọi cho ai cũng không yên tâm, hắn lại không biết tính tình của Bùi Nhất Phong, đơn giản mà trực tiếp đá quả cầu sang cho Trần Khiết Văn. Tôi vừa lúc đi ngang qua, không có thời gian xử lý, phải tiếp khách của Bắc Kinh. Chuyện rất khẩn cấp, lan truyền ra ngoài, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đều mất mặt. Trần Khiết Văn vừa nghe xong, chửi thầm Đồng Hiểu Minh là đồ đầu lừa, làm thế nào lại để bị thị trưởng Hạ nắm được hành tung. Thật sự là ngu đến nơi đến chốn. Cô hiểu rõ hơn dụng ý Hạ Tưởng tự mình gọi điện thoại cho cô, hắn muốn đứng bên ngoài, để xem sau đó cô xử lý ra sao. Hạ Tưởng từ đầu đến cuối không lộ diện, dưới sự yểm hộ của quân nhân, sau khi chuyển sang một chiếc xe khác, thong dong rời khỏi hiện trường. Địa điểm xảy ra tai nạn xe cộ ở trên đường quốc lộ, phỏng chừng cũng là lúc cục trưởng Đồng đi chơi trở về, sau khi chơi thỏa thích, vội vã trở về thành phố để họp. Kết quả rượu sau tay lái, nên gặp xui xẻo lớn. Y xui xẻo cũng đáng, nếu y đụng vào người khác, thì đó là xui xẻo của người khác. Đánh người, lật xe, tâm tình lão cổ rõ ràng đã tốt hơn nhiều, chỉ trong chốc lát đã tới một thảo nguyên rộng lớn, sắc mặt của ông rốt cục mới giãn ra, vừa xuống xe liền nói với Hạ Tưởng. Tiểu Hạ, cùng tôi cưỡi ngựa đi dạo. Ông nội, chân tay ông già cả rồi, đừng để ngã. Cổ Ngọc không chịu ưng thuận. Vẫn là Hạ Tưởng hiểu lão cổ. Lão cổ trước đây, hoành đao lập mã tiên, ý nói hiên ngang hùng dũng hiện tại không hoành đao nữa, lập mã vẫn không thành vấn đề. Cổ Ngọc, em cũng lại đây, chạy thử một vòng. Cổ Ngọc mặc quần bò, đi giày ống, trang phục sành điệu, bị Hạ Tưởng cổ động cũng liền tâm huyết dâng trào. Được, cưỡi thì cưỡi, ai sợ ai. Ba người liền thuê ba con ngựa, Hạ Tưởng cũng không coi mình là thị trưởng, chỉ là một du khách bình thường. Cứ theo lẽ thường mà tiêu tiền. Vừa may, hôm nay ra khỏi nhà mang theo 1.000 tệ, nếu không thì thật là xấu hổ. Không khí cuối thu, trời trong nắng ấm, ba người, Tín Mã Do Cương, Tien, cưỡi ngựa thả lỏng cương chậm rãi đi sâu vào trong thảo nguyên. Hạ Tưởng bất chợt nhớ tới huyện Bá vài năm trước, hắn và Tào Thù Lê cùng cưỡi một con ngựa, đúng lúc tình cảm triền miên, thì gặp Liên Nhược Hạm. Bây giờ hắn và Cổ Ngọc sóng vai cưỡi ngựa, lão cổ một ngựa đi trước. Để lại bọn họ ở xa đằng sau, cũng không biết có phải cố ý để cho hắn và Cổ Ngọc có khoảng không gian riêng hay không. Bầu trời, xanh đến mê người, thảo nguyên, tĩnh lặng mê người, Cổ Ngọc, cũng xinh đẹp đơn giản đến mê người. Em cùng ông nội đi nghỉ dưỡng ở châu Âu, cũng từ bỏ công việc ban lãnh đạo, 2 tháng ở trong một thị trấn nhỏ tại châu Âu, thật là thoải mái, cả ngày nhàn nhã giống như nước chảy, vừa thư thả vừa vui vẻ, em. Cổ Ngọc lưu luyến không rời mà liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Em muốn sang định cư ở châu Âu, nhưng lại có hơi luyến tiếc anh, tuy rằng em biết bên cạnh anh không thiếu một cô bé ngốc nghếch như em, anh không nghĩ đến em, nhưng em nghĩ đến anh. Cổ Ngọc đúng là Cổ Ngọc, đơn giản và đơn thuần kích động lòng thương cảm. Muốn đi thì đi thôi, anh không thể cùng em cả đời, em cần phải có cuộc sống của chính mình. Hạ Tưởng nói xong thì thấy nhẹ nhõm, trên thực tế trong lòng cũng không muốn. Nhưng làm người không thể quá ích kỷ, hắn không mang lại được tương lai cho Cổ Ngọc, thì không thể làm lỡ mất những năm tháng tuổi thanh xuân của Cổ Ngọc. Chỉ cần em vui vẻ là được, bất kể có phải ở cùng một chỗ với anh hay không, sống được vui vẻ mới là theo đuổi lớn nhất của đời người. Trong ánh mắt của Cổ Ngọc khẽ toát ra vẻ buồn bã. Được, em còn chưa hoàn toàn nghĩ xong, để em nghĩ thêm một thời gian nữa là được. Thỏa thuận thế này đi, anh không được tìm cách đuổi em đi. Cũng không được dụ dỗ em ở lại, cứ để cho mọi việc thuận theo tự nhiên, được không? Được. Hạ Tưởng không có gì nói để đáp lại, Cổ Ngọc như một cơn gió mát, đến đi tự nhiên là cá tính của cô. Cô muốn lưu luyến, thì sẽ xoay quanh anh một cách bất định, cô muốn bỏ đi, làm cho cô quay lại cũng không phải dễ. Lão cổ đang giận anh à? Hạ Tưởng liền chủ động khơi mào đề tài, muốn giải đáp câu hỏi lớn nhất trong lòng hắn.
cũng có chút. Cổ Ngọc không phải không nói dối, cô ở trước mặt Hạ Tưởng, tựa hồ như luôn biểu lộ một mặt đơn thuần nhất. Ông nội cũng cãi nhau với ông cụ nhà họ Ngô. Hả? Hạ Tưởng giật mình không nhỏ, nếu nói lão cổ tức giận hắn thì có thể lý giải, nhưng lão cổ và ông cụ nhà họ Ngô cãi nhau thì rất ngoài dự đoán của mọi người. Dù sao ở trong ấn tượng của hắn, giữa lão cổ và ông cụ nhà họ Ngô, dường như không có qua lại gì. Có gì mà ngạc nhiên? Nói cho anh biết, ông nội thật ra không phải nổi giận với chính anh, mà là nổi giận với ông cụ nhà họ Ngô. Ông luôn luôn nghĩ rằng anh bị ông cụ nhà họ Ngô lừa gạt, không, là bị mỹ nhân kế lừa gạt. Mặt Cổ Ngọc đỏ lên, bỗng nhiên hạ thấp thanh âm nhỏ giọng nói. Em đây có được tính là dùng mỹ nhân kế lừa gạt anh hay không? Cô bé đừng thấy nhút nhát đừng thấy đơn giản, cô cũng có sự hấp dẫn hợp khẩu vị, Hạ Tưởng bị sự kiều diễm của cô khiêu khích một chút, không khỏi động tình. Em xấu nhé, Cổ Ngọc, không giống như trước kia. Em cũng là phụ nữ có được không, không phải là cô bé nữa, có gì mà xấu hay không xấu. Nói lại anh là đàn ông, anh càng muốn chuyện kia hơn em, không phải em dùng mỹ nhân kế quyến rũ anh, là anh lừa gạt em. Em đi tố cáo với ông nội đây. Đòn sát thủ của Cổ Ngọc chính là đòi đem sự tình của cô và Hạ Tưởng nói cho lão cổ, để hù dọa Hạ Tưởng. Không ngờ hôm nay vừa dọa Hạ Tưởng, Hạ Tưởng lại chỉ thản nhiên mà cười. Lão cổ đã biết rồi. Hả, thật hay giả, anh đừng có mà gạt người ta, em nhát gan, sợ ông nội đánh gãy chân của em. Vẻ mặt Cổ Ngọc hoảng sợ, trông có vẻ không giống sợ hãi lắm, mà ngược lại giống như đang cố tình quyến rũ, đến ngay cả người tốt như Hạ Tưởng mà cũng khó tránh khỏi hiện lên một ý nghĩ tà ác trong đầu. Cổ Ngọc hồn nhiên và ngây thơ, đối với đàn ông mà nói mới là sự hấp dẫn chết người nhất. Không bao lâu đi tới một gò đất rộng, phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ là một loạt nhà bạt Mông Cổ to nhỏ. Lão cổ dừng ngựa ở phía trước, cười ha hả. Đại thị trưởng Hạ, buổi tối ở trong nhà bạt Mông Cổ, thế nào? Cậu việc nước bộn bề, có chịu đi cùng lão già tôi một ngày hay không? Sự việc dù lớn hơn dù quan trọng hơn, cũng không quan trọng bằng việc đi cùng lão cổ, Hạ Tưởng mỉm cười. Lão cổ, đi cùng ngài không thành vấn đề, tuy nhiên tôi chỉ mang theo trên người 1.000 tệ, nếu không đủ tiền để tiêu, đừng trách tôi. Ôi trời! Anh thật đúng là nhỏ mọn. Cổ Ngọc kêu lên một tiếng. Em mang tiền đến đây, nhưng sẽ không bâu ơ cho anh một xu nào đâu. Lão cổ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Con bé Ngọc thật ra trong lòng rất thẳng, cậu nói cái gì nó tin cái đấy, không bị cậu lừa mới là lạ. Hạ Tưởng liền vội vàng chuyển hướng đề tài mẫn cảm. Lần trước tôi cũng nói qua với ngài, tôi xuất thân bần hàn, về bản chất mà nói, vẫn có khuynh hướng kinh tế thị trường. Hiện tại chủ nghĩa tư bản quyền quý đã nhen nhóm lộ diện, nhưng nếu chỉ đơn giản đối kháng và áp chế, ngược lại sẽ tạo thành đối địch, hơn nữa lại có khả năng thu được hiệu quả tương phản. Hợp tác và đồng hóa mới là con đường thích hợp cho tôi đi nhất. Đại đạo trung gian, bật lạc lưỡng biên, đường lớn đi vào chính giữa, không đi sang hai bên, nói trắng ra chính là đạo trung dung, đạo lý lớn tôi cũng hiểu, đừng cho tôi là người quê mùa. Lão cổ xuống ngựa, dẫn ngựa đi. Chủ yếu là cậu rất đáng giận, hiện tại tốt xấu cũng là quan lớn cấp giám đốc sở, còn muốn đánh biên, về sau làm sao xong việc được. Cho dù thủ tướng cho cậu thời gian, tôi cũng nhân nhượng cậu một lần, cậu cho là nhà họ Ngô sẽ tha thứ cho cậu. Cậu cho là thế lực gia tộc sẽ vẫn đối xử dịu dàng thắm thiết với cậu. Nếu bọn họ trở mặt, mới thật sự đáng sợ, kể cả lão già nhà họ Ngô mà cậu cho rằng yêu ái ủng hộ cậu nhất. Lão già nhà họ Ngô vô cùng giàu hoạt. Cũng rất tinh vi. Hạ Tưởng, so với ông ta, cậu còn non lắm. Lão cổ càng nói càng tức giận, hiển nhiên chuyện cãi nhau theo như lời Cổ Ngọc, 8/9 phần 10 là thật. Lão già nhà họ Ngô chẳng những có thủ đoạn có tâm cơ, còn có thể gạt người. Ông ta chắc chắn ở trước mặt cậu còn nói không sống được mấy năm, có phải hay không? Hạ Tưởng ngạc nhiên, đừng nói lão cổ hiểu biết khá sâu về ông cụ nhà họ Ngô. Tôi đi tìm lão để tranh luận. Kết quả lão liền đánh thái cực với tôi, nói đông nói tây mà không nói chính sự. Tôi nóng nảy, làm ầm ĩ lên với lão liền giả bộ ho khan, nói lão không sống được mấy năm nữa, muốn nâng đỡ cậu lên ngựa là đã cảm thấy trong lòng thỏa mãn rồi. Tôi sớm đã âm thầm điều tra tình trạng sức khỏe của lão, bác sĩ nói tố chất sức khỏe của lão rất tốt, lão cáo giả có sống thêm 20 năm nữa cũng không thành vấn đề. Hạ Tưởng bất đắc dĩ lắc đầu, lại không kìm nổi cười.
có lẽ đúng như lời lão cổ, thể trạng của ông cụ nhà họ Ngô khá tốt, nhưng theo như lời bác sĩ nói có thể sống thêm 20 năm đơn giản là ăn nói lung tung. Ở cái tuổi ông cụ, thân thể hiện tại tốt không có nghĩa là sang năm cũng tốt, người đã già, dùng hình ảnh gần đất xa trời để hình dung quả thật chuẩn xác, một trận gió thổi qua, có lẽ người sẽ không còn nữa. Đương nhiên cũng không phủ nhận ông cụ ở trước mặt hắn đánh bài bi ai, đùa giỡn với tâm mắt. Nhân vật chính trị, cả đời chính là nghiền ngẫm tâm tư của người khác, để cho người khác nối tiếp mạch suy nghĩ của chính mình, hạ tưởng có thể hiểu được sự khổ tâm của ông cụ. Đương nhiên, hắn cũng hiểu suy nghĩ và sự quan tâm của lão cổ, nhưng lão cổ tính tình thẳng thắn, xuất thân quân nhân, bàn về tâm cơ và ngôn ngữ rất sắc bén, chắc chắn tốt hơn so với một ông cụ nhà họ Ngô vẫn hay dở mánh khóe. Lão cổ lửa bốc lên, chắc chắn đã bị nghẹn trước mặt ông cụ nhà họ Ngô. Ban đêm ngủ trong lều Mông Cổ, ba người phải có ba cái lều nhỏ, tương đương với mỗi người một phòng đơn. Buổi tối ăn món đặc sản của Mông Cổ, Hạ Tường và lão cổ đều uống chút rượu. Hắn vẫn muốn hỏi lão cổ quan điểm của thủ tướng đối với hắn, nhưng không có cơ hội mở miệng, bởi vì lão cổ có lẽ do uống nhiều, luôn miệng kể lể sự tình trước đây của lão, cũng nhắc tới quá khứ không thoải mái giữa lão và ông cụ nhà họ Ngô. Hạ Tường mới biết được trả trách lão cổ tức giận bất bình đối với ông cụ nhà họ Ngô, hóa ra năm đó ông cụ nhà họ Ngô từng ra tay cản trở lão cổ lên chức. Chương 920, quyết tâm, phát tác. Thời gian trôi qua đã lâu, đến ngay cả lão cổ cũng không nhớ rõ lúc ấy như thế nào lại trở thành đối thủ với ông cụ nhà họ Ngô, hai người đều thấy đối phương không vừa mắt. Lão cổ trong một lần đề bạt quan trọng, mắt thấy sẽ thuận lợi thông qua, ông cụ nhà họ Ngô đột nhiên liền chặn ngang một tay, hống hách cản trở, kết quả khiến cho lão cổ sắp thành lại bại. Nếu không có lão già nhà họ Ngô, tôi đã là phó chủ tịch quân ủy, làm một bộ trưởng quốc phòng cũng không thành vấn đề, về sau tôi không trả thù lão là không sai lầm rồi. Lão cổ uống nhiều, nói không ít chuyện cũ năm xưa, cũng khiến Hạ Tưởng biết thêm một chút về ân oán giữa những người tiền bối đồng lứa. Đối với mâu thuẫn giữa lão cổ và ông cụ nhà họ Ngô, Hạ Tưởng chỉ tạm thời nghe. Vài thập niên trôi qua, đã không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến hiện tại, không cần giữ mãi không tha. Điều hắn quan tâm nhất chính là thái độ của thủ tướng, tuy nhiên lão cổ hiển nhiên cố ý để đó không đâu, chính là không muốn nói, hắn cũng sẽ không hỏi lại. Trước khi chuẩn bị đi ngủ, lần lượt nhận được điện thoại của Từ Tử Kỳ và Bành Vân Phong, nói là Đồng Hiểu Minh bị đánh rất thảm, mặt mũi bầm dập, xương sườn cũng gãy mấy cái đầu tai to mặt lớn giờ trở thành giống như đầu heo, đã nằm viện, trên đường đưa đến bệnh viện, khóc lóc rối tinh rối mù, chỉ thiếu lăn lộn xuống đất. Hiện trường cũng đã được khống chế, bí thư Trần giận tím mặt, ủy ban kỷ luật thành phố cũng tham gia điều tra. Nghe nói, tiền mặt không chỉ 100 ngàn. Dường như có hơn 200 ngàn, hơn nữa còn có rất nhiều rượu xịn thuốc xịn, nghe nói trong đó có một loại thuốc lá gọi là bát tứ cao độ, giá lên tới 2.000 tệ cho mỗi gói. Cục trưởng thu nhập một tháng dưới 2.000 tệ, trên xe có 200 ngàn tiền mặt, uống rượu 400 tệ một chai, rút ra thuốc lá 200 tệ một gói tương đương với 10 tệ một điếu, là cái khái niệm gì vậy? Quan trọng là ngay lúc tiền mặt rơi là tả xuống đất, chẳng những bị quần chúng đang vây xem cướp đi một phần, còn bị vô số người và xe qua lại đúng lúc nhìn thấy. Lão cổ phỏng chừng cũng bao nhiêu năm không chấp nhặt với mấy nhân vật nhỏ nhặt, Đồng Hiểu Minh cũng là xui xẻo suối quẩy, không chịu mở to mắt ra mà nhìn, dám đụng xe lão cổ, quả thật là chán sống rồi. Hạ Tưởng vốn cũng không hoàn toàn hài lòng đối với điệu bộ màu mè của y, nhưng thật sự vẫn chưa nghĩ ra phải xử trí với y như thế nào. Hiện tại chính y tự rước lấy phiền phức, Hạ Tưởng liền quyết định giơ lưỡi dao lên. Vốn sau khi Hạ Tưởng đến thành phố Thiên Trạch, tính tình đã kiềm chế không ít, cố hết sức không ghét những kẻ ác như ghét kẻ thù cá nhân, nhưng khí tiết chính trực vẫn luôn ở trong xương cốt khiến hắn sau khi chính mắt nhìn thấy sự kiêu ngạo và hủ bại của Đồng Hiểu Minh, vẫn khó có thể ức chế được sự phẫn nộ trong lòng. Một cán bộ quốc gia, trong giờ làm việc bình thường mà uống rượu say đến không ra bộ dạng gì, lái xe cũng là say rượu lái xe, sau khi đi ngược chiều đâm phải xe, còn kiêu ngạo, ngông cuồng mà chửi bới nhặng xị. Làm sao có thể là hình tượng của một cán bộ đảng viên? Rõ ràng là một thổ phỉ. Hạ Tưởng không hy vọng cán bộ dưới quyền của hắn có bao nhiêu người liêm khiết phụng sự việc công, nhưng ít ra cũng phải tự hạn chế, cũng phải giữ gìn hình ảnh ở trước mặt công chúng. Hắn thậm chí có thể dễ dàng tha thứ cho những gì Bao Đại Quang đã làm, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng được một người mới là cục trưởng đất đai cấp cục, một điếu thuốc phải 10 tệ, một chai rượu phải 4-500 tệ.
chỉ lên xe mà cũng mang theo 200.000 tiền mặt, không phải phần tử tham ô hủ bại thì hơi lạ. Trách không được chăm họ thường nói, một bữa ăn một con bò, dưới mông là một tòa nhà. Rất hình tượng, một chai rượu đã 4-500 tệ, ăn một bữa cơm có thể dưới 2-3.000 tệ không? Hơn nữa thành phố Thiên Trạch lại là thành phố nghèo thứ nhất thứ hai toàn tỉnh tính từ dưới lên. Lửa giận trong lồng ngực Hạ Tưởng càng đốt càng vượng, hắn muốn chấn hưng kinh tế thành phố Thiên Trạch, muốn một lần làm quan tạo phúc, nhưng hắn càng cố gắng, càng nhân nhượng, lại càng không thỏa mãn cái miệng rộng lớn của mấy tên tham quan ô lại. Điều tra Đồng Hiểu Minh đến triệt để, giết gà dọa khỉ. Vừa lúc cũng mượn cơ hội này thử thách năng lực làm việc và mức độ trung thành của Bành Vân Phong một chút, hắn liền trực tiếp đưa ra chỉ thị tinh thần. Chuẩn bị đệ trình hội nghị chính phủ, đề xuất thông báo phê bình đối với Đồng Hiểu Minh, đồng thời nhấn mạnh thân là cán bộ đảng viên, phải nghiêm khắc tự hạn chế, hễ có hành vi tham ô hủ bại, tuyệt đối không nhân nhượng. Lại đột nhiên dừng lại, nói ra trọng điểm. Thiết lập hộp thư tố cáo trong chính phủ, hoan nghênh tố cáo hành vi tham ô hủ bại của nhau, phải đặc biệt chú ý đến những nơi trọng yếu, phát hiện một, xét xử một. Cái gọi là nơi trọng yếu chính là chỉ cục đất đai, cục thuốc lá, cục công thương là những cục lớn có thực quyền, cũng là bộ phận dễ phát sinh hủ bại nhất. Bành Vân Phong liền lập tức nghe ra ám chỉ của thị trưởng Hạ, nhưng vẫn lo lắng, cẩn thận mà nhắc nhở một câu. Thị trưởng Hạ, ngài đừng trách tôi lắm miệng, Đồng Hiểu Minh chẳng những quan hệ rất tốt với bí thư Trần, hậu trường của ông ta nghe nói là một vị phó chủ tịch tỉnh. Vân Phong, ở bên người tôi chỉ phải nhớ kỹ một điều, đi nhanh về phía trước, không cần nhìn phía sau. Hạ Tưởng không giải thích nhiều, dùng người, thì phải dùng người thông minh điểm cái là hiểu, điểm rồi mà còn không hiểu thì sẽ không dùng. Dù sao thân là thị trưởng, ở trong trụ sở thành ủy, chưa bao giờ thiếu người chủ động dựa dẫm. Đêm lạnh như nước, trên thảo nguyên cuối mùa thu, yên tĩnh như vậy, chỉ có tiếng côn trùng và ánh trăng sáng tỏ, Hạ Tưởng khó có được thời khắc thư giãn giống như thế này, lại không ngủ được, liền đi ra ngoài tản bộ. Bạt của lão cổ vừa vặn ngăn cách giữa hắn và cổ ngọc, hiện tại đã tắt đèn, hẳn là đã ngủ, bạt của cổ ngọc còn sáng đèn, lờ mờ dường như còn có bóng người đang cử động, xem ra còn chưa ngủ. Nghĩ ngợi một hồi, hắn không đi về phía lều của cổ ngọc, lão cổ ở giữa, nếu chẳng may lão cổ đột nhiên chui ra, thì sẽ mất mặt. Đi dạo vài bước ở bên ngoài, cảm thấy tâm tình thư thả hơn rất nhiều, liền quay lại bạt. Vừa mới vào, đột nhiên một bóng đen hướng hắn đánh tới. Hạ Tưởng tự nhiên khẽ vặn người, vọt sang một bên, duỗi tay ra chặn ngang ôm lấy bóng đen. Không được nhúc nhích, cứ nhúc nhích, xem anh có thể làm gì em. Âm thanh quen thuộc và mùi thơm quen thuộc của cơ thể lọt vào tai nhập vào mũi, không phải cổ ngọc thì có thể là ai. Thân thể cổ ngọc vừa khẽ cựa, Hạ Tưởng không đề phòng, đã bị cô làm lảo đảo, hai người liền lăn trên mặt đất, ở chỗ tiếp xúc với nhau, cổ ngọc chỉ mặc một chiếc áo ngủ, bên trong lại trong suốt, cũng như không. Em hiện tại có tính là mỹ nhân kế không? Cổ Ngọc không phải không có ý khiêu khích, hai mắt mê đắm, giọng nói run nhẹ nhẹ. Tính, mỹ nhân như Ngọc, mưu sự như nước biển, đàn ông đều khổ sở ở cửa ải mỹ nhân. Hạ Tưởng chỉ duỗi tay ra, cởi chiếc áo ngủ trên người cổ Ngọc, da thịt trắng mịn như Ngọc lộ ra bên trong. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào căn phòng, vừa lúc dừng ở trên cơ thể khỏa thân của cổ Ngọc, đẹp như mộng ảo. Khiến cả người của cô đều tỏa ra ánh hào quang tinh khiết. Đêm trăng, dã ngoại, sự yên lặng, Hạ Tưởng chưa bao giờ từng trải qua như thế, chỉ cảm thấy như rơi vào trong mộng. Tiếng cổ ngọc như đang nói mơ. Chúng mình cùng nhau một đêm, được không? Có lẽ đây là lần cuối cùng em được ở cùng anh, em xuất ngoại rồi, sẽ rất khó gặp lại anh, em sẽ vô cùng nhớ anh. Cổ ngọc rơi lệ, cũng là lần đầu tiên cô rơi lệ ở trước mặt Hạ Tưởng, buồn và cô đơn. Đẹp hơn nhiều so với pháo hoa. Hạ Tưởng lại dùng lực siết chặt cổ ngọc, cảm thấy thân hình mềm mại và ấm áp của người con gái trong lòng, đã có một loại cảm giác lạnh lẽo dần dần rời xa hắn. Trong lòng hắn cũng không muốn từ bỏ, nhưng lại thật sự không thể cho cổ ngọc bất kỳ hứa hẹn gì. Cổ ngọc khác Liên Nhược Hàm, cũng khác với Thiếu Giai, trong lòng cô không mang nhiều trách nhiệm nặng nề, cô muốn một cuộc sống tản mạn mà tùy ý, có lẽ giống như một đóa hoa, chỉ trong nháy mắt được rạng rỡ, vui sướng. Vui vẻ, như vậy đủ rồi. Một đêm, Hạ Tưởng và cổ ngọc liều chết triền miên, không ai lo sợ làm kinh động lão cổ, trong màn đêm yên tĩnh mà trống trải, trời đất dường như hòa hợp làm một,
thời gian cũng nhất thời đi xa, chỉ có hai người gắn bó vuốt ve lẫn nhau. Trời hửng sáng, không nghĩ lão cổ thức dậy sớm, cổ Ngọc còn chưa kịp quay trở về bạt của chính mình, chợt nghe thấy lão cổ ở bên ngoài nói. Tiểu Ngọc, đã dậy chưa? Chết rồi, lộ rồi. Cổ Ngọc khẩn trương mặc quần áo, hướng Hạ Tưởng nhăn nhó, trong mắt đầy căng thẳng và nghi vấn. Hạ Tưởng bình tĩnh suy nghĩ, nhỏ giọng nói vài câu với cổ Ngọc vội vàng gật đầu. Lão cổ đang ở bên ngoài thắc mắc, Hạ Tưởng liền từ trong lều đi ra, còn làm bộ trấn tĩnh mà duỗi duỗi người. Lão cổ, Đồng Hiểu Minh ngày hôm qua bị ngài ném đi, có hiểm nghi tham ô nhận hối lộ trọng đại. Tôi quyết định trừng trị nghiêm hơn, tuyệt không nương tay, tuy nhiên nghe nói ông ta có phó chủ tịch tỉnh làm hậu trường. Lão cổ quả nhiên bị Hạ Tưởng thành công mà đánh lạc hướng sự chú ý, liền tiến về bên cạnh Hạ Tưởng, vừa đi vừa nói chuyện. Phó chủ tịch tỉnh, cậu sợ một phó chủ tịch tỉnh, tôi thấy cậu ngay cả Phạm Duệ Hằng cũng dám va chạm, nếu ngay cả một phó chủ tịch tỉnh cũng có thể khiến cho cậu lùi bước, cậu không phải Hạ Tưởng mà tôi biết. Nhưng tôi vừa tới thành phố Thiên Trạch, không muốn làm sự tình lớn chuyện, yên ổn đoàn kết là quan trọng nhất. Ở cái nơi nghèo như thế này, vẫn còn yên ổn đoàn kết. Tôi thấy là một vũng nước lặng mới đúng. Lão cổ không biết chính là, ngay giữa lúc ông và Hạ Tưởng nói chuyện, cổ Ngọc giống như một con thỏ nhỏ, vội vã mà chạy về bạt của mình. Ăn xong điểm tâm, Hạ Tưởng lại cùng lão cổ và cổ Ngọc du ngoạn đến trưa, bởi vì nguyên nhân tự thể nghiệm, hắn cũng có kinh nghiệm cá nhân đối với du lịch thảo nguyên của thành phố Thiên Trạch, cảm thấy ưu điểm không ít, khuyết điểm cũng có rất nhiều. Nhất là quy mô không đủ lớn, ngoại trừ các hạng mục đặc sắc như cưỡi ngựa, bò kéo xe, bắn tên rồi trò lượn trên không sau đó ra, các hạng mục khác có rất nhiều chỗ trùng lặp và thiếu ý tưởng. Nói cách khác, độ hấp dẫn chưa đủ, ngoại trừ thời tiết mát mẻ có thể nghỉ hè ra, mùa hoàng kim vừa hết, lập tức sẽ một mảnh tiêu điều. Hiện tại đã là mấy đoàn khách du lịch cuối cùng, cây cỏ bắt đầu khô vàng, thảo nguyên đang tiến tới thời kỳ tiêu điều. Làm thế nào để khiến thảo nguyên mùa đông cũng thành điểm nóng du lịch, là một vấn đề nan giải đầy khiêu khích. Trượt tuyết là một ý tưởng không tồi, đồng thời, lễ hội văn hóa du lịch thảo nguyên có thể mở rộng tính chất hạn chế về mùa của du lịch thảo nguyên, bởi vì lễ hội băng đăng hàng năm ở Đông Bắc cũng có thể hấp dẫn một số lượng lớn du khách, có thể thấy được rét lạnh cũng không ngăn cản được nhiệt tình du lịch. Thảo nguyên mùa đông không có du khách không phải bởi vì rét lạnh, mà là bởi vì không có hạng mục vui chơi. Hạ Tưởng dần dần có một suy nghĩ đại khái. Buổi trưa ăn một bữa thịnh soạn, sau khi ăn xong, nhận được điện thoại của Từ Tử Kỳ, hoãn lại mấy cuộc gặp mặt xin chỉ thị lại một hai ngày. Bên trong thành ủy không có việc gì lớn, sự kiện Đồng Hiểu Minh hiện tại là việc lớn ưu tiên hàng đầu mà mỗi người trong thành ủy Thiên Trạch đều đang bàn luận. Văn phòng thành ủy và văn phòng ủy ban nhân dân thành phố đoán chừng cũng đều nhận được tinh thần chỉ thị của Bí thư Trần, cấm truyền bá, cấm phóng viên phỏng vấn, cấm bịa đặt sinh sự. Từ giọng điệu của Từ Tử Kỳ Hạ Tưởng nghe ra, sự kiện Đồng Hiểu Minh quả thật mang đến cho thành phố Thiên Trạch yên bình một đợt sóng to gió lớn, giống như một hòn đá lớn rơi vào trong một vũng nước lặng, sau một tiếng vang, sẽ nổi lên một ít cặn từ đáy nước, còn cần một thời gian mới có thể nhìn rõ chân tướng. Buổi chiều, lão cổ chuẩn bị quay về Bắc Kinh, Hạ Tưởng liền tiễn ông đến đường cao tốc, tới đầu đường cao tốc, gặp xe chuyên dụng của Hạ Tưởng dưới sự chỉ đạo của Từ Tử Kỳ, chờ ở đó đã lâu. Lão cổ bắt tay Hạ Tưởng, vỗ vỗ vai của hắn, nói một câu đầy thâm ý. Nghe lời nói, xem hành động, làm việc thì nhìn ở hiện tại, đúng sai sẽ để cho đời sau. Lúc làm nhớ kỹ một chút, tất cả thuộc về nhân dân, tất cả vì nhân dân, tất cả dựa vào nhân dân, tất cả công lao thuộc về nhân dân. Hạ Tưởng hiểu, lời nói trên, là lời chỉ bảo đơn thuần của Thủ tướng, cũng là lập trường của Thủ tướng. Trọng tâm của câu nghe lời nói, xem hành động này, tổng thể mà nói, Thủ tướng vẫn là lập trường khoan dung và bàng quan, vừa có ý khoan dung đối với hắn, cũng có ý buông tay. Tất cả mọi việc, toàn bộ xem chính hắn lựa chọn như thế nào, hoàn toàn khác với ông cụ nhà họ Ngô cực lực lôi kéo. Lập trường Thủ tướng, chỉ sợ vẫn là ít nhiều hơi thất vọng đối với hắn, hoặc là nói, không quá yên tâm. Cũng không có cách nào, hắn đang đi trên một dây thép, hiện tại mới bước đi bước đầu tiên, phải duy trì một sự cân bằng, nếu không sẽ dễ dàng đi sai. Sẽ rớt xuống vách núi. Cổ Ngọc không nói gì, chỉ ra sức vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, trong đôi mắt đẫm lệ, tựa hồ như đang phải từ biệt một phần của quá khứ. Hạ Tưởng tâm tình không tốt lắm, tiễn bước lão cổ và cổ Ngọc,
lên xe đi không nói được một lời. Từ Tử Kỳ ít nhiều cũng hiểu thấu một chút tâm tư Hạ Tưởng, cũng không hỏi nhiều, bảo lái xe trực tiếp lái xe quay về thành ủy. Vừa đến thành ủy, Hạ Tưởng liền cảm nhận được bầu không khí khẩn trương gió thổi mưa dông trước cơn bão. Hắn còn chưa ngồi yên, đã bị một cú điện thoại gọi đến văn phòng bí thư. Hôm nay cán bộ tham dự hội nghị bí thư khá đông, ngoài Trần Khiết Văn, Hạ Tưởng, Ngô Minh Nghị ra, còn có chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Bí Bất Hưu, bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng công an Bùi Nhất Phong, đồng thời trưởng ban thư ký thành ủy Trần Thiên Vũ cũng tham gia hội nghị. Mọi người ai cũng vẻ mặt ngưng trọng, có thể thấy được tình thế nghiêm trọng. Hạ Tưởng ngồi ở hàng thứ hai, mới đến đã hỏi một câu. Có phải bởi vì sự việc Đồng Hiểu Minh, bí thư Trần có ý kiến gì? Xử lý trong nội bộ, khống chế tình thế mở rộng, xuất phát cao độ từ việc giữ gìn sự yên ổn đoàn kết chính trị của thành phố Thiên Trạch, ai làm to chuyện, người đó chính là tội nhân của thành phố Thiên Trạch. Thái độ của Trần Khiết Văn vô cùng kiên định, giọng điệu không nghi ngờ gì nữa. Hạ Tưởng luôn luôn tránh xung đột trực tiếp với Trần Khiết Văn, cho rằng mọi việc đều có thể có chỗ để giải quyết, nhưng hiện tại đã biết, có một số việc phải kiên trì nguyên tắc không lay động, nếu không sẽ trái với những nguyên tắc đối nhân xử thế của hắn. Bí thư Trần Oai Phong lẫm liệt nói là tất cả vì đại cục, đúng là tác phong quan liêu điển hình, thật sự là vì đại cục, vì ích lợi của dân chúng, sẽ không xảy ra chuyện lập tức che đậy lập tức nghĩ cách dàn xếp ổn thỏa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bùi Nhất Phong cũng vội vàng phụ họa. Sự tình truyền ra ngoài, ảnh hưởng không tốt, bất lợi cho hình ảnh đối ngoại của thành phố Thiên Trạch. Thành phố Thiên Trạch vốn là một thành phố nghèo, người ngoài mà nghe được, hay thật, một cục trưởng cục đất đai mang theo mình 200.000 tiền mặt, còn hút thuốc 10 tệ một điếu, dân chúng Thiên Trạch rồi người ngoài sẽ nhìn thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Thiên Trạch như thế nào? Lãnh đạo tỉnh sẽ xem chúng ta như thế nào? Chiếc mũ nghèo nàn mà chúng ta đội hàng năm cũng đã đủ mất mặt, đừng tự phơi bày vết sẹo của chính mình. Bí Bất Hưu cầm trong tay một điếu thuốc, vẫn đặt ở dưới mũi người, nhưng không châm lửa. Phỏng chừng cũng là lý do Trần Khiết Văn không cho phép hút thuốc trong lúc họp. Y bày ra một vẻ mặt đã quá quen thuộc. Hiện tại cục trưởng các cục, kể cả lãnh đạo cơ quan, ai chẳng có quỹ đen. Ai bình thường không có lúc hút thuốc xịn uống rượu ngon. Bởi vì một chút việc nhỏ mà đả kích tính tích cực của cán bộ đảng bồi dưỡng lâu năm, cũng hơi không có tình nghĩa. Ý kiến của tôi là, xử lý nội bộ, cảnh cáo miệng. Hạ Tưởng trong lòng càng thêm thất vọng. Hắn vốn định trước hết bắt tay vào từ phương diện kinh tế, dần dần lợi dụng kinh tế thị trường làm đòn bẩy, khuấy động ích lợi và lập trường của các cán bộ chính đảng chủ yếu của thành ủy, cũng không muốn giống như ở thành phố Lang, vừa tới đã lợi dụng ngay vấn đề nhân sự bên trong thành ủy mà viết thành bài, nhưng hiện tại xem ra hắn đã sai lầm. Thành phố Thiên Trạch nước lặng lăn tăn, nhưng ngầm tiềm ẩn trong dòng nước xiết cũng là một dòng nước xoáy rất lớn, không muốn bị cuốn vào trong đó. Chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là thông đồng làm bậy, hoặc là đánh vỡ quy tắc ngầm. Hắn vốn muốn ẩn giật, nhưng từ sự kiện Đồng Hiểu Minh phải ra kết luận, hắn nếu không thể hiện một mặt cứng rắn, thủ đoạn mạnh mẽ, quan điểm cầm quyền của hắn, đừng nói sẽ gặp cản trở trong dân chúng, mà ngay cả ở trong trụ sở thành ủy và các cơ quan trực thuộc thành phố, cũng đừng nghĩ đến chuyện thực thi. Đồng Hiểu Minh không ngã, chính nghĩa không được mở rộng, liên quan đến cả việc hắn có thể lập uy ở thành ủy hay không. 200.000 tệ tiền mặt từ đâu tới đây? Rượu thuốc xa xỉ là ai đưa? Bên trong có giao dịch tiền quyền hay không? Một cục trưởng, trong giờ làm việc uống say đến không ra cái bộ dạng gì, còn đi ngược chiều trên đường quốc lộ rồi đâm xe, còn ra thể thống gì? Xảy ra sự việc lớn như vậy, còn ôm ý tưởng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, bầu không khí của thành ủy Thiên Trạch khi nào thì mới có thể bình định được? Hạ Tưởng hạ giọng uy nghiêm nói. Hắn giọng điệu nghiêm khắc vẻ mặt nghiêm túc, khiến cho mọi người đang có mặt giật mình không nhỏ. Tôi không thể dễ dàng tha thứ cho việc thành phố Thiên Trạch có một cục trưởng rượu thịt như vậy, phải nghiêm trị không đủ để xoa dịu được sự phẫn nộ của dân chúng, không đủ để tạo ra thái độ làm việc tốt đẹp, không đủ để cảnh tỉnh tất cả cán bộ chính đảng. Lời nói của Hạ Tưởng có khí phách, lại vô cùng sục sôi, chẳng những Bùi Nhất Phong và Bí Bất Hưu kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Mà ngay cả Trần Khiết Văn cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được thị trưởng Hạ vẫn rất ôn hòa từ sau khi đến thành phố Thiên Trạch, như thế nào lại đột ngột phát tác. Sự kiện Đồng Hiểu Minh, không ai biết Hạ Tưởng cũng có mặt, đều tưởng Đồng Hiểu Minh xui xẻo gặp quân đội đang chấp hành nhiệm vụ quan trọng,
không biết lúc ấy Hạ Tưởng cũng đang ngồi ở bên trong xe, nhìn thấy rõ ràng tình hình hiện trường, còn có giao chiến ngắn ngủi với lái xe của Đồng Hiểu Minh. Cũng tưởng có thể giấu giếm được Hạ Tưởng, nào biết đâu rằng, Hạ Tưởng đối với Đồng Hiểu Minh kiêu ngạo, ngông cuồng sớm đã có hiểu biết của bản thân. Ủy ban kỷ luật chưa nhận được tố cáo có liên quan, không thể chỉ bằng việc trên xe có 200.000 tiền mặt liền coi là cán bộ đảng viên của chúng ta không liêm khiết. Bì Bất Hưu là người Hạ Tưởng thấy không giống chủ nhiệm ủy ban kỷ luật nhất, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật các địa phương khác phần lớn rất nghiêm khắc mà lạnh lùng, gã thì ngược lại, vẻ mặt hiền lành tươi cười, vừa mở miệng, đã cực lực giải vây cho Đồng Hiểu Minh. Ủy ban kỷ luật đều có ghi chép lại tài sản của tất cả cán bộ trong hồ sơ, cũng thường xuyên lắng nghe vấn đề phản ánh của cán bộ quần chúng. Đồng chí Đồng Hiểu Minh ở trong dân chúng danh tiếng cũng không tệ lắm, liêm khiết tự hạn chế, ngoại trừ thích uống rượu ra, trên cơ bản không có tật xấu gì lớn, đánh giá của thành ủy đối với ông ấy cũng là nghiêm túc trung thực. Một cục trưởng hút thuốc 10 tệ một điếu, trên người mang theo 200.000 tiền mặt, trong giờ làm việc còn uống rượu không ra bộ dạng gì, mà lại có thể liêm khiết tự hạn chế, lại là từ trong miệng của Đường Đường chủ nhiệm ủy ban kỷ luật nói ra, quả thực chính là trò cười lớn nhất thiên hạ, Hạ Tưởng thiếu chút nữa muốn đập bàn. Tuy nhiên hắn vẫn phải nhịn xuống không phát tác, mà hướng Trần Thiên Vũ nháy mắt ra hiệu. Chương 921, ngọn lửa đầu tiên. Hạ Tưởng đã từng trải qua và có kinh nghiệm ở thành phố Lang, cũng gặp nhiều quan lại trong quan trường bao che cho nhau một cách vô sỉ và những kẻ mặt dày tâm đen đổi trắng thay đen, ngẫm lại cũng cảm thấy hắn đã làm đến vị trí cấp giám đốc sở, cũng đã làm thị trưởng của một thành phố, đến bây giờ vẫn không thể dễ dàng chấp nhận những quy tắc bất thành văn, cũng là việc lạ trong quan trường, có bao nhiêu người không thông đồng làm bậy có thể lên làm thị trưởng. Càng khiến cho người ta khó có thể tin chính là, hắn động chạm đến quyền lợi của vô số tham quan ô lại, nhưng trước sau vẫn chưa hề bị bọn họ đánh bại. Nếu không phải hắn có mạng lưới quan hệ thâm hậu, và thông minh biết dựa thế mượn lực, hắn sớm đã bị lật đổ vô số lần. Hắn có thể cho phép nhân viên cấp dưới có chỗ hơi không sạch sẽ, nhưng không thể dễ dàng tha thứ cho việc bọn họ không kiêng nể gì mà làm sằng làm bậy. Mọi việc đều có một điểm mấu chốt, thân là cán bộ đảng viên, thân là cục trưởng cục đất đai. Không có một chút hình tượng của người bề trên, kiêu ngạo giống như thổ phỉ, làm tổn hại đến không chỉ hình tượng của thành phố Thiên Trạch, cũng là hình tượng của tất cả cán bộ quốc gia. Hạ Tưởng muốn mượn đòn bẩy kinh tế thị trường để kéo theo cải cách chiến lược của thành phố Thiên Trạch, là muốn thay đổi cái phải thay đổi, là dùng nước ấm luộc ếch từ ngoài vào trong, khá ôn hòa, phù hợp với hiện trạng của thành phố Thiên Trạch. Nhưng bất chợt lão cổ lại xuất hiện, trong lúc giận dữ lật luôn xe Đồng Hiểu Minh đi. Quả nhiên dẫn tới một mồi lửa lớn quan trường, kết quả là, tất yếu phải đồng thời xuống tay cả bên trong lẫn bên ngoài đều, hai tay đều phải cứng rắn. Bên ngoài là nước ấm luộc ếch, bên trong chính là cạo xương trị độc, hơn nữa trải qua vài lần thăm dò và tiếp xúc, cùng với những va chạm không kịch liệt lắm Hạ Tưởng đã có thể thấy được, hiện trạng của thành phố Thiên Trạch bất kể là từ bên ngoài hay bên trong, nếu chỉ một sự đột phá, khả năng rất khó, chỉ có thể trong ngoài phối hợp. Mới có khả năng phá bỏ quan niệm bảo thủ và cố hữu lạc hậu, mang đến bầu không khí mới mẻ. Trần Thiên Vũ từ sau khi tiến vào vẫn không lên tiếng, ánh mắt Hạ Tưởng vừa khẽ lộ, y lập tức ngầm hiểu, lấy ra một phần tài liệu, lật vài trang, không nhanh không chậm nói. Vừa lúc trong tay tôi có một phần tài liệu dân thôn Tây Đinh phản ánh tình huống, tỏ vẻ bất mãn đối với việc cục đất đai trưng dụng đất của bọn họ, cho rằng trái với các quy định có liên quan. Dân thôn 1.200 người cùng đứng tên tố cáo, đều bị cục đất đai đàn áp. Tiếng nói Trần Thiên Vũ không cao, giọng điệu rất tùy ý, vừa dứt lời, đã khiến bầu không khí càng thêm ngưng trọng vô cùng. Sắc mặt Trần Khiết Văn lạnh lùng, sắc mặt Bì Bất Hưu âm trầm, Bùi Nhất Phong ngoài mặt thì trấn tĩnh, trong mắt lại lóe ra tia tức giận, đến ngay cả Ngô Minh Nghị cũng là một vẻ mặt không được tự nhiên, mượn động tác uống nước để che giấu nội tâm bất an. Biết Trần Thiên Vũ là người tiên phong tích cực của Hạ Tưởng, nên tất cả mọi người đều thấy bất an trong lòng. Trần Thiên Vũ sở dĩ nắm được tình huống là do Hạ Tưởng bày mưu đặt kế, hay là y tự mình có được tin tức trong lúc vô ý. Vấn đề đất đai thôn Tây Đinh, trọng điểm không nằm ở trong việc vi phạm quy định khi trưng dụng, mà ở trong việc sử dụng sau khi trưng dụng. Trần Khiết Văn trong lòng biết rõ, trong những người đang có mặt, ngoại trừ Hạ Tưởng và Trần Thiên Vũ ra, đều trong lòng có tính toán. Bởi vì việc trưng dụng đất của cục đất đai, quả thật có nghi vấn cưỡng ép trưng thu, đè thấp giá cả, nhưng nếu chỉ là hai phương diện giá thấp và thực hiện vi phạm quy định, cũng không đủ để khiến Trần Khiết Văn kinh sợ trong lòng,
mà là bởi vì toàn bộ đất Trương Dụng được dùng để xây dựng những dãy biệt thự xa hoa. Gần đây nhất cục đất đai lợi dụng việc cán bộ công nhân viên chức cục góp vốn xây dựng nhà, dự tính làm hơn 10 căn hộ, có cả tầng áp mái cho lãnh đạo cục, mỗi căn được xây dựng trên diện tích 250 m². Nhưng lúc bắt đầu xây dựng lại đột nhiên thay đổi bản vẽ, từ hơn 10 biệt thự dạng căn hộ tăng lên hơn 20 căn, chẳng những toàn bộ lãnh đạo cục đất đai, các lãnh đạo chủ chốt của thành ủy đảng và chính quyền ai cũng đều có phần, giá cả lại thấp dưới 800 tệ 1 m², hơn nữa còn thực hiện vi phạm quy định, vì mỗi ngôi biệt thự đều xây dựng thêm hơn 100 m² sân vườn. 250 m² diện tích sử dụng, hơn 100 m² sân, ở thành phố Thiên Trạch thu nhập chưa đến 1.000 tệ, tham ô hủ bại ghê người đến mức như thế nào. Hạ Tưởng Kỳ thật cũng không hoàn toàn điều tra tận cùng chân tướng sự tình, nhưng hắn xuất thân là xây dựng, sau khi thu được tài liệu của Bành Vân Phong hắn liếc mắt một cái là có thể kết luận, trong đó chẳng những tồn tại giao dịch trao đổi tiền quyền, còn có một số lượng lớn những nội tình đen tối mà người ta không biết được. Bởi vì liên quan tới gần như toàn bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và chính quyền thành phố Thiên Trạch, Hạ Tưởng biết rằng sự tình vô cùng quan trọng, cho nên mới chỉ để Trần Thiên Vũ tung ra vấn đề trưng thu, cũng là có ý rung chuông cảnh báo trước, khiến cho mấy người biết khó mà lui, kịp thời nhảy ra lấy lại trong sạch cho chính mình, cho bọn họ có cơ hội dứt khỏi mối liên quan với Đồng Hiểu Minh. Hạ Tưởng căm ghét giao dịch quyền tiền, cũng biết không thể bởi vì một vấn đề khu biệt thự mà có thể làm gì được lãnh đạo chủ chốt của đảng và chính quyền thành phố Thiên Trạch, bất kể ở đâu cũng tồn tại giao dịch quyền tiền, đều có tham ô hủ bại. Thành phố Lang cũng chưa chắc có chỗ nào tốt hơn so với thành phố Thiên Trạch, chẳng qua lúc ấy bởi vì lý do thế lực đen ác của Nga Ni Trần hung hăng ngang ngược, nên tham ô hủ bại không phải mâu thuẫn chủ yếu. Hiện tại ở thành phố Thiên Trạch, bởi vì đấu tranh chính trị ôn hòa, xu hướng tham ô hủ bại tăng lên chính là mâu thuẫn chủ yếu. Hắn muốn chính là cảnh tỉnh một chút, tin tưởng Trần Khiết Văn và những người khác cũng sẽ xem xét thời thế, kịp thời thu tay lại, không bao che cho Đồng Hiểu Minh. Trầm mặc, sự trầm mặc trong hội trường tạo cho người ta áp lực. Hiển nhiên, lời nói Trần Thiên Vũ đã rút dây động rừng. Đúng vậy, trong những người ở đây, thì ngoại trừ Hạ Tưởng và Trần Thiên Vũ ra, mọi người đều có phần. Trần Thiên Vũ tung ra vấn đề trưng thu ở thôn Tây Đinh, ngụ ý trực tiếp chỉ thẳng biệt thự Tây Đinh. Không chịu nổi sự trầm mặc rằng có ước chừng lâu nửa phút, Ngô Minh Nghị xóa tan bầu không khí khó xử. Vấn đề trưng thu đất thôn Tây Đinh cãi nhau đã hơn một năm, Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ trước cũng tham gia điều tra, cuối cùng cũng đâu có đưa ra được kết luận gì, nói sao đây? Chính phủ dùng đất chắc chắn sẽ có một chút mưu đồ, chúng ta phải ngay mặt đối mặt với phương diện mà công tác chúng ta làm không tới, nhưng không loại trừ việc có thôn dân cá biệt lòng tham không đáy, mượn cơ hội bắt chẹt hành động của chính phủ. Hiện tại có mấy người đem chuyện cũ ra nhắc lại, ý kiến của tôi là, gác lại không để ý tới. Lúc lấy ý kiến nhằm vào việc xử lý đối với Đồng Hiểu Minh, Ngô Minh Nghị không phát biểu quan điểm, bây giờ đề cập đến vấn đề trưng thu, y liền bày ra thái độ dàn xếp ổn thỏa, khiến cho Hạ Tưởng cũng cảm thấy thất vọng. Mạng lưới ích lợi của thành phố Thiên Trạch, so với trong suy đoán của hắn có phần phức tạp to lớn hơn, gần như mạng lưới này bao gồm tất cả các nhân vật quan trọng, quả nhiên không thể động tới, nếu động, sẽ có những đợt phản kích lại mãnh liệt. Thị trưởng Hạ nếu lo lắng, có thể bắt đầu điều tra vấn đề trưng thu một chút, tuy nhiên đề nghị của tôi là, thật sự không cần phải huy động quá nhiều người tham gia điều tra. Nếu thật sự cục đất đai có cắt xén một phần trong việc trưng thu đất, trở về yêu cầu Đồng Hiểu Minh bồi thường cho thôn dân là được. Trần Khiết Văn đã xác định luận điệu, coi như là nhường một bước, kỳ vọng có thể đổi lấy việc Hạ Tưởng thu tay lại. Hạ Tưởng không khỏi cười lạnh, hiện tại hắn điều tra ra được một ít manh mối. Trần Khiết Văn liền hời hợt nói muốn bồi thường một số tiền, sao trước kia không bồi thường? Rõ ràng là nợ tiền thôn dân, hiện tại thiếu nợ thì phải trả tiền, vốn là một việc hoàn toàn chính đáng, lại thành một sự nhượng bộ to lớn, hơn nữa còn rõ ràng là muốn mượn cơ hội khiến hắn từ bỏ sự kiện Đồng Hiểu Minh, thật đúng là logic cường đạo. Tôi trước kia thiếu tiền của anh, được, bây giờ trả lại cho anh, sự việc tôi phạm phải có thể không truy cứu được không? Bùi Nhất Phong lại phụ họa. Đúng vậy, tôi tiếp xúc với cơ sở nhiều nhất, thị trưởng Hạ không biết, hiện tại một vài điêu dân quá khó khăn túng quẫn, anh bồi thường tiền cho họ 10.000, họ muốn 100.000, anh đáp ứng 100.000, họ muốn 1 triệu. Vùng khỉ ho cò gáy sinh ra điêu dân ở thành phố Thiên Trạch nhiều lắm, nhất là thôn dân kết hợp ven thành phố. Sự tình Đồng Hiểu Minh,
tôi sẽ tiếp tục điều tra. Hạ Tưởng rất không khách khí mà ngắt lời Bùi Nhất Phong. Ông ta có vấn đề hay không, các đồng chí hiểu rõ trong lòng, có điều tôi không muốn nói ra thẳng mặt, để tránh làm tổn hại đến hòa khí. Nhưng có một vài điều lại không thể không nói, có một số việc tôi có thể làm như không thấy, nhưng có một số việc chỉ cần khiến tôi nhìn thấy, tôi sẽ không thể dễ dàng tha thứ. Tất cả mọi người biến đổi sắc mặt, thị trưởng Hạ quá mạnh mẽ, là đang hướng toàn bộ thành ủy Thiên Trạch tuyên chiến. Trần Khiết Văn tự cảm thấy vô cùng mất mặt. Thị trưởng Hạ, anh phải tin tưởng trí tuệ tập thể bộ máy thành ủy, phải tôn trọng quyết định tập thể bộ máy thành ủy. Tôi tuân thủ quyết định của thành ủy, nhưng tôi tôn trọng pháp luật, tôn trọng sự tôn nghiêm và quyền lợi của dân chúng hơn. Hạ Tưởng đối mặt với một mạng lưới quan hệ kín không kẽ hở, cảm nhận được không phải áp lực thở không nổi, mà là sự đau lòng khôn tả. Một cục trưởng cục đất đai có thể mua chuộc lãnh đạo chủ chốt thành ủy, chẳng phải là nói rõ lúc hắn muốn bắt tay vào đẩy mạnh quan điểm cầm quyền mới, lúc động chạm tới quyền lợi của một số doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, cũng sẽ biến thành động chạm tới lợi ích của hầu hết người ở thành ủy. Con đường phía trước, dài đằng đẵng, khó khăn còn nhiều. Căn cứ vào tình huống mà Ủy ban kỷ luật nắm giữ cho thấy, đồng chí Đồng Hiểu Minh không có hành vi tham ô nhận hối lộ. Tuy nhiên thị trưởng Hạ có chỉ thị tinh thần, Ủy ban kỷ luật sẽ tham gia điều tra một chút, thị phi đúng sai, cuối cùng có một lời giải thích mới tốt. Bì Bất Hưu qua loa mà đáp lại một câu, nói thì hướng Hạ Tưởng nói, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Trần Khiết Văn, dụng ý rất rõ ràng, một thị trưởng như anh, chưa can thiệp được đến việc phá án của Ủy ban kỷ luật. Được, tôi tin tưởng vào sự công chính của Ủy ban kỷ luật. Hạ Tưởng đứng dậy, hướng Trần Khiết Văn khẽ gật đầu. Cũng tin tưởng cái nhìn đại cục của thành ủy, tuy nhiên có một điều tôi cũng muốn nhắc nhở các đồng chí một câu, thành phố Thiên Trạch cách Bắc Kinh rất gần, gió thổi cỏ lay đều có thể kinh động đến cấp cao ở Bắc Kinh, hơn nữa Đồng Hiểu Minh đụng phải xe ai, các vị không ai có thể đoán được là một nhân vật trọng yếu cỡ nào đâu. Nói xong, Hạ Tưởng cũng không chờ Trần Khiết Văn lên tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài, để lại mấy vị lãnh đạo quan trọng của thành ủy Thiên Trạch ngơ ngác nhìn nhau, ngồi nghệt tại chỗ. Trần Thiên Vũ và Ngô Minh Nghị sóng vai đi ra khỏi văn phòng bí thư, Ngô Minh Nghị do dự một chút, đưa ra lời mời với Trần Thiên Vũ. Thiên Vũ, đến văn phòng tôi trò chuyện nhé. Trần Thiên Vũ không phản đối, đi theo Ngô Minh Nghị đi vào phòng làm việc, Ngô Minh Nghị rất khách khí mà tự mình rót một ly nước đưa cho Trần Thiên Vũ. Thiên Vũ, anh và thị trưởng Hạ quan hệ chặt chẽ, nên hết lòng mà khuyên nhủ anh ta. Ngô Minh Nghị tự biết không đủ can đảm nói chuyện ở trước mặt Hạ Tưởng. Thứ nhất gã là người nhà họ Ngô không giả, nhưng cách trung tâm còn rất xa, thứ hai là gã có thể nhìn ra tính cách ghét kẻ ác như kẻ thù của Hạ Tưởng, hơn nữa đối với hành vi tham ô hủ bại không thể dễ dàng tha thứ, gã không dám hướng Hạ Tưởng mở miệng. Mối quan hệ giữa các cá nhân ở thành phố Thiên Trạch vô cùng phức tạp, là một mạng lưới, chém không đứt, cuối cùng ngược lại sẽ mua dây buộc mình. Thị trưởng Hạ không cần phải làm ra thành tựu gì ở thành phố Thiên Trạch, chỉ cần yên ổn mà lên làm một lần thị trưởng. Trao dồi lý lịch kinh nghiệm, hoàn toàn có thể làm nhân vật đứng đầu một địa phương giàu có, không cần phải quá hao tâm tổn trí, thậm chí còn có thể hao tâm tổn trí mà không thu được kết quả tốt. Ngô Minh Nghị là xuất phát từ ý tốt, gã rất muốn quan hệ tốt với thị trưởng Hạ, không chỉ bởi vì thị trưởng Hạ là nhân vật số 2 của thành phố Thiên Trạch, càng bởi vì hắn là cán bộ cấp giám đốc sở đang được bồi dưỡng trọng điểm của nhà họ Ngô trong giai đoạn hiện tại, về sau chắc chắn là thành viên nòng cốt của nhà họ Ngô. Nhưng thị trưởng Hạ dường như không quá thân thiện đối với gã, hiện tại bởi vì sự kiện Đồng Hiểu Minh, nói không chừng còn có thể có thành kiến đối với gã. Trần Thiên Vũ vẻ mặt ngượng nghịu. Tính tình của thị trưởng Hạ rất nguyên tắc, ở quận Hạ Mã, từng thề sống chết bảo vệ sông Hạ Mã, vì lợi ích dân chúng, không tiếc lao mình nhảy vào trong cơn hồng thủy, nhưng lúc trừng trị tham quan, lại không chút nào nương tay. Ở thành phố Lang, thế lực Nga Ni Trần ngập trời, hai đạo trắng đen thông đồng ăn chia. Cuối cùng cũng bị phá hủy, chính là bởi vì Nga Ni Trần làm tổn hại đến lợi ích của dân chúng. Bí thư Ngô, về công về tư tôi đều không khuyên nổi thị trưởng Hạ, ngài đừng làm khó dễ tôi. Ôi! Ngô Minh Nghị thở dài một tiếng. Thành phố Thiên Trạch không thể so với thành phố Lang, thế cục thành phố Lang ở mặt ngoài phức tạp, nhưng ở trong sự cực kỳ phức tạp lại có một đường dây, tìm đúng rồi, là có thể giải quyết tốt. Thành phố Thiên Trạch lại chính là một chuỗi rối loạn. Thị trưởng Hạ có là một chiếc đao sắc, cũng chưa chắc đã cắt đứt được. Vấn đề của thành phố Thiên Trạch, tồn tại đã lâu, không dễ giải quyết.
hắn còn trẻ, không đáng bởi vì hành động theo cảm tính mà tự gây phiền toái cho chính mình. Ngay lúc Ngô Minh Nghị và Trần Thiên Vũ đang trao đổi, Bí Bất Hưu cũng cùng thảo luận đối sách với Trần Khiết Văn. Bí thư Trần, sự tình biệt thự Tây Đinh, không thể tránh nổi việc điều tra, nếu thị trưởng Hạ muốn liều lĩnh truy xét, sự tình sẽ không dễ xử lý. Trần Khiết Văn vẻ mặt ưu tư. Thị trưởng Hạ cũng thật là, sao lại muốn gây khó dễ cho Đồng Hiểu Minh? Đồng Hiểu Minh lại chưa hề đắc tội hắn, chẳng lẽ chính là bởi vì Đồng Hiểu Minh không hướng hắn báo cáo công tác? Suy nghĩ trong chốc lát, còn nói. Vậy thì, bảo người chuyển lời đến Đồng Hiểu Minh, sắp tới cần phải hiền lành, đừng có gây rối, chọn một ngôi biệt thự lớn nhất, dọn dẹp lại, chuẩn bị cấp cho thị trưởng Hạ. Nếu thị trưởng Hạ không muốn, còn muốn truy cứu đến cùng thì sao? Bí Bất Hưu hiểu rõ trên người Đồng Hiểu Minh có chuyện gì. Đương nhiên, Ủy ban kỷ luật mà không phối hợp công tác, Cục Công an thành phố cũng theo sát chỉ thị của thành ủy, hắn muốn điều tra Đồng Hiểu Minh cũng không có chỗ xuống tay. Thành phố Thiên Trạch là một vũng nước lặng, gây sức ép không khơi dậy nổi sóng gió gì, thị trưởng Hạ muốn làm quan mới nhận chức nhóm ba đống lửa, nếu muốn đốt Đồng Hiểu Minh, thì đốt nhầm chỗ rồi. Nếu hắn khư khư cố chấp, cứ để hắn gặp phải trắc trở là được. Người trẻ tuổi, không đụng bức tường gian nan thì không quay đầu lại. Sự tình Đồng Hiểu Minh chỉ gây tranh cãi bên trong thành ủy, cũng không truyền ra bên ngoài, nhưng sau đó bên ngoài cũng đã xảy ra một việc lớn. Công trình nhà ở cho người thu nhập thấp đình công. Sau khi Trương Vưu ứng đủ 30%, thì chính thức tiến vào sân bãi, chuẩn bị khởi công. Thành phố Thiên Trạch mùa đông đến sớm, tiến vào tháng 11, bất cứ lúc nào có gió thu sẽ đóng băng, trước tiên đào nền, san bằng sân bãi, sau đó trước khi đóng băng, còn có thể làm một vài công tác phụ trợ. Ai ngờ vừa mới nhập cuộc không lâu, Trương Vưu liền gặp ngay vấn đề khó khăn nhất từ trước tới nay trong việc kinh doanh, tuyển không đủ công nhân. Mua không được vật liệu xây dựng, thuê không đủ thiết bị, những cái trên còn không tính, lại còn bị cục điện lực cắt điện, bị cục vệ sinh phạt tiền, bị bộ phận giám sát chất lượng bóp cổ, vân vân, không thể tưởng tượng nổi khó khăn và tấn công lại dồn dập kéo đến, khiến gã khóc không ra nước mắt. Trương Vưu vốn không định tìm thị trưởng Hạ, một chút việc nhỏ cũng không xử lý được, phải khiến thị trưởng ra mặt, có vẻ như gã rất bất lực. Nhưng mắt thấy thời tiết có vẻ âm u. Dự báo thời tiết nói là nhiệt độ sẽ giảm trên diện rộng, nếu nhiệt độ giảm thì không có cách nào đào nền, mặc dù nói ảnh hưởng không lớn tới việc thi công sang xuân, nhưng ý nghĩa tượng trưng vô cùng to lớn, tương đương với trận chiến của gã mở màn bất lợi, sang xuân sẽ phải sắp xếp lại sân bãi từ đầu, phải hoãn lại một thời gian khá lâu. Trương Vưu lo lắng đến độ giống như con kiến trên chảo lửa, lúc đang mặt co mày cáu ở công trường, lại có nhân viên cục giám sát chất lượng tìm tới cửa, bắt bẻ. Nói là an toàn không hợp quy cách, dây điện lộ ra bên ngoài, vị trí ống nước không đúng, vân vân. Trước kia bọn họ thật sự khách khí đối với Trương Vưu cũng không cho bọn họ ăn gì, hiện tại cũng thay đổi vẻ mặt, mũi ngách lên trời, khí thế 10 phần, đến kêu đi hét, Trương Vưu liền không thể nhịn được nữa mà bạo phát. Dây điện không phù hợp quy cách, ngay cả điện còn chẳng có, vị trí ống nước không đúng, ngay cả nước còn chẳng có. Mấy người là cố ý không có việc gì mà sinh sự. Dẫn đầu chính là một trưởng phòng, tên là Thiên Văn, tên rất nho nhã, người lại dáng vẻ thô tục, vẻ mặt bỉ ổi không nói, trên mặt còn có cả một nốt ruồi, trên nốt ruồi có ba sợi lông, vẻ mặt đáng khinh mà cười. Tổng Giám Đốc Trương, tôi nói anh không hợp quy cách, anh đủ tư cách cũng là không hợp quy cách. Tôi nói anh đủ tư cách, anh có giật điện làm chết người cũng đủ tư cách. Tốt và xấu. Đều ở ngoài miệng của tôi, anh không phục. Không phục thì đi tìm hậu trường thị trưởng của anh đi. Hừ, đừng tưởng có thị trưởng dựa dẫm là cây đại thụ lớn mà hóng gió. Nói cho anh biết, thành phố Thiên Trạch do bí thư định đoạt, thị trưởng nói gì cũng không tính. Tôi nói anh cũng đừng trách anh em không nể mặt anh. Trước kia chúng ta là có giao tình, nhưng hiện tại tình thế đã khác. Có người muốn chấn chỉnh anh, cấp trên lên tiếng, tôi phải nghe lời có phải hay không? Đừng oán trách ai cả. Mà oán chính mình đứng sai hàng ngũ. Thị trưởng nói cũng không tính. Một giọng nói đột ngột vang lên ở phía sau, Thiên Văn nhìn lại, là một người da dáng cán bộ tuổi còn trẻ đứng ở phía sau, chắp tay sau lưng, sắc mặt không tốt. Anh tên là gì? Trưởng phòng Thiên Văn Thiên. Trương Vưu vội vàng không ngừng giới thiệu tên tuổi của Thiên Văn, trong lòng vui vẻ. Thiên Văn thấy người mới tới vẻ mặt trấn tĩnh, rất có khí thế, đầu tiên là khẽ kinh hãi. Lại nghĩ tới gã có người dựa dẫm,
không sợ bất kỳ ai ở thành phố Thiên Trạch, liền lại thẳng thắn đứng thẳng lưng. Thế nào, không phục hả? Lời nói vừa rồi chính là tôi nói, tôi chịu trách nhiệm. Cục điện lực, cục thủy lực cắt điện cắt nước, có bản lĩnh đi giải quyết đã rồi nói sau. Vừa dứt lời, chợt nghe thấy có người ở xa xa hô lớn. Có điện, có nước rồi. Thiên Văn biến sắc, còn định nói cái gì, chợt nghe đến bên ngoài truyền đến tiếng nổ ù ù, chỉ thấy các loại thiết bị hạng nặng xếp thành một hàng dài, chậm rãi mà tiến vào sân. Ở sau các thiết bị hạng nặng, là một chiếc xe tải hạng nặng vận chuyển các loại vật liệu xây dựng, khí thế to lớn, cảnh tượng kinh người, thổi quét bụi đất tung đầy trời, dường như có uy phong che trời phủ đất. Thiên Văn sợ ngây người, làm sao có thể? Chẳng phải nói mọi hướng liên hiệp hành động, phải phá hoại Trương Vưu, khiến gã là người đầu tiên tổn hại ích lợi mọi mặt. Không thể, cho dù là có người ra mặt giải quyết các phòng ban chính phủ, các thương nhân cho thuê thiết bị, bán vật liệu xây dựng, chính phủ lại không có biện pháp cưỡng chế nào ép buộc bọn họ phải bán cho Trương Vưu. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Trương Vưu mừng rỡ, xúc động không biết nói cái gì cho phải. Thư ký Từ, rất cảm tạ, rất cảm tạ. Thư ký Từ, Thiên Văn hồi tỉnh, Từ Tử Kỳ, thư ký của nhân vật thứ hai thành phố Thiên Trạch. Gã há miệng thở dốc, còn chưa kịp nói gì thêm, Từ Tử Kỳ đã lạnh lùng mà nói một câu. Vừa rồi anh cố ý gây khó dễ nhà đầu tư khai thác phát triển, cản trở việc khởi công bình thường của công trình nhà ở cho người thu nhập thấp, đã được đài truyền hình ghi nhận lại, bản tin buổi tối sẽ đưa tin. Trưởng phòng Thiên, buổi tối nhớ thưởng thức cho kỹ nhé. Ngọn lửa đầu tiên của vị quan mới nhậm chức thị trưởng Hạ, chính thức nhen nhóm. Chương 922, gió lớn lửa vượng. Thay Trương Vưu giải quyết những phiền toái đến từ giới công thương, là Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Thiên Trạch Lưu Nhất Cửu. Lưu Nhất Cửu là bạn tốt của Bành Vân Phong, hai người tính tình rất tâm đầu ý hợp. Căn cứ vào ý tưởng san sẻ với lãnh đạo, Bành Vân Phong tinh tế mà ý thức được thị trưởng Hạ chỉ có ảnh hưởng có hạn đối với Cục Công an thành phố, Bùi Nhất Phong hoàn toàn chỉ nhìn ánh mắt của Bí Thư Trần để làm việc. Nhưng Phó Cục trưởng phụ trách hình sự Lưu Nhất Cửu bất hòa với Bùi Nhất Phong, bởi vì tính tình Bùi Nhất Phong thích đao to búa lớn, đồng thời vừa thích phô trương, vừa thích phóng đại, Lưu Nhất Cửu vô cùng không ưa tính tình của Bùi Nhất Phong, có một lần ám chỉ nói Bùi Nhất Phong cố làm ra vẻ, không có bản lĩnh thật sự mà chỉ nịnh nọt vuốt đuôi ngựa, chỉ là một cục trưởng vô tích sự. Kết quả là lời nói lọt vào tai Bùi Nhất Phong, Bùi Nhất Phong liền rất ghét Lưu Nhất Cửu, đáp trả lại nói Lưu Nhất Cửu là Lưu Nhất Tửu, rượu ngoài việc uống say rồi chửi, mẹ nó, ra, không nói được cái gì hay. Lưu Nhất Cửu quả thật thích uống rượu, gặp rượu là say, lúc say thì nhất định chửi, mẹ nó, cũng là tật xấu lớn nhất của y, không thay đổi được, với lại y cũng không có ý định sửa. Nghe xong lời đáp trả của cục trưởng Bùi, y không giận mà cười, còn nói y thích rượu, không tham ô không chơi gái, nhưng tốt hơn nhiều so với một số người có mặt người dạng chó cả bụng chỉ biết chuyện nam nữ. Bùi Nhất Phong vài lần muốn trừng trị Lưu Nhất Cửu, thế nhưng dù Lưu Nhất Cửu có hậu trường không mạnh mẽ vững vàng, nhưng lại liên tục lập được chiến công ở Cục Công an thành phố, hơn nữa còn được các viên cảnh sát vô cùng yêu quý, nhất là liên tiếp phá những vụ án lớn trọng yếu, mỗi lúc nguy hiểm nhất y luôn xông lên phía trước. Tuyệt đối là phó cục trưởng có uy vọng nhất ở Cục Công an thành phố, Bùi Nhất Phong không có một chút biện pháp nào để động đến y. Nếu Lưu Nhất Cửu không lôi thôi lếch thếch, không mang bộ dạng như vậy mỗi ngày, y tiếp nhận chức vụ người đứng đầu Cục Công an thành phố tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng y thứ nhất là không bợ đỡ lãnh đạo thủ trưởng, thứ hai là không a dua nịnh hót, thứ ba là lại không có chí tiến thủ, cho nên trên cơ bản cũng không thể đi lên, bởi vậy mới không muốn lại được, chẳng sợ ai. Bởi vậy Lưu Nhất Cửu ở Cục Công an thành phố và thậm chí trong toàn bộ quan trường của thành phố Thiên Trạch, xem như là một người ngoại tộc. Tuy nhiên vì với Bành Vân Phong thân thiết nhất, chỉ cần Bành Vân Phong có việc, y tuyệt đối sẽ không nói không. Bành Vân Phong mời y ra mặt bình ổn bàn tay đen phía sau màn giới công thương liên hợp chống lại của Trương Vưu, y không nói hai lời liền đáp ứng luôn, dẫn một đội cảnh sát hình sự, đến các công ty tiêu thụ vật liệu xây dựng lấy lý do điều tra vụ án. Yêu cầu bọn họ phối hợp điều tra, ồn ào đến mức hỗn loạn. Kỳ thật cũng không phải Lưu Nhất Cửu làm càn, quả thật là gần đây thành phố Thiên Trạch đã xảy ra hai vụ án hiếp dâm tình tiết vô cùng ác liệt, trên cơ bản có thể kết luận là do một người gây nên. Hơn nữa cũng bước đầu xác định nghi phạm là công nhân thuê từ ngoài vào, rất có khả năng đã ẩn náu ở nơi nào đó trong công trường hoặc ở trong chợ vật liệu xây dựng. Thành phố Thiên Trạch có hai chợ vật liệu xây dựng,
một chỗ ở phía đông thành phố, gọi là chợ vật liệu xây dựng Đông Thành, một chỗ ở phía tây thành phố, gọi là chợ vật liệu xây dựng Thị Tây. Thông thường mọi thị trường tập trung hay phân tán với quy mô lớn đều có một hai nhân vật phía sau màn khống chế, đã là công ty kinh doanh chính quy, sẽ có tính chất xã hội đen, nếu không thì không dọa được ác bá cường hào trong thị trường. Thị trường ăn uống có ác bá ăn uống, thị trường vật liệu xây dựng cũng có ác bá xây dựng, nhân vật phía sau màn hai thị trường vật liệu xây dựng là Tiêu Giật Lăng, một cái tên rất phóng khoáng rất thú vị, bộ dạng của y cũng rất thú vị, có điều lại làm những sự tình khiến cho người ta nói đến mà thay đổi sắc mặt. Tiêu Giật Lăng cậy có Bùi Nhất Phong làm hậu trường, cho rằng Lưu Nhất Cửu chỉ tùy ý kiểm tra, qua loa cho xong chuyện, không nghĩ tới Lưu Nhất Cửu kiểm tra kỹ càng, tra xong Đông Thành liền tra sang Thị Tây, ngày nào cũng náo loạn, khiến lòng người hoảng sợ, việc kinh doanh xuống dốc không phanh. Đương nhiên, ai tới nhập hàng cũng bị cảnh sát gặng hỏi một hồi. Hiện tại là đầu năm, việc buôn bán của ai chẳng có một chút mưu mẹo. Đều sợ bị cảnh sát nắm được nhược điểm. Tuy rằng cũng biết rằng cảnh sát hình sự không quan tâm đến bằng chứng bọn họ đủ tư cách có đầy đủ hay không, bất kể có quá tải hay không, nhưng vẫn không một ai tự nguyện tiếp xúc với cảnh sát. Lưu Nhất Cửu chẳng những kiểm tra, còn bắt người, bắt đi 5-6 nghi phạm. 5-6 người đều là mấy người ồn ào nhất trong liên minh liên hợp chống lại Trương Vưu, Tiêu Giật Lăng chợt nghĩ ra điều gì, đến thỉnh cầu Bùi Nhất Phong. Bùi Nhất Phong yêu cầu Lưu Nhất Cửu đừng làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chợ vật liệu xây dựng. Lưu Nhất Cửu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tôi đang điều tra vụ án nhé cục trưởng Bùi, hiện tại đã có hai người bị hại, nếu chẳng may lại có người thứ ba, chúng ta làm sao đối mặt với sự tín nhiệm của quần chúng nhân dân? Ngài không muốn tôi kịp thời phá án sao? Lần trước phóng viên Kim của đài truyền hình còn muốn phỏng vấn tôi thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Bùi Nhất Phong bị nghẹn nói không ra lời, án hiếp dâm tuy rằng không phải là án gì lớn, nhưng ảnh hưởng xã hội rất tồi tệ. Cục Công an thành phố vẫn đang đè xuống, không cho truyền thông đăng tải tin tức. Lưu Nhất Cửu tuyên bố rõ ràng là uy hiếp gã, không cho y điều tra phá án, y sẽ thông báo cho truyền thông tin tức. Tin tức truyền thông mà truyền đi, chắc chắn sẽ gây ra sự hưởng ứng vô cùng lớn trong dân chúng, tiếng nghi ngờ chất vấn và áp lực sẽ khiến gã phải mệt mỏi ứng phó. Lưu Nhất Cửu bản lĩnh xỏ lá hạng nhất, Bùi Nhất Phong hận y như hận hàm răng bị ngứa, nhưng ngoại trừ việc bắt chẹt y trong công việc ra, thì thật đúng là không có cách nào làm gì y. Đừng nói, Lưu Nhất Cửu gây sức ép được một hai ngày, thật đúng là hiệu quả. Tiêu Giật Lăng không có biện pháp đành phải khuất phục, khiến tất cả nhà cung cấp vật liệu xây dựng bán vật liệu xây dựng cho Trương Vưu, dù sao chỉ có vật liệu xây dựng mà không có thiết bị, Trương Vưu cũng không làm việc được. Tiêu Giật Lăng cũng hận Lưu Nhất Cửu thấu xương, nhưng không thể không bày ra bộ mặt cười để đưa tiễn. Lưu Nhất Cửu thấy Tiêu Giật Lăng đáp ứng làm việc, mắt thấy sẽ rút quân, thu đội ngay. Tuy nhiên lúc thu đội, lại đúng lúc bắt được nghi phạm, Lưu Nhất Cửu còn thân thiết mà nắm tay Tiêu Giật Lăng. Cảm tạ sự phối hợp của Tổng Giám Đốc Tiêu, mới khiến chúng tôi thuận lợi mà bắt giữ nghi phạm. Anh thật là một công dân tuân thủ pháp luật, tôi đại biểu cho Cục Công an thành phố bày tỏ sự cảm tạ đối với anh. Tiêu Giật Lăng trên mặt mỉm cười, trong lòng đang chửi bới, thối tha, tôi vừa thỏa hiệp thì ông liền bắt được nghi phạm. Trên thế giới đâu có sự việc trùng hợp như vậy được. Ai biết được có phải ông đã sớm bắt được người hay không, bây giờ lại cố ý giả vờ giả vịt mang người đến, lừa ma quỷ chắc. Nhưng không có cách nào, đừng thấy Lưu Nhất Cửu vui vẻ ồn ào, dường như không được thoải mái, kỳ thật y khôn khéo hơn người. Trong sự hoang đường cũng có chính sự, lúc anh cảm thấy y cố tình gây sự, y lại có chính sự để bày ra, anh nói chuyện chính sự với y có thể hoang đường khiến cho anh dở khóc dở cười. Cũng bởi vì điều này, Lưu Nhất Cửu tuy rằng bị Bùi Nhất Phong không ưa, nhưng đường đường cục trưởng Bùi cũng không làm gì được y. Một cảnh tượng khiến cho Tiêu Giật Lăng và tất cả những người bán hàng ở chợ vật liệu xây dựng ấn tượng sâu sắc với Lưu Nhất Cửu là, lúc Lưu Nhất Cửu đang chuẩn bị áp nghi phạm lên xe, nghi phạm cũng không biết làm như thế nào lại thoát ra được, nhanh chân bỏ chạy. Lưu Nhất Cửu nổi giận, tiến lên đá một cước khiến gã ngã lăn trên mặt đất, đá thêm một cước vào hạ bộ của gã, chửi. Mẹ nó, cái trò quái gì, cưỡng hiếp phụ nữ. Trong đời chưa có ai dạy bảo à, mẹ mày hẳn là từ nhỏ đã giáo dục mày, hiếp dâm không bằng đi chơi gái. Khách làng chơi so với mày còn có đạo đức nghề nghiệp hơn. Một kẻ phạm tội hiếp dâm như mày, ở trong nhà giam đến ngay cả thằng kẻ trộm cũng khinh thường mày. Vào đấy rồi, sẽ có đủ loại khốn khiếp đến chào hỏi mày đấy. Một cước của Lưu Nhất Cửu,
cùng với câu danh ngôn, hiếp dâm không bằng đi chơi gái, của y chẳng những khiến tất cả những người đang có mặt đều kinh hồn bạt vía, đến ngay cả Tiêu Dật Lăng tự nhận là người được ưa chuộng ở thành phố Thiên Trạch, cũng thấy căng thẳng ở phía dưới, thiếu chút nữa không khống chế được vãi ra quần, trong lòng đã quyết định, mẹ nó, về sau ngàn vạn lần chớ chọc Lưu Nhất Cửu, hạng này không phải là người. Không lâu sau, tiếng tăm Lưu Nhất Cửu vang xa, bởi vì câu danh ngôn, hiếp dâm không bằng đi chơi gái, của y được truyền lại trong dân chúng, trong lúc truyền tụng, có người bao che có người châm biếm, có người mắng có người cười. Sau khi đến tai Trần Khiết Văn, Trần Khiết Văn vô cùng bất mãn, gọi điện thoại phê bình Bùi Nhất Phong một hồi. Bùi Nhất Phong trong đại hội toàn cục đã yêu cầu không được lan truyền lung tung, phải luôn luôn ghi nhớ bổn phận và tác phong của một cảnh sát công an. Không ai biết như thế nào, câu danh ngôn lại truyền tới Sở Công an tỉnh. Sau khi giám đốc Sở Công an tỉnh Mã nghe xong, thầm nói đùa một câu. Nói rất thô, nhưng cũng có chút ý tứ đấy chứ. Đồng chí Lưu Nhất Cửu này, nếu dùng trí óc một cách đúng đắn, tuyệt đối là một nhân tài. Câu nói của giám đốc Sở Mã, cũng không biết như thế nào lại truyền đến Cục Công an thành phố, sau khi Bùi Nhất Phong nghe xong cũng không hề nói gì cả, chỉ có sắc mặt có thêm vài phần u ám. Tiêu Dật Lăng cảm thấy bị Lưu Nhất Cửu làm mất mặt, tìm Bùi Nhất Phong kể khổ. Bùi Nhất Phong bảo gã nhịn một chút, Trương Vưu không có thiết bị, chẳng khác nào không có nồi chỉ có đồ ăn còn đáng lo hơn. Bùi Nhất Phong ít nhiều đoán được Lưu Nhất Cửu là làm việc thay thị trưởng Hạ, bởi vì quan hệ của Lưu Nhất Cửu và Bành Vân Phong trong lòng y cũng biết. Nhưng y không tin thị trưởng Hạ có thể mở ra cục diện, mạng lưới quan hệ ở thành phố Thiên Trạch, mỗi một mắt xích đều liên quan đến nhân sự mọi mặt, chỉ bằng một mình thị trưởng Hạ mà muốn thay đổi hiện trạng của thành phố Thiên Trạch. Nằm mơ đi. Trên có chính sách dưới có đối sách, lời nói của thị trưởng, cục trưởng phải nghe, nhưng cục trưởng chỉ bảo xuống, nhân viên cấp dưới làm việc đối phó, cục trưởng có thể làm gì được. Càng không cần phải nói nếu cục trưởng cũng bằng mặt không bằng lòng, thị trưởng Hạ có thể cách chức bọn họ không? Cấp trên hàng ngàn sợi chỉ, cấp dưới chỉ một cây kim là mấu chốt. Tình huống hiện tại là, cây kim phía dưới không có mấy người là tâm phúc của thị trưởng Hạ muốn châm lửa ở thành phố Thiên Trạch. Rất xin lỗi, thành phố Thiên Trạch là đầm nước, nước có thể dập tắt lửa. Cho dù thị trưởng Hạ có đồng minh ở thành ủy, khống chế hoàn toàn ủy ban nhân dân thành phố cũng vô dụng, cục trưởng và lãnh đạo phía dưới không một lòng, không thật lòng tiếp thu chấp hành mệnh lệnh, ha ha, lời nói của thị trưởng, cũng khó mà ra khỏi trụ sở thành ủy. Bùi Nhất Phong đối với việc Hạ Tưởng nắm giữ sự việc Đồng Hiểu Minh không tha, rất là bất mãn, Đồng Hiểu Minh rất biết đối nhân xử thế. Lãnh đạo thành ủy ai chẳng nhận được lợi lộc từ ông ta. Nhất là y và Đồng Hiểu Minh nói lý ra xưng anh xưng em, quan hệ vô cùng tốt. Ý tứ của thị trưởng Hạ là phải lật đổ lão Đồng, quá độc ác, lão Đồng cũng không đắc tội hắn, cũng không phải không dự định không cấp biệt thự cho hắn, đến mức cắt đường lui của người ta sao. Quả nhiên là tuổi trẻ, thật đúng là một cái gai trước mắt. Cục diện hiện tại là, thứ nhất là mượn vấn đề Đồng Hiểu Minh, khiến thị trưởng Hạ vấp phải một cái đinh mềm. Thứ hai là mượn vấn đề Trương Vưu, dùng một súng bắn chim đầu đàn, khiến thị trưởng Hạ va phải một bức tường cứng rắn, vừa đấm vừa xoa, thị trưởng Hạ hẳn là sẽ ngã một lần đúng chứ? Tuy rằng sự kiện Trương Vưu bị Lưu Nhất Cửu quấy rối làm thất bại phân nửa, nhưng vấn đề thuê thiết bị hạng nặng thì thị trưởng Hạ chắc chắn không giải quyết được, bởi vì thành phố Thiên Trạch chỉ có một công ty cho thuê, công ty đó lại có cổ phần của y ở trong đó, y nói cho dù không kiếm tiền cũng phải kẹp chết Trương Vưu. Chưa kịp nảy mầm đã mục nát trước. Hơn nữa còn không thiếu phòng ban tương quan phối hợp hành động, chính là muốn phát triển đầy đủ nhiệt tình cách mạng ăn chặn, ép cho Trương Vưu phải chết. Trương Vưu không nhúc nhích được, công trình an dân sẽ không có cách nào khởi công đúng kỳ hạn, thị trưởng Hạ sẽ mất mặt. Lúc Bùi Nhất Phong đang cùng Tiêu Dật Lăng ngồi nói chuyện ở văn phòng, thảo luận thế cục bước tiếp theo, điện thoại bất chợt réo ầm ĩ, y dè dặt hơn 10 giây, chờ điện thoại đổ 5 tiếng chuông mới tiếp. Alo, ai đấy? Cục trưởng Bùi, tôi là Ngạo Bát Ma, đã xảy ra chuyện. Có mấy chục chiếc thiết bị hạng nặng đến từ phía Bắc Kinh, hiện tại đều đã đến công trường. Ngạo Bát Ma là đội trưởng phân đội 3 đại đội cảnh sát giao thông, phụ trách chỉ huy giao thông phía Nam thành phố. Hiện tại Ngạo Bát Ma vẫn là nhân vật tiểu tốt không ai biết tên, vài năm sau, thanh danh của y đại trấn, gần như toàn bộ người trong cục đều biết đến y. Bởi vì tên vị tổng thống người da đen đầu tiên của nước Mỹ và tên của y phát âm hoàn toàn giống nhau, khiến cho y cũng thành danh nhân. Sao có thể? Bùi Nhất Phong sợ ngây người,
sau khi hỏi qua loa tình huống vài câu, liền lập tức buông điện thoại của Ngạo Bát Ma, gọi cho Trần Khiết Văn. Bí thư Trần, tình huống không tốt lắm. Đối với Trương Vưu mà nói, tình huống đúng là tốt không thể tốt hơn được nữa. Các thiết bị hạng nặng từ Bắc Kinh kịp thời tới trợ giúp Trương Vưu, là bút tích của bất động sản Đạt Vạn. Lần trước sau khi Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản Đạt Vạn Trần Bằng Trình đến khảo sát thành phố Thiên Trạch, sau khi trở về liền lập tức định ra chiến lược phát triển tiến tới khai thác thị trường thành phố Thiên Trạch, bởi vì trong vòng kinh tế Bắc Kinh, thành phố Thiên Trạch mặc dù bình thường nhất, nhưng thành phố Thiên Trạch lại có một thị trường xuất chúng nhất Hạ Tường. Bất Động Sản Đạt Vạn trải qua suy xét thận trọng, cho rằng thị trường Hạ tuyệt đối là một thị trường có xu hướng đổi mới, hắn chắc chắn sẽ có nhiều đất dụng võ ở thành phố Thiên Trạch. Đúng lúc nhân việc thị trường Hạ thi triển chân tay, Bất Động Sản Đạt Vạn có thể thành công đánh vào thành phố Thiên Trạch nơi duy trì chủ nghĩa thế lực nghiêm trọng, trước hết phải bắt tay từ việc cho thuê thiết bị. Bởi vì thành phố Thiên Trạch chỉ có một công ty cho thuê thiết bị, công ty trách nhiệm hữu hạn cho thuê thiết bị Mạch Gia, hơn nữa cũng rõ ràng hậu trường của Mạch Gia chính là Bùi Nhất Phong. Để Dương Uy đứng giữa làm trung gian giới thiệu bắt cầu, mọi việc sẽ dễ dàng hơn, vừa lúc gặp cơ hội Trương Vưu bị người kẹp cổ. Trần Bằng Trình lập tức quyết định, cung cấp thiết bị miễn phí cho Trương Vưu sử dụng, không bắt buộc phải sử dụng phục vụ công trình nhà ở cho người thu nhập thấp, chỉ có một điều kiện, phải mở công ty cho thuê thiết bị Đạt Vạn ở thành phố Thiên Trạch, các công tác giai đoạn đầu do Trương Vưu có trách nhiệm hoàn thành. Dương Uy và Bành Vân Phong vừa cùng bàn kế, hai người nhanh chóng đạt được sự đồng thuận. Bành Vân Phong cũng xin chỉ thị của thị trưởng Hạ chỉ nói một câu. Hoan nghênh nhà đầu tư Bắc Kinh đến thành phố Thiên Trạch đầu tư. Bành Vân Phong liền trực tiếp xúc tiến việc này, y hiện tại đã hạ quyết tâm, ở lại vị trí nửa vời trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân mà qua ngày tháng, không bằng đi theo thị trưởng Hạ làm lớn một trận, thị trưởng Hạ chưa từng bạc đãi bất kỳ người nào ở bên cạnh hắn. Lúc này, trên công trường công trình nhà ở cho người thu nhập thấp, Trương Vưu nước mắt lưng tròng, các công nhân một mảnh sôi sục. Đầu tiên có điện có nước, điện nước đều là kết quả Lý Hiểu Mẫn ra mặt phối hợp, phó thị trưởng đích thân tới hiện trường chỉ huy, phải nể mặt phó thị trưởng, sau đó người của cục giám sát chất lượng cố ý gây khó dễ bị từ Tử Kỳ gian dậy một hồi, sau đó là đến vật liệu xây dựng tiến vào công trường. Thiết bị hạng nặng tiến vào công trường, khí thế chưa từng có từ trước đến nay, cảnh tượng khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Thị trưởng Hạ là người làm việc thực tế, có quyết đoán, có thủ đoạn, cũng có quan hệ cá nhân. Bị từ Tử Kỳ của mắng hai câu, Thiên Văn không dám cãi lại, lại nghe y sắp xuất hiện trên TV, lập tức sợ tới mức lùn đi ba phân, TV là con dao giết người không thấy máu, y chính mắt gặp qua phóng viên ngầm hỏi một cảnh sát giao thông phạt tiền bừa, sau khi trên TV phát ra, cảnh sát giao thông chẳng những bị cách chức, còn trở thành chuột chạy qua đường ai cũng hô đánh, nếu y cũng lên TV làm đề tài phản diện cho giáo dục, người sẽ bị ném về quê, liền vội vàng thẽ thọt húm núm mà cầu xin tha thứ. Thư ký Từ, xin ngài tha cho tôi một lần, mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, tôi cũng là làm việc theo mệnh lệnh. Từ Tử Kỳ nói chuyện không khôn khéo như Bành Vân Phong, y không kiên nhẫn mà phất tay. Rất xin lỗi, tôi không có quyền can thiệp vào tự do tin tức. Giọng quan điển hình, câu nói đầu tiên làm Thiên Văn nghẹn đến thiếu chút nữa tròng mắt trợn ngược. Từ Tử Kỳ ghét nhất loại tiểu nhân nịnh bợ như Thiên Văn này, không hề để ý đến y, bắt tay Trương Vưu. Đồng chí Trương Vưu đã vất vả, công trình nhà ở cho người thu nhập thấp là chuyện lớn lợi quốc lợi dân, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố nhất định sẽ hết sức ủng hộ, bất cứ kẻ nào lại đến gây khó dễ và quấy rối, nhất định sẽ xử lý nghiêm túc. Trương Vưu trước kia luôn cảm thấy chính mình rất giỏi, từ một nông dân lăn lộn đến ngày hôm nay, cũng coi như xuất sắc, cũng hiểu được chính mình có bản lĩnh hô mưa gọi gió ở thành phố Thiên Trạch, hôm nay mở mang kiến thức về uy lực khắp nơi liên hợp. Lại thấy được khí thế giống như rời non lấp biển của hơn mười mấy chiếc xe tải thiết bị cỡ lớn nhập cuộc, y mới biết được trước kia mình thật sự là ếch ngồi đáy giếng, thị trưởng Hạ không cần lộ diện, có thể hóa giải được cạm bẫy người khác tỉ mỉ bện lên. Về sau đi theo thị trưởng Hạ, không lo không có tiền đồ. Trương Vưu nghiến răng một cái, mẹ ơi, làm, phải làm tới cùng. Thiết bị cỡ lớn đang được chuyển vào sân bãi dưới sự hướng dẫn của Bành Vân Phong và Dương Uy. Bành Vân Phong làm trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố, ở thành phố cũng coi như nhân vật số một, y vừa đến, mấy người lấm là lấm lét của một số cơ quan trực thuộc thành phố cùng với các cục cấp dưới có mặt ở hiện trường, đều đã biến mất. Dương Uy đại diện cho công ty Đạt Vạn tiếp xúc với Trương Vưu,
đưa ra điều kiện hợp tác, thay đổi trước kia, với sự thông minh lanh lợi và xảo quyệt của Trương Vưu, chắc chắn sẽ lại nói về điều kiện, hiện tại gã ngay cả một chút do dự cũng không có, lập tức đáp ứng. Chỉ cần dùng được chỗ của tôi, tuyệt đối không nhăn mặt chau mày. Về sau Đạt Vạn muốn mở ra thị trường ở thành phố Thiên Trạch, tôi có thể giúp bao nhiêu thì sẽ giúp bấy nhiêu, hoàn toàn nghiêm túc. Dương Uy mỉm cười, y cười một mặt vì sự sảng khoái của Trương Vưu, bởi vì y cũng biết Trương Vưu là một nhân vật, đừng thấy nhất thời bị người ta khiến cho chật vật, nhưng Trương Vưu tuyệt đối có sự chuẩn bị ở sau, một khi có cơ hội có thể sẽ trở về. Một mặt khác cười, cũng vì thị trường hạ hết sức tận dụng đòn bẩy công trình nhà ở cho người thu nhập thấp, chẳng những động chạm lợi ích của không ít người, còn hoàn toàn thu phục được Trương Vưu, và khiến Đạt Vạn cũng thành công tiến nhập vào thị trường công nghiệp xây dựng của thành phố Thiên Trạch, có thể nói là một mũi tên trúng nhiều đích, quả thật là thủ đoạn cao siêu. Đồng thời, còn thăm dò được không ít nội tình của các lãnh đạo thành ủy, làm cho một phần giấu dưới nước của bọn họ, chậm rãi trồi lên mặt nước. Dương Uy thầm nghĩ, tình thế thành phố Thiên Trạch dần dần trở nên khẩn trương, y cũng nên đến Thiên Trạch tham gia giúp vui. Y không có thực lực đầu tư bất động sản, trước hết đánh nhỏ ít ồn ào, làm ngành du lịch cũng không sai. Tin tức về việc công trình nhà ở cho người có thu nhập thấp chính thức khởi công được truyền đi, khiến rất nhiều người vô cùng kinh ngạc. Nhưng điều mà nhiều người không biết chính là, dưới sự che đậy của đoàn xe trùng trùng điệp điệp, từ Bắc Kinh và thành phố Yến lại liên tục có người tới thành phố Thiên Trạch, không chỉ có nhà đầu tư thực lực hùng hậu, còn có Lý Thấm nhân vật trung tâm ban kinh tế của Hạ Tưởng Lý Thấm vẫn chưa hề thi triển chân tay ở thành phố Lang, nghẹn một luồng khí phải thi triển thủ đoạn kinh tế của cô ở thành phố Thiên Trạch. Càng khiến cho Trần Khiết Văn, Bùi Nhất Phong và lãnh đạo chủ yếu của thành ủy Thiên Trạch tức giận chính là, trong bản tin tối của thành phố Thiên Trạch, truyền đi một tin tức vô cùng chướng mắt. Phóng viên Kim Nhan chiếu đài truyền hình Thiên Trạch phỏng vấn tại hiện trường thi công công trình nhà ở cho người có thu nhập thấp, tiến hành bác bỏ một cách nhẫn tâm đối với hiện tượng cố tình gây khó dễ, cản trở công trình thi công, chỉ ra những phòng ban cá biệt không thay đổi tác phong tư tưởng, không thay đổi hành vi ăn chặn ác liệt, không ngờ còn sốc lại sự chú ý đối với công trình nhà ở cho người có thu nhập thấp. Thị trường Hạ nhậm chức tới nay ngọn lửa thứ nhất, càng đốt càng vượng, cuối cùng đã khiến một vài người cảm thấy đau nhức. Chương 923, trái phải hai tay. Tin tức được đăng ở chuyên mục, bản tin chuyên sâu. Bản tin chuyên sâu, là đài truyền hình thành phố phỏng theo mục, phỏng vấn tiêu điểm, của CCTV để xây dựng một chuyên mục, mục đích chính là tin tức sau lưng tin tức, đi sâu khai thác ý nghĩa hiện thực và xã hội đằng sau tin tức. Cái gọi là ý nghĩa hiện thực và xã hội, tự nhiên là muốn trực tiếp chỉ bản chất, đi sâu phân tích sự kiện sau lưng tin tức. Nói trắng ra là, chính là đánh vào các phòng ban có liên quan, có tác dụng làm mất mặt và cảnh tỉnh. Kim Nhan Chiếu là nhà sản xuất kiêm người chỉ đạo, cũng phỏng đoán nguyên nhân là cô có hậu trường, nên có thể làm cho chuyên mục bản tin chuyên sâu sinh động, mặc dù đắc tội không ít ban ngành có liên quan. Thậm chí ngay cả Trần Khiết Văn cũng từng nói bóng gió với giám đốc đài truyền hình thành phố, bảo bản tin chuyên sâu cắt bớt vài phần, phần lời nói của bí thư cũng không được dùng, bản tin chuyên sâu vẫn đưa tin y như cũ, hơn nữa ảnh hưởng trong dân chúng càng ngày càng rộng lớn, được yêu thích đặc biệt. Trưởng ban tuyên giáo Thường Hào từng tự mình gọi điện thoại cho giám đốc đài truyền hình thành phố Tiền Kiện Nho, Tiền Kiện Nho lại càng không ngừng hướng Thường Hào kể khổ, nói là Kim Nhan Chiếu ở trên có người, y không thể trêu vào. Y cũng không biết Kim Nhan Chiếu vì sao muốn ở cái đài truyền hình bé tẹo ở thành phố Thiên Trạch, cô mà lên Bắc Kinh lăn lộn, cũng có thể vào được đài truyền hình CCTV1. Danh tiếng của đài truyền hình CCTV1 đủ lớn, mấy câu nói đã chặn được miệng Thường Hào. Y về sau không còn hỏi đến sự tình Kim Nhan Chiếu nữa. Vốn trước đây y còn từng có ý nghĩ, từng ảo tưởng ôm được thân thể đẹp đẽ trẻ trung của Kim Nhan Chiếu vào lòng y, nhưng sau khi nghe Tiền Kiện Nho ám chỉ, y liền hoàn toàn gạt bỏ suy nghĩ thiếu chín chắn này trong đầu. Tính tình của Tiền Kiện Nho y cũng biết, cũng là một kẻ háo sắc, y nếu đã thỏ không ăn cỏ gần hang, còn ngay cả chỉ thị của bí thư Trần cũng không nghe, thì biết chắc chắn có nội tình. Kim Nhan Chiếu là một đóa hồng diễm lệ nhưng quá nhiều gai, chả trách ở thành phố Thiên Trạch có 2-3 năm, vẫn chưa nghe nói được vị lãnh đạo thành ủy nào sủng ái. Bản tin chuyên sâu của đài truyền hình thành phố bình thường dài 20 phút, bao gồm 5 phút đồng hồ đưa hình ảnh Thiên Văn đỏ mặt tía tai uy hiếp Trương Vưu, nhất là luận điệu nổi tiếng của y, tôi nói anh không đạt tiêu chuẩn, anh đủ tư cách cũng là không đạt tiêu chuẩn. Tôi nói anh đủ tư cách, anh có giật điện làm chết người cũng đủ tư cách. Được phát đi phát lại 2-3 lần,
đương nhiên đoạn sau nói thị trưởng gì gì đó, đều bị cắt nối biên tập, ngôn luận dễ dẫn tới tranh cãi chính trị, vẫn không thể công khai. Diện mạo hình ảnh sinh động hung hăng, kiêu ngạo, ngông cuồng, ăn chặn vô lại, đã hoàn toàn phơi bày ở trước mặt mấy triệu thị dân thành phố Thiên Trạch. Đêm đó, tinh thần của toàn bộ quần chúng thành phố Thiên Trạch vô cùng phẫn nộ, điện thoại đài truyền hình gần như bị tấn công đồng thời, thanh âm nghi ngờ trên mạng cũng như sóng chiều thổi quét, cái tên Thiên Văn, chỉ một đêm đã thành danh. Sân và tòa nhà làm việc của Cục Giám sát Chất lượng bị người ta ném vô số gạch, đập hỏng vô số cửa sổ và hơn 10 chiếc xe công. Tuổi tối Thiên Văn đang rửa chân ở trong nhà, y ở hiện trường bị Từ Tử Kỳ giáo huấn một chút, sau khi xám xịt trở lại trong cục, liền hướng Phó Cục trưởng báo cáo xin chỉ thị. Phó Cục trưởng vừa nghe thấy tình thế nghiêm trọng, liền lập tức hướng Cục trưởng Lưu Bồi Xương xin chỉ thị. Lưu Bồi Xương cười ha hả, không cho là đúng mà khoát tay. Tin tức quái quỷ gì, nói bậy bạ về hành động chấp hành pháp luật bình thường của Cục Giám sát Chất lượng, bọn họ dám làm bừa à? Tôi sẽ trực tiếp dẫn đầu đến đài truyền hình tìm Tiền Kiện Nho nói chuyện, phản ứng lại bọn họ. Dám không nói với thành ủy một câu, còn có tính giai cấp hay không? Còn có phải là tiếng nói của đảng hay không? Đừng nghe Từ Tử Kỳ chó đeo hàm thiết sủa mà đã sợ méo mặt. Nghe Phó Cục trưởng thuật lại lời của Cục trưởng Lưu, Thiên Văn nghĩ lại cũng phải, Từ Tử Kỳ là tiểu nhân đắc chí, phỏng chừng chính là ăn nói lung tung, hù dọa người xong, y cũng sẽ không để ở trong lòng, đi ăn đi uống. Hơn nữa Phó Cục trưởng còn chỉ thị, ngày mai tiếp tục đến hiện trường công trình nhà ở cho người thu nhập thấp gây chuyện, nên gây chút tiêu hao cho Trương Vưu. Lúc rửa chân, bật tivi lên vừa lúc nhìn thấy miệng y đầy nước miếng đang nói sằng bậy, phản ứng đầu tiên của Thiên Văn cũng không phải là lên tivi, mà nhìn trên tivi, vẻ mặt y dữ tợn, phải nói rất bị ổi, phản ứng thứ hai mới là, má ơi, hỏng ăn rồi, lên tivi đúng là lên tivi, nhưng có phải mặt mày rạng rỡ đâu, mà là bị làm mất mặt. Lúc thất kinh cũng quên mất là đang rửa chân, lập tức nhảy dựng lên đi tắt tivi. Dường như tắt tivi giống như hình tượng của y có thể khôi phục ngay được. Lúc bối rối, đá chậu nước rửa chân lăn ra đất, nước rửa chân vấy ra khắp nơi, lại bị trượt chân, thoáng cái đã ngã lăn trên mặt đất. Bị ngã một cú, Thiên Văn ngược lại tỉnh táo, lại mở tivi ra, hình ảnh đáng khinh của y đã không thấy nữa, gương mặt như hoa của Kim Nhan chiếu đang ở trên màn hình tivi chớp động, đôi môi xinh đẹp hé ra mím lại, thanh âm nói ra vẫn êm tai như trước đây. Nhưng mỗi một câu lại đều như một cái tát vang dội, nặng nề mà tát vào mặt y. Sắc mặt Thiên Văn càng ngày càng u ám, hai mắt phun ra lửa giận, giơ chân đá một cú vào tivi. Đồ đàn bà thối, bố phải ngủ với mày. Sau đó, tiếng chuông điện thoại liền bực bội mà vang lên, Thiên Văn vừa tiếp nghe, là điện thoại của Phó Cục trưởng. Phó Cục trưởng đầu tiên là đổ ập vào đầu y một trận mắng mỏ, sau đó bảo y ngày mai trước hết không cần đi làm. Tạm thời đình chỉ công tác ở nhà tự kiểm điểm, chờ cục xử lý. Thiên Văn biết, sự tình to chuyện, y bị từ bỏ không thương tiếc. Trần Khiết Văn buổi tối bình thường 10 giờ là đi ngủ, phụ nữ đã lớn tuổi, không chịu nổi ban đêm, tuy nhiên chồng lại không ở bên cạnh, cô cũng đã quen cuộc sống độc thân, về cơ bản hàng tháng đều về Bắc Kinh đoàn tụ với chồng. Đương nhiên, đối với cô hiện tại mà nói, đàn ông có hay không có đều được. Làm nhân vật chính trị. Hàng ngày tất nhiên là đều xem các chương trình tin tức của đài thành phố, đài tỉnh và trung ương, hôm nay hơi ít, cô định đi ngủ sớm một chút. Sự kiện Đồng Hiểu Minh khiến cô rất lên não, thị trưởng Hạ dường như không chịu để yên, cô liền muốn tìm cơ hội tốt để bàn chuyện với thị trưởng Hạ. Đồng Hiểu Minh biết làm người, quan hệ với lãnh đạo chủ chốt của thành ủy cũng không sai, thị trưởng Hạ muốn động đến Đồng Hiểu Minh, lực cản rất lớn, điểm mấu chốt không cần thiết nữa. Nếu nói thành phố Thiên Trạch có một mạng lưới quan hệ, Đồng Hiểu Minh chính là một mắt xích mấu chốt trong đó, Đồng Hiểu Minh vừa động, rất nhiều người đã khó chịu, đều đã phản đối. Bởi vì sự kiện Đồng Hiểu Minh, sự bất mãn của Trần Khiết Văn đối với Hạ Tưởng càng trở nên sâu sắc. Hôm nay một ngày đủ ồn ào, toàn bộ phó thị trưởng, trưởng ban thư ký đều bắt tay vào hành động, nhanh chóng giải quyết toàn bộ khó khăn thay Trương Vưu không nói. Còn gióng chống khua chiêng điều thiết bị hạng nặng từ Bắc Kinh đến đây, lại một lần nữa lấy tác phong nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán để thể hiện thủ đoạn và sự quyết đoán của thị trưởng Hạ, người trẻ tuổi, rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, không biết càng leo cao ngã càng đau sao. Thành phố Thiên Trạch không dễ dàng mở ra cục diện như vậy, rất lạc hậu rất bảo thủ, cho dù có sự phối hợp của cô cũng chưa chắc có thể làm ra thành tích.
Hơn nữa hiện tại cô không muốn vật lộn nữa, chỉ nghĩ đến việc bình ổn mà quá độ. Tuổi đã lớn, không muốn mạo hiểm, sẽ chờ thêm 2 năm, có thể làm một kỳ phó chủ tịch tỉnh cô đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Nhất định phải xóa bỏ suy nghĩ mù quáng trong đầu Hạ Tưởng muốn vật lộn ở thành phố Thiên Trạch, một thành phố nghèo, vật lộn cũng không dậy nổi sóng gió gì, cuối cùng ngược lại chính mình sẽ gặp nạn, không đáng, không bằng trau dồi kinh nghiệm lý lịch, với hậu trường của thị trưởng Hạ, bí thư, cấp phó bộ đều sẽ thuận buồm xuôi gió, không cần chiến tích chói mắt gì, hà cớ gì lại tự rước phiền toái. Sự tình hôm nay rất ồn ào, gây ra phản ứng không nhỏ ở thành ủy Thiên Trạch và giới công thương. Bàn luận sôi nổi, nói điều gì cũng có. Trần Khiết Văn thì có một ngày khó chịu, còn hơi đau đầu, vừa mới xem tin tức thời sự Thiên Trạch, lúc định tắt TV, tin tức chuyên sâu liền phát sóng. Cô ngay từ đầu cũng không nghĩ tin tức chuyên sâu sẽ có tin tức gì có giá trị. Kim Nhan Chiếu là một cô bé ỷ vào có gia thế, đến thành phố Thiên Trạch chỉ là để đánh bóng, sớm muộn gì sẽ quay về Bắc Kinh đến CCTV, cô thích làm ầm ĩ liền làm ầm ĩ. Miễn là đừng có vượt qua vạch đỏ là được. Không ngờ khoảnh khắc khi tay cô cầm chiếc điều khiển từ xa, bỗng nhiên sững người, tin tức chuyên sâu hôm nay không ngờ lại chỉ thẳng vào cơ quan chính phủ. Đông đảo các phòng ban tương quan cố tình gây khó dễ Trương Vưu, Trần Khiết Văn đương nhiên trong lòng biết rõ, chẳng qua là chỉ giả vờ không biết thôi. Thị trưởng Hạ thủ đoạn rất cao siêu, không trực tiếp tìm cục trưởng tương quan mà ân cần dạy bảo giáo huấn. Mà trực tiếp bị mất mặt ngay trước toàn bộ nhân dân thành phố trong bản tin, bộ mặt này, đánh cho rất tàn nhẫn rất vang dội. Trần Khiết Văn lẳng lặng mà xem xong tin tức chuyên sâu, lập tức nhấc điện thoại gọi cho Thường Hào. Ban tuyên giáo đích danh phê bình đài truyền hình thành phố về hành vi tùy tiện đưa tin, nói với Tiền Kiện Nho, nếu không thật sự kiểm tra nghiêm ngặt, thì sẽ đóng cửa bản tin chuyên sâu. Sau đó lại gọi một cú điện thoại cho Cục trưởng Cục Thông tin Thái Ninh. Yêu cầu Thái Ninh đẩy mạnh việc chỉnh đốn hành vi tác phong, đề cao giác ngộ, chỉnh đốn kỷ luật, yêu cầu phóng viên tin tức thời sự đều phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, xuất phát từ đại cục, trước khi công bố mọi tin tức trọng yếu, cần phải tăng cường quản lý xét duyệt. Thường Hào và Thái Ninh đều xem bản tin chuyên sâu, biết có chuyện lớn xảy ra, chắc chắn sẽ chọc giận bí thư Trần, bởi vậy sau khi nhận được điện thoại của Trần Khiết Văn, đều lập tức triệu tập họp hội nghị khẩn cấp, nghiên cứu đối sách và ý kiến xử lý. Đài truyền hình thành phố trăng đèn sáng trưng, sau khi chương trình của Kim Nhan Chiếu kết thúc, liền trực tiếp bị gọi vào văn phòng của giám đốc đài. Không lâu sau khi vào, liền truyền đến tranh cãi kịch liệt, sau đó, Kim Nhan Chiếu tông cửa xông ra. Tôi không sai, tôi sẽ không xem xét lại chương trình tôi còn tiếp tục muốn làm. Đài thành phố không cho đăng, tôi đi lên tỉnh lên CCTV. Tiền Kiện Nho tức giận đến cả người phát run, nhìn bóng dáng Kim Nhan Chiếu không quay đầu lại. Thật sự nghĩ không hiểu vì sao cô lại xuất đầu lộ diện vì thị trưởng Hạ, sẽ trong xu hướng chính trị, lựa chọn đứng ở phía thế đơn lực bạc của thị trưởng Hạ. Cũng là y nhất thời sơ sẩy, hôm nay không xét duyệt cẩn thận. Bình thường bản tin chuyên sâu y đều muốn đích thân kiểm định, riêng hôm nay có chút việc, để cho phó đài làm hộ, chắc chắn là phó đài lười biếng, hoặc chính là giác ngộ chính trị chưa đủ, chưa ý thức được một thiên văn của cục giám sát chất lượng thật ra là mấu chốt giữa thị trưởng Hạ và bí thư Trần. Tiền Kiện Nho cũng đau đầu, nếu Kim Nhan Chiếu không có người đứng sau, y có thể quyết đoán mà khai trừ cô. Nhưng hiện tại, đừng nói là khai trừ, ngay cả phê bình cô mấy câu, cô cũng có thể đáp trả lại mấy câu, thật sự là một bà cô già, khiến y trái phải đều sai. Thành phố Thiên Trạch đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ, nhất định có rất nhiều người mất ngủ, lo lắng và khó xử. Buổi sáng ngày hôm sau, Trần Khiết Văn tổ chức hội nghị công việc bí thư. Liền đưa ra ý kiến phê bình đối với sự kiện bản tin tối hôm qua. Hạ Tưởng lại đề xuất ý kiến phản đối, cũng chỉ ra ý kiến công luận trên mạng cũng như sóng chiều, vỗ tay tỏ vẻ vui mừng đối với việc bản tin chuyên sâu vạch trần hiện tượng xấu xa. Hơn nữa đài truyền hình thành phố cũng nhận được hơn 1.000 cú điện thoại của quần chúng, muôn miệng một lời vô cùng khen ngợi đối với bản tin đưa tin ngày hôm qua. Hiện tại đã là thời đại, còn ôm quan niệm cũ tư tưởng cũ trước đây mà không bỏ, sẽ rất nguy hiểm. Các đồng chí, chúng ta là cán bộ đảng viên, phải luôn luôn đứng vững ở đầu những cơn sóng chiều của thời đại, mà không để bị thời đại đào thải. Đài truyền hình có thể tự lừa dối mình nhưng không lừa dối được người, báo chí có thể làm giả cảnh thái bình, nhưng trên thì hàng ngày vẫn đang vạch trần sự thật không làm tròn bổn phận của chúng ta. Một phần xấu xí, nhưng đại bộ phận cán bộ đảng viên chúng ta vẫn tự cho là đúng, nhận thức tình hình không rõ ràng lắm,
còn tưởng rằng dân chúng đều mang ơn đối với chúng ta. Nên thức tỉnh, không nên lại tiếp tục làm đà điểu. Hạ Tưởng đối với việc Thành ủy Thiên Trạch với Trần Khiết Văn đứng đầu các lãnh đạo Thành ủy có liên quan với quan niệm bảo thủ lạc hậu, càng ngày càng chán ghét và khó có thể chịu đựng nổi. Tác phong làm việc ở cơ quan không chỉ người thừa việc thiếu, mà còn đều là những người tâm tính hiền lành, không đắc tội bất kỳ ai, chính là mang tư tưởng ba phải không, lý tưởng anh tốt tôi tốt mọi người cùng tốt. Cứ như vậy mãi, thành phố Thiên Trạch còn có thể ngủ say bất tỉnh, vĩnh viễn không thoát khỏi vận mệnh đứng đầu từ dưới lên trong toàn bộ tỉnh. Trần Khiết Văn không hào hứng lắm. Thị trưởng Hạ hơi quá cực đoan, anh vừa tới thành phố Thiên Trạch, không quá hiểu tình huống của thành phố Thiên Trạch. Tôi hiểu, hiện tại đã rất hiểu. Hạ Tưởng vung tay lên. Tôi cho rằng bản tin chuyên sâu ngày hôm qua đã đưa rất tốt, rất sâu sắc, đáng tiếp tục phát huy. Đồng thời đề nghị khai trừ công chức và đảng viên đối với đương sự, lấy làm cảnh tỉnh. Tôi không phản đối khai trừ Thiên Văn. Trần Khiết Văn mở miệng nói. Khai trừ Thiên Văn là việc hợp lý, y không thể để lại, sự tình ồn ào, sẽ phải giải thích với dân chúng. Nhưng thị trưởng Hạ bởi vì một chương trình TV mà nâng cao quan điểm, có phần hơi chuyện bé xé ra to. Không phải tôi chuyện bé xé ra to, là bởi vì Tổng Bí Thư luôn nhấn mạnh, lợi ích của quần chúng không phải là việc nhỏ. Đúng là bởi vì có một số người không đem lợi ích của quần chúng đặt trong mắt, muốn ăn chặn, đến ngay cả chủ ý công trình nhà ở cho người thu nhập thấp cũng dám đánh. Làm sao tính đảng còn có nguyên tắc? Hạ Tưởng một bước cũng không nhường, hắn biết, là nên lộ ra một mặt mạnh mẽ, cứng rắn, nếu không, hắn đừng nói mở ra cục diện, ngay cả đặt một chân trong thành ủy cũng đứng không vững. Thị trưởng Hạ nói đúng, Bí Thư Trần, cách làm của đài thành phố là chính xác, ngay cả CCTV cũng có phỏng vấn tiêu điểm, đài truyền hình thành phố Thiên Trạch chúng ta có một bản tin chuyên sâu. Cũng biểu lộ thành ủy nguyện ý tiếp thu lập trường sáng suốt tin tức truyền thông làm nhiệm vụ giám sát. Giọng điệu của Trần Thiên Vũ cũng không kém phần kiên định, lời nói hăng hái của Hạ Tưởng, lại khơi dậy sự đồng cảm của y, khiến y nhớ tới những năm tháng huy hoàng ở quận Hạ Mã với Hạ Tưởng. Y còn tưởng rằng thị trưởng Hạ bị quan trường mài mòn đi sự sắc sảo góc cạnh, bị năm tháng tiêu tan đi cảm xúc mãnh liệt, hóa ra thị trưởng Hạ vẫn là Hạ Tưởng năm nào khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Trần Khiết Văn bị nghẹn một câu, còn chưa nói gì, Ngô Minh Nghị lại mở miệng. Tôi tán thành ý kiến của thị trưởng Hạ, CCTV có phỏng vấn tiêu điểm, đài truyền hình tỉnh có tin tức điều tra, đài thành phố Thiên Trạch có bản tin chuyên sâu, là chuyện tốt. Hơn nữa bản tin chuyên sâu công bố sự thật không hề có chỗ thất thiệt, tôi cho rằng cần phải đào sâu, cần phải tiếp tục xâm nhập đưa tin, thành ủy chẳng những không thể phê bình, còn phải cổ vũ, còn phải đề xuất khen ngợi. Hội nghị công việc bí thư hôm nay có tổng cộng 5 người tham gia, Trần Khiết Văn, Hạ Tưởng, Ngô Minh Nghị, Trần Thiên Vũ và Thường Hào. Thường Hào không nghĩ tới hội nghị hôm nay sẽ trở thành hội nghị nghiêng về phía phản đối bí thư Trần, y có phần do dự, bởi vì trước buổi họp y nhận được một cú điện thoại từ Bắc Kinh, ám chỉ với y, sự tình Kim Nhan Chiếu, y tốt nhất không nên tham dự, nếu không sẽ tự gánh lấy hậu quả. Câu nói tự gánh lấy hậu quả vẫn còn vang vọng bên tai. Tim y vẫn còn đang đập liên hồi không ngừng, lại gặp tình thế như vậy, liền cân nhắc nặng nhẹ. Quan điểm cởi mở rất quan trọng, tinh thần chỉ thị của Trung ương chính là suy nghĩ của quần chúng, suy nghĩ cho sự lo lắng của quần chúng, tất cả đều phải xuất phát từ lợi ích của quần chúng. Vẻ mặt Trần Khiết Văn lạnh giá, hội nghị hôm nay là một hội nghị thất bại nhất kể từ khi cô đảm nhiệm chức bí thư tới nay, hoàn toàn không khống chế được, tất cả mọi người đứng ở phía đối lập với cô. Khiến cô thiếu chút nữa không khống chế được. Sau buổi họp, cô để lại Thường Hào tiếp tục thảo luận khắc phục hậu quả công việc, Ngô Minh Nghị liền đi tới phòng làm việc của Hạ Tưởng. Thị trưởng Hạ, ý kiến cá nhân của tôi là, các bên một bước, tiếp tục xây dựng chuyên mục bản tin chuyên sâu. Vấn đề Đồng Hiểu Minh, phẩy tay cho qua. Ngô Minh Nghị đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp liền nói chuyện thay Đồng Hiểu Minh. Hạ Tưởng ra hiệu cho Ngô Minh Nghị ngồi xuống. Minh Nghị. Anh nói thật xem, anh nhận bao nhiêu ưu đãi của Đồng Hiểu Minh. Ngô Minh Nghị mặt đỏ lên, vẫn nói ra lời nói thật. Không bao nhiêu, chính là một căn biệt thự, thành ủy ai cũng có phần, ngài cũng có, chỉ là chưa chỉnh trang lại hết. Một căn biệt thự ít nhất cũng giá trị hơn 1 triệu, còn nói không bao nhiêu. Vẻ mặt Hạ Tưởng như cười như không. Thu nhập bình quân của người dân thành phố Thiên Trạch chưa đủ 1000 tệ. Ngô Minh Nghị liền cảm giác được áp lực lớn lao, tuy nhiên vẫn giả mồm át lẽ phải. Ai cũng có,
tôi không muốn cũng không được. Không muốn, ngoài việc bị bài trừ khỏi tập thể, đừng nói khai triển công tác, ngay cả gót chân cũng đứng không vững. Thông đồng làm bậy trong quan trường, lại còn tập tục kéo người xuống nước, Hạ Tưởng tự nhiên hiểu rõ, chính là tự cột vào một con thuyền, khi vinh quang không nhất định cùng vinh quang, nhưng nếu chết thì nhất định cùng chết. Trong quan trường, phải là sắp chết cũng phải tìm được một quan hệ đồng minh để đệm lưng, mới có thể cam đoan sẽ không bị người khác đánh lén. Minh Nghị, tôi sẽ triển khai một loạt hành động ở thành phố Thiên Trạch, đến lúc đó anh ủng hộ tôi hay là trung lập, tùy anh lựa chọn. Nhưng có một điều, đừng trở thành chướng ngại vật của tôi là được. Tôi cũng không muốn trở mặt thành thù với anh, dù sao lúc quay về Bắc Kinh, nói không chừng còn muốn ngồi cùng một chỗ. Lời nói của Hạ Tưởng rất khách khí, cũng để cho Ngô Minh Nghị một con đường sống. Ngô Minh Nghị không có lựa chọn, y phải duy trì nhất trí với Hạ Tưởng, bởi vì y đã nhận được chỉ thị của nhà họ Ngô. Tôi sẽ duy trì nhất trí cao độ với ngài, tuy nhiên tôi cũng muốn nói với ngài một yêu cầu. Ở thành phố Thiên Trạch, ai tay chân cũng không sạch sẽ, trong việc lớn tôi có thể đứng vững được trước áp lực, nhưng trong một vài việc nhỏ, cũng có thể bị mất mặt. Còn nữa, nếu ngài muốn triển khai hoàn toàn quan điểm cầm quyền mới ở thành phố Thiên Trạch, chắc chắn sẽ động chạm đến quyền lợi của rất nhiều người, tôi không muốn trở thành người tích cực dẫn đầu, lại càng không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Yêu cầu của Ngô Minh Nghị coi như không quá đáng, xuất phát từ quân tử phòng thân mà suy xét, y cũng là không muốn đắc tội quá nhiều người, Hạ Tưởng gật đầu. Tôi hiểu lập trường và tình cảnh của anh. Sau đó đứng lên, vươn tay phải. Anh đã đảm nhiệm phó bí thư hơn 2 năm, nếu có cơ hội thích hợp, cũng có thể tiến một bước về phía trước. Ngô Minh Nghị rất hiểu tầm quan trọng của Hạ Tưởng ở trong cảm nhận của nhà Ngô. Trở lại văn phòng, trong lòng còn có một chút xúc động, nếu có thể phối hợp tốt công tác của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng nói tốt vài câu ở trước mặt nhà họ Ngô, y cũng có thể sớm có ngày phủ chính, rồi chính thức tiến vào hàng ngũ giám đốc sở. Nhưng trong lòng y có lo lắng mơ hồ, y ở thành phố Thiên Trạch hơn 2 năm, cũng không dám nói có hiểu biết sâu đậm đối với thành phố Thiên Trạch, thị trưởng Hạ sắp tới sẽ thi hành chính sách mới, đừng tự mua dây buộc mình mới tốt. Ngô Minh Nghị lo lắng không phải không có lý, bởi vì sau khi thị trưởng Hạ đến thành phố Thiên Trạch chính thức châm ngọn lửa thứ hai thứ ba, thật sự đã đốt cháy đỏ rực cả thành phố Thiên Trạch. Chương 924, góp gió thổi lửa. Rốt cuộc là có cần nói cho thị trưởng Hạ biết lập trường và bối cảnh của các ủy viên thường vụ thành ủy Thiên Trạch hay không? Mất nửa ngày suy nghĩ, Ngô Minh Nghị vẫn chưa đưa ra được quyết định, có lẽ thị trưởng Hạ đã sớm nghe ngóng được tình hình, ví dụ như nói Dương Kiếm là lập trường Mai gia, Trần Khiết Văn tuy không phải là nhân vật tiêu biểu cho một thế lực gia tộc, nhưng lập trường của cô có khuynh hướng Khâu gia, mà Bùi Nhất Phong và Bì Bất Hưu đều là người Phó gia, nhưng về phương diện khác thành phố Thiên Trạch vốn đã có quy định cứng nhắc, không hoàn toàn đối chiếu với mối quan hệ giữa bốn đại gia tộc. Nói chung là tình hình chính trị ở thành phố Thiên Trạch cũng giống thời tiết hay biến đổi thất thường, có lúc rất rõ ràng có lúc lại khiến người ta chẳng hiểu vì sao cả, tận đáy lòng Ngô Minh Nghị vẫn hy vọng Hạ Tưởng có thể gió đông thổi bạt gió tây mà giành được thắng lợi. Nhưng đối với kết quả mà Đồng Hiểu Minh có được anh ta cũng không mấy vui vẻ, Đồng Hiểu Minh đề cập đến lợi ích của mọi mặt, lại đối tốt với rất nhiều người nên ai thấy chết cũng không thể không cứu, hơn nữa bí thư Trần nắm trong tay ủy ban kỷ luật. Ủy ban kỷ luật không thuộc quyền của thị trưởng Hạ cũng không có người bên công an nên mọi việc cũng khá khó khăn. Nhưng điều khiến Ngô Minh Nghị tuyệt đối không đoán được đó là Đồng Hiểu Minh giải quyết việc rất nhanh, thủ đoạn tinh vi khiến nhiều người chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì việc đã được xử lý. Buổi chiều cùng ngày thị trưởng Hạ tổ chức một cuộc họp, triệu tập các cơ quan trực thuộc thành phố, các đơn vị trực thuộc, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Đề xuất nghiêm khắc phê bình về việc cản trở và làm khó dễ công trình nhà ở cho người thu nhập thấp, còn nhấn mạnh thêm nếu để tình trạng tương tự xảy ra sẽ kỷ luật những người và đơn vị có liên quan, tình tiết nghiêm trọng hơn thì cách chức điều tra. Trong cuộc họp thị trưởng Hạ chỉ đích danh phê bình hiệu quả làm việc của bộ phận giám sát chất lượng, thủy điện, điện lực rất thấp, nếu không thay đổi tác phong cơ quan, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố sẽ có biện pháp chỉnh đốn. Cuộc họp lần này khiến nhiều người thấy được sự mạnh mẽ, cứng rắn của thị trưởng Hạ, gần 2 tháng ở thành phố Thiên Trạch, thị trưởng Hạ nổi tiếng với bản tính ôn hòa đột nhiên làm khó dễ, khiến cho không ít người chống ngực đập dồn dập. Ngày hôm sau, thông tin chiều sâu cứ theo lẽ thường được truyền bá, lại lần nữa công bố cục điện lực dở thủ đoạn gian lận trên đồng hồ nhằm mục đích thu thêm tiền điện của các hộ dân, hàng năm thu thêm tới 2 triệu, lập tức lại dấy lên sóng to gió lớn,
khiến cho cục điện lực bỗng nhiên bị đẩy ra trước nơi đầu sóng ngọn gió. Người ngoài xem náo nhiệt và người trong nghề tìm cửa ra. Sau một ngày, thông tin tin tức không những được dẹp xuống mà còn tiếp tục trực diện, hiện tượng tùy tiện thu phí của các cục trực thuộc chính phủ, liền chứng minh một điểm, địa vị soi dọi đài phát thanh thành phố vẫn rất vững chắc, không người dám động. Đồng thời, nội bộ thành ủy cũng không ngớt lời bàn tán, rõ ràng so chiêu về vấn đề chiều sâu tin tức, thị trường Hạ chẳng những thắng mà còn thắng lớn, thật bất lợi cho bí thư Trần. Là bí thư mà không kiểm soát được việc này thì quả thật là chuyện rất mất mặt. Buổi chiều, Dương Kiếm cầm báo cáo đến báo cáo công việc cho Hạ Tưởng, đó là về vấn đề xin cấp thêm kinh phí của Cục Giám sát Chất lượng và Điện lực. Dương Kiếm đã phê đồng ý, Trần Khiết Văn cũng phê đồng ý, Hạ Tưởng chỉ nhìn thoáng qua rồi để lại trên bàn nói. Chờ tôi nghiên cứu kỹ rồi sẽ quyết định. Dương Kiếm biết bên thị trưởng Hạ khó mà qua được. Là phó thị trưởng phụ trách tài chính nhưng quyết định cuối cùng vẫn ở thị trường. Cho dù bí thư Trần có đồng ý nhưng phải có chữ ký của thị trưởng Hạ thì mới có hiệu lực. Hắn là đại biểu Ủy ban Nhân dân thành phố, bí thư Trần không thể ra mặt tạo áp lực, bởi vì nếu mọi việc đều khoa tay múa chân vào sự vụ chính phủ, sẽ để cho mọi người đàm tiếu. Dương Kiếm tự biết gần đây cùng thị trưởng Hạ quan hệ bình thường, bởi vậy biết rõ thị trưởng Hạ cố ý áp chế không phát, cũng không tiện mở miệng nói đỡ cho Cục Giám sát Chất lượng và Điện lực, đang định xoay người đi thì bị Hạ Tưởng gọi lại. Dương Kiếm, ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Hạ Tưởng tươi cười, thậm chí còn chủ động đưa điếu thuốc cho Dương Kiếm khiến anh hơi bất ngờ, trong lòng cảm thấy bất an. Giọng điệu Hạ Tưởng càng ôn hòa, thái độ càng cởi mở khiến Dương Kiếm càng thấy bất an, anh là hậu duệ của Mai Gia, thuận lợi từ vị trí trưởng ban thư ký bước vào vị trí phó thị trưởng thường trực, chính là muốn lập nhiều thành tích để đạt được vị trí giám đốc sở. Nhưng có điều ở thành phố Thiên Trạch này muốn làm một chút chuyện thật tế quả là khó khăn, quá khó khăn. Hơn nữa hiện tại bí thư Trần ngoài thì rất vui vẻ nhưng trong lòng lại khác, thị trưởng Hạ trong ôn hòa lại nghiêm khắc, nhân vật số 1, số 2 không thể hòa hợp với nhau được, càng ngày càng thấy rõ giữa bí thư Trần và thị trưởng Hạ có sự phân cách rõ rệt. Hiện tại bước tiến của Hạ Tưởng càng lúc càng lớn, anh không thể đoán ra bước tiếp theo của Hạ Tưởng sẽ là thế nào. Là một phó thị trưởng thường trực nếu không theo sát bước tiến của thị trưởng sẽ rất khó triển khai công việc. Nhưng nếu anh và thị trưởng Hạ chặt chẽ quá mức, không chỉ đứng ở phe đối lập với bí thư Trần mà còn đối lập với đại bộ phận lãnh đạo thành ủy Thiên Trạch. Dương Kiếm đã nghĩ anh thà duy trì ở phía trung lập, bởi vì quan hệ giữa thị trưởng Hạ và Mai Thái Bình cũng cực tốt, anh ta sẽ không giúp đỡ thị trưởng Hạ nhưng cũng không kéo bè kéo cánh để ép thị trưởng Hạ. Tuy nhiên điều anh không ngờ chính là Hạ Tưởng muốn anh quy phục. Người trong quan trường thường thường không tự chủ được. Thị trưởng Hạ mở lời liền nói một câu không đầu không đuôi, nhưng đó chính là nghệ thuật nói chuyện của lãnh đạo, người nghe phải tinh ý để hiểu ý nghĩa câu nói. Tiếp theo đó Hạ Tưởng lại tiếp tục. Quan hệ không tốt với cấp trên, không ai trọng dụng anh. Quan hệ không tốt với đồng nghiệp, không ai giúp đỡ anh. Quan hệ không tốt với cấp dưới, không ai phục anh. Cho nên chúng ta phải luôn nhắc nhở chính mình phải xử lý tốt ba mối quan hệ đó. Dương Kiếm không có gì để nói đành phải gật đầu theo. Ba phương diện đó là quan trọng, nhưng có điều quan trọng nhất chúng ta lại thường bỏ qua đó là chúng ta làm quan là vì cái gì? Con người tồn tại phải có ý nghĩa và không để lãng phí thời gian. Vậy ý nghĩa làm quan là gì? Là kiếm tiền, là công danh, nếu chỉ vì danh lợi thà chúng ta kinh doanh có phải hơn không? Đạt được vị trí như của chúng ta ngày nay không bằng thương nhân ngoài kia sống thoải mái. Hạnh phúc mà thu nhập chỉ 1 triệu mỗi năm, đúng không? Người xưa đã nói làm quan không vì dân không bằng về nhà bán khoai lang. Đạo lý đó tuy dễ hiểu nhưng cho đến ngày nay vẫn áp dụng được. Nếu chúng ta ở vị trí mà không làm đúng chức trách, ngồi không ăn bám, lão Dương, chúng ta hãy tự hỏi lương tâm, có xứng đáng với sự tín nhiệm của đảng và quốc gia, có xứng đáng với trông mong mỏi mòn của dân chúng không? Tôi cũng xuất thân từ gia đình nghèo khó. Từ nhỏ không nở tiêu phí dù chỉ một xu, lên đại học cũng ăn bánh mì dưa muối. Tôi biết dân chúng quanh năm suốt tháng cực khổ nhưng kiếm không được mấy đồng, đều là cực khổ tích góp ra. Thành phố Thiên Trạch chúng ta có 4 triệu dân, một nửa sống dưới mức nghèo khổ, trong 800.000 dân thành phố, có một nửa thu nhập bình quân là vào khoảng 10.000 tệ, 10 tệ một gói thuốc, 400 tệ một chai rượu, đối với họ mà nói bằng tiền ăn của cả một năm. Lão Dương, ông cũng xuất thân từ nông thôn. Khi về quê nhà, trong lòng ông có so sánh qua, quê nhà mình trước kia và bây giờ có gì thay đổi lớn lao không?
Dương Kiếm trầm ngâm không nói được lời gì, những câu nói chân thật của thị trưởng Hạ, biểu lộ cả tấm lòng, vừa đau lòng lại bất đắc dĩ, khiến anh ta cũng bị cuốn hút mãnh liệt. Hạ Tưởng thấy Dương Kiếm biết lắng nghe, biết Dương Kiếm vẫn còn lương tâm nên có khả năng sẽ lôi kéo được. Thực ra nội bộ quan trường có rất nhiều cán bộ có lương tâm có chính nghĩa, nhưng do tác động bên ngoài kèm theo đó là nhiều mối quan hệ phức tạp, sau vài lần gặp chuyện hơn một nửa số đó sẽ rơi vào tình trạng tiêu cực hoặc thông đồng làm bậy, nếu không thì cũng khó tồn tại được. Lão Dương, ông cũng không phải là người ngoài, tôi sẽ nói trước với ông. Hiện tại ở thành ủy Hạ Tưởng có Ngô Minh Nghị và Trần Thiên Vũ tương trợ, lực lượng ở bộ máy chính phủ hơi mỏng, vị trí phó thị trưởng thường trực là nhân tố quyết định, nếu không đồng lòng cũng không thể để anh cản trở được. Hắn cần là chỉ rõ cho Dương Kiếm, trước khi lửa lớn sắp nổi lên, phải đứng vào hàng ngũ, tránh khỏi bị ảnh hưởng. Vấn đề của Đồng Hiểu Minh sẽ không chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có được, không sợ cho anh biết, có thể tránh được càng xa càng tốt. Dương Kiếm kinh ngạc, định hỏi điều gì đó nhưng lại bị Hạ Tưởng cắt ngang. Trọng điểm của công tác chính phủ bước tiếp theo, tôi có một ý tưởng sơ bộ, tôi và anh trao đổi trước, anh cũng nên đưa ra nhiều ý tưởng quý giá. Dương Kiếm còn chưa hết sửng sốt vì lời nói trước của Hạ Tưởng, thì nay lại đề cập đến chuyện này. Dương Kiếm biết rõ ràng, mình có đứng vào hàng ngũ hay không cũng không quan trọng, quan trọng là cố gắng đừng chuốc thêm tai họa bởi Đồng Hiểu Minh. Theo sau, Hạ Tưởng nói ra ý nghĩ chấp chính của hắn, Dương Kiếm vừa nghe, cho dù đã từng trải và có kinh nghiệm nhiều năm ở chốn quan trường nhưng Dương Kiếm thấy ớn lạnh, không thể không vì sáng kiến trọng đại chưa từng có của thị trưởng Hạ mà vô cùng thán phục. Bây giờ là đầu tháng 12, sau một cơn gió mạnh, thành phố Thiên Trạch đang bị bao trùm bởi thời tiết lạnh giá, rét lạnh kinh người. Công trình nhà ở cho người thu nhập thấp đã bị đình trệ, móng chỉ đào được có một nửa, nhưng cũng có thể tiến hành công việc phụ trợ khác. Trương Vưu chẳng những không nhàn hạ, trái lại còn bận rộn hơn trước kia bởi vì anh ta đang hợp tác với Đạt Vạn, ở thành phố Thiên Trạch mở một công ty cho thuê thiết bị. Đồng thời bất động sản Thiên An từ thành phố Yến cũng đang nói chuyện hợp tác với anh ta để chuẩn bị đầu tư xây dựng thị trường vật liệu xây dựng ở thành phố Thiên Trạch. Hoàn toàn là thủ đoạn kinh doanh tạo ra phản kích trọng đại nhằm vào việc tiêu giật lăng khống chế vật liệu xây dựng và thị trường cho thuê. Công việc giai đoạn đầu của công ty cho thuê khá thuận lợi, trong đó cũng có lực cản ngoài sáng trong tối, trên cơ bản các vấn đề phát sinh đều do Bành Vân Phong ra mặt giải quyết. Đầu tư vào thị trường vật liệu xây dựng gặp phải khó khăn, thời điểm thu hồi đất bị Cục Đất Đai gây khó dễ. Cục Đất Đai không nói không phê duyệt, chỉ là thẩm định đi thẩm định lại, cố ý kéo dài, mặc dù thị trưởng Hạ đưa ra chỉ thị cũng bỏ mặc, vẫn như cũ làm theo ý mình, vì thế có thể cho ra một kết luận, thị trường vật liệu xây dựng động đến lợi ích của các mặt, đối phương bất cứ giá nào cũng phải tìm mọi cách để cản trở thị trường vật liệu xây dựng khởi công. Thị trưởng Hạ cũng không gấp. Thậm chí cũng không hề dùng quyền uy thị trường để ép Cục Đất Đai thông qua phê duyệt mà lại tiếp tục vững bước đẩy mạnh theo cách của mình, tòa soạn báo và đài truyền hình tạo thế cho quan niệm chấp chính của hắn. Nói đến cũng lạ, bất kể là đài truyền hình hay tòa soạn báo đều rất phối hợp với công tác của thị trưởng Hạ, lập trường cũng gần như nghiêng về phía ủng hộ thị trưởng Hạ, khiến không ít người thầm đoán chẳng lẽ là do Ngô Tài Dương. Ngô Tài Dương là trưởng ban tuyên giáo trung ương, có ảnh hưởng đến giới truyền thông địa phương nhưng không có tính quyết định. Thành phố Thiên Trạch luôn bảo thủ, từ sau khi thị trưởng Hạ đến mới bắt đầu có sự thay đổi, đợi khi tất cả mọi người ý thức được mới giật mình bừng tỉnh, hóa ra sự thay đổi đầu tiên là bắt nguồn từ sự thay đổi của hướng gió dư luận. Dĩ nhiên chiều hướng chuyển biến của dư luận chỉ có người có ý mới có thể thấy được, đa số dân chúng chưa cảm nhận được cuộc sống mình thay đổi thế nào khi có thị trưởng Hạ. Dù sao để thay đổi diện mạo của thành phố, thay đổi khí tượng của thành phố không phải là việc một sớm một chiều có thể làm được. Tuy nhiên cũng có một số ít người cảm nhận được sự thay đổi, ví dụ như hiệu quả làm việc của các phòng ban có tăng lên so với trước kia, phong cách làm việc của các cơ quan hành chính cũng có cải thiện hơn. Nhưng mấu chốt là thành phố Thiên Trạch từ xưa đến nay vẫn bần cùng, lạc hậu, thu nhập thấp, giá nhà cao, giá hàng hóa cao, v.v. Muốn thay đổi cục diện này thì thật khó khăn và trách nhiệm cũng thật nặng nề. Hạ Tưởng là một người không chịu lùi bước trước khó khăn, hắn đang dựa theo bước chân hắn đã định. Mỗi bước đi đều rất kiên định và chắc chắn. Không ít người dân thành thị cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt nhất đó là sau khi thị trưởng Hạ nhậm chức, thương gia đầu tư vào thành phố Thiên Trạch ngày càng nhiều, luôn luôn có người thị sát và khảo sát, ban đầu có rất nhiều đất trống, nhà xưởng cũng không ai động đến, hiện tại đã có người tìm hiểu ra giá.
rõ nhất là việc cho thuê văn phòng. Trước đây việc cho thuê văn phòng ở thành phố Thiên Trạch luôn bị lỗ, nhưng không biết từ khi nào người đến thuê càng lúc càng nhiều. Hơn nữa cũng không biết những thương nhân đến từ thành phố Yến hay Bắc Kinh, ra tay rất hào phóng, họ thuê là thuê nguyên một tầng lầu. Người thấy rõ nhất sự biến đổi chính là các nhân viên Cục Công Thương, chỉ trong vòng một tháng, lượng thương gia đến đăng ký kinh doanh so với năm trước tăng lên đáng kể, số lượng tài chính đăng ký lên tới con số triệu thậm chí hàng mấy chục triệu, số lượng rất nhiều, khoản tiền cũng lớn, nên ở thành phố Thiên Trạch nhân dân thường truyền tai nhau rằng thị trường Hạ đem lại sự đầu tư lớn, sự bần cùng của thành phố Thiên Trạch có hy vọng được cải thiện. Tuy nhiên cũng có người bi quan cho rằng đó là sự thịnh vượng giả tạo ngắn ngủi, việc đăng ký kinh doanh quá dễ dàng, muốn thay đổi cục diện thành phố Thiên Trạch, thật sự đầu nhập tài chính và có sản xuất, còn con đường rất dài phải đi. Mọi người không biết một điều là những thương gia đến thành phố Thiên Trạch để đầu tư cơ bản đều là các thành viên tổ chức kinh tế của Hạ Tường, cũng có thương nhân Bắc Kinh do Dương Uy giới thiệu, là nhân vật trung tâm của thành viên tổ chức kinh tế được Hạ Tường tưởng coi trọng nhất, Lý Thấm ở trong đó đảm đương vai trò người sắp xếp mọi việc. Hơn nữa có một bộ phận công ty là công ty của Nga Ni Trần ở Bắc Kinh được thu mua lại rồi Tân Trang cũng được đưa ra thị trường, Lý Thấm triển khai hoạt động nhằm khuấy động thị trường thành phố Thiên Trạch, tạo một làn gió mới cho thị trường sơ cứng và lạc hậu này. Khẳng định sẽ không phục vụ cho chính trị, Lý Thấm có con mắt tinh tường thấy được tiềm năng phát triển ở thành phố Thiên Trạch, khuấy động thị trường là việc thứ nhất, thứ hai, cũng là người làm ăn nói chuyện làm ăn, để gặt hái được lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng Lý Thấm cũng cảm thấy có sự cản trở, mặc dù Hạ Tường là thị trường, nhưng thị trường cũng có quyền hạn nhất định, không thể can thiệp vào mọi chuyện, hơn nữa làm thị trường cũng không có nghĩa là việc gì cũng nhúng tay vào được. Vấn đề trước mắt là chuyện đất đai, nói cách khác, Đồng Hiểu Minh quyết liệt như vậy chứng tỏ không hề nể nang thị trường chút nào. Tuy nhiên ai cũng biết một điều, không phải Đồng Hiểu Minh muốn đối đầu với thị trường, mà còn có thế lực phía sau khiến ông ta làm vậy, thật là chuyện nực cười. Không ngờ lại có người ngăn cản sự đầu tư từ bên ngoài, có lẽ nói ra thì không ai tin. Nhưng Hạ Tường hiểu rất rõ, có người ngăn cản đầu tư là muốn giữ gìn lợi ích của họ ở thành phố Thiên Trạch, bởi vì có dự án đầu tư của bên ngoài sẽ tổn hại đến lợi ích của họ. Từ trước đến nay thành phố Thiên Trạch chưa từng có cuộc đối đầu như thế này bao giờ. Đồng Hiểu Minh xuất viện. Sau khi ra viện Đồng Hiểu Minh trở lại cục đất đai, tin đồn có liên quan đến việc y có khả năng bị điều tra phải xuống đài. Từ thời khắc y trở lại văn phòng xa hoa của cục đất đai, liền tan thành mây khói, phó cục trưởng Khương Đào có ý muốn nương nhờ vào thị trưởng Hạ cũng thu hồi tâm tư, âm thầm cảm thấy may mắn chưa hướng thị trưởng Hạ sớm tối xin chỉ thị báo cáo, nếu không chắc chắn cũng bị cục trưởng Đồng gây khó dễ. Ai cũng biết cục trưởng Đồng là một kẻ ti tiện bỉ ổi thù dai, có thù phải trả. Đồng Hiểu Minh vừa vào làm đã triệu tập ngay cuộc họp nhấn mạnh một điều rằng, phải kiểm tra nghiêm ngặt trước khi phê duyệt. Nghiêm ngặt trong việc phê đất, nhất là đối với đơn xin đất của thương nhân bên ngoài, phải thật cẩn trọng, thà rằng không phê chứ không thể phê lung tung. Cách nói của Đồng Hiểu Minh cho thấy không chào đón sự đầu tư của thương nhân bên ngoài, đó là một căn nguyên khiến thành phố Thiên Trạch chưa thoát khỏi nghèo đói lạc hậu. Hết giờ làm việc Đồng Hiểu Minh đang định về nhà thì nhận được điện thoại của Lưu Nhất Cửu. Lưu Nhất Cửu và Đồng Hiểu Minh cũng có chút quan hệ, trước kia cũng là cộng sự với nhau. Nhưng mối quan hệ của hai người cũng rất đối bình thường, hiện tại lại rất ít tiếp xúc, không hiểu sao Lưu Nhất Cửu vừa liên lạc đã mời y đi ăn, khiến y không biết đã có chuyện gì xảy ra. Sếp Lưu, có việc gì anh cứ nói, không phải khách sáo. Anh Đồng, thật không dám giấu giếm, tôi mời anh bữa tối nay là vì muốn gặp anh để nói với anh một chuyện, bởi vì có một vụ án liên quan đến anh. Giọng Lưu Nhất Cửu vẫn đều đều nhưng khiến Đồng Hiểu Minh cảm thấy rùng mình bất an. Hiện tại y đang rơi vào tình thế chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ, trong lòng biết thị trưởng Hạ không hài lòng về mình, muốn gây phiền hà cho mình, Lưu Nhất Cửu có vụ án liên quan đến y vậy muốn không nghĩ đến cũng không được. Hiện tại Lưu Nhất Cửu có phải là người của thị trưởng Hạ hay không vẫn chưa thể nói trước được, nhưng có điều chắc chắn là Lưu Nhất Cửu mâu thuẫn với Bùi Nhất Phong, Đồng Hiểu Minh có chút đắn đo, lo rằng mình sẽ bị mắc mưu. Lưu Nhất Cửu lại nói thêm một câu. Anh Đồng! Nếu anh không có thời gian thì thôi, tôi có thể nói ngắn gọn qua điện thoại cũng được, lần trước đã bắt được một tên cưỡng hiếp, gã gây án hai lần, trong đó có một là vào nhà cưỡng bức, địa điểm đó là phòng 404 tầng 4 tòa 4 hoa viên Húc Nhật. Chương 925, mượn gió bẻ măng. Đồng Hiểu Minh lập tức thấy chống ngực đập liên hồi, trả lời. Anh nói địa điểm đi, tôi sẽ đến ngay.
Đồng Hiểu Minh kiềm chế sự tức giận, vội vàng lên xe đi tới Cúc Hoa Quan, trên đường đi không quên gọi điện thoại cho Tiểu Lệ nhưng không nhấc máy. Y cảm thấy da đầu ngứa ngáy, ánh mắt cay xè, chỉ muốn mắng người, mẹ nó, dám cắm sừng ông đây không làm cho ra lẽ không phải là họ Đồng. Trong lúc Đồng Hiểu Minh vội vã đến Cúc Hoa Quan là khách sạn đặc sắc nổi tiếng ở thành phố Thiên Trạch, nơi đây được trồng rất nhiều hoa cúc lưu nhất cửu đợi đã lâu, Đồng Hiểu Minh tiến đến vội vàng hỏi luôn. Nhất cửu, sự thể như thế nào? Đồng Hiểu Minh không biết một điều nơi y đến không phải là Cúc Hoa Quan mà là Quỷ Môn Quan. Lưu Nhất Cửu nở nụ cười chào đón, tuy nhiên Đồng Hiểu Minh cảm thấy có âm mưu ẩn sau nụ cười ấy, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Đồng Hiểu Minh cũng hiểu biết chút ít về tính tình của Lưu Nhất Cửu, biết y trong hoang đường có nghiêm túc, trong nghiêm túc có hoang đường, khó có thể kết thân, nhưng việc hôm nay thật sự làm cho người ta căm tức, khiến y mất đi lý trí, vừa vào cửa liền hỏi luôn. Tên khốn khiếp nào thật sự làm nhục Tiểu Lệ? Phòng 404 tầng 4 hoa viên Húc Nhật có một cô gái tên Tiểu Lệ, 22 tuổi, mặt hoa da trắng. Tiểu Lệ là người tình trẻ nhất và cũng xinh đẹp nhất của Đồng Hiểu Minh, và cũng là người được ông sủng ái nhất, yêu thích không nỡ buông tay, mỗi tuần tới 3 lần. Ông nằm viện, trong nhà Tiểu Lệ cũng có chuyện khiến cô phải về, hơn nữa trong lòng ông cũng đang rất nhiều phiền muộn nên một tuần nay không gặp cô, không nghĩ lại xảy ra sự thể này. Đồng Hiểu Minh rất phẫn nộ. Bản thân ông là cục trưởng cục đất đai, ai dám đối xử với ông như thế, ông sẽ khiến cho cả dòng họ người đó không có chỗ ở, không có chỗ để phần mộ tổ tiên, khiến anh ta chết không có chỗ chôn. Lưu Nhất Cửu ôm lấy Đồng Hiểu Minh can ngăn. Anh Đồng, chớ nóng vội, cứ ngồi xuống nói chuyện đã. Tôi không ngồi, Tiểu Lệ bị làm nhục, tôi phải đi xử thằng khốn đó. Đồng Hiểu Minh càng nghĩ càng giận. Tên khốn khiếp đó tên là gì? Đái vệ. Lưu Nhất Cửu cười ha hả, tỏ vẻ không quan tâm. Không phải là một người đáng để anh tức giận, ông anh cũng đâu chỉ có một cô, Tiểu Lệ cũng chỉ là một phần 20 trong các cô gái của anh thôi mà. Dù Tiểu Lệ chỉ là 1% của tôi, nhưng cũng đã là người của tôi, như thế nào có thể để người khác làm nhục. Đồng Hiểu Minh có một chút cảnh giác, vội vàng lắc đầu. Nhất Cửu đừng nói thế, anh cũng biết tôi đối với Tiểu Lệ như thế nào. Làm gì có đến 20 cô người tình. Lúc này không thể nói đùa được. Lưu Nhất Cửu nhếch miệng cười. Đừng vội, có lẽ tên tội phạm có sự nhầm lẫn, người bị làm nhục có lẽ không phải là Tiểu Lệ mà là Tiểu Hồng hoặc Tiểu Thanh. Gã nói lúc đó trong phòng có 3 cô gái, gã định làm nhục cả 3 nhưng kết quả chỉ một đã đuối sức, bởi vì theo lời gã căn bản không phải là làm nhục, mà là bị làm nhục, lúc đó cô gái kia đã chủ ý phối hợp với gã, điên cuồng hành động khiến gã kiệt sức. Cuối cùng phải liên tục cầu xin tha thứ mới thoát được. Đồng Hiểu Minh đang uống trà khi nghe vậy đã không kiềm chế được liền phun toàn bộ trà ra khỏi miệng cười ha hả. Bậy nào, chắc chắn tên đó nói vớ nói vẩn. Mấy nhân chứng cũng lầm, Tiểu Lệ, Tiểu Hồng và Tiểu Thanh đều là những người hiểu biết, không tự dưng lại đến khách sạn. Hơn nữa Tiểu Lệ rất nhát, còn có thể phối hợp sao? Gặp phải chuyện như thế cô ấy không sợ đến mức ngất xỉu là may rồi. Lưu Nhất Cửu cũng cười ha hả. Tôi đã nói rồi mà, người bị tình nghi phạm tội kia còn nói trước ngực cô gái có vết bớt. Dầm, một âm thanh phát ra, Đồng Hiểu Minh đặt mạnh chén trà. Nuôi chó trong nhà, thật đúng là Tiểu Thanh. Tôi đã sớm nghi ngờ Tiểu Thanh là gái lẳng lơ, còn mẹ nó, Nhất Cửu, chúng ta đi làm một ly đi. Cảm ơn anh, tôi đã có cớ để đuổi cô ta, đỡ phải ộ uế tôi. Lưu Nhất Cửu đã nói nhiều lời rất thô tục. Xưng anh xưng em rất thân thiết với Đồng Hiểu Minh, hai người uống đến say mềm. Đồng Hiểu Minh thấy Lưu Nhất Cửu chỉ đến để trao đổi tin tức không có ý gì khác, điều đó gây thiện cảm cho Đồng Hiểu Minh. Đồng Hiểu Minh cảm thấy Lưu Nhất Cửu hay nhớ việc vì thích uống rượu chứ không có thủ đoạn toan tính gì, có thể làm bạn được. Lần này không ngoại lệ, người uống say vẫn là Lưu Nhất Cửu, còn khiến Đồng Hiểu Minh phải đưa về tận nhà. Ngày hôm sau Đồng Hiểu Minh liền mượn cớ đó để đuổi Tiểu Thanh. Ông càng nghĩ càng giận, bị như vậy cũng không nói gì, thật là người đàn bà xấu xa, lẳng lơ. Hậu quả là ngày thứ 3 đã xảy ra chuyện lớn, các cô nhân tình của Đồng Hiểu Minh tổ chức thành một nhóm tới thành ủy Thiên Trạch kiện lên cấp trên, tổng cộng có 9 cô gái, 9 cái tên đẹp, giống như một nhóm người đi thi sắc đẹp, ập vào ủy ban kỷ luật thành phố tố cáo Đồng Hiểu Minh, hơn nữa trên tay mỗi người đều cầm một bằng chứng đó là cái quần lót. 9 mỹ nữ 9 cái quần lót. Đại náo ủy ban kỷ luật thành phố lập tức trở thành tin giật gân,
cả thành phố Thiên Trạch góc nào cũng có người bàn tán xôn xao, không khác gì như cho nổ một quả bom nguyên tử nhỏ. Thời điểm 9 người đẹp náo loạn thành ủy, thị trưởng Hạ đang ở huyện thị sát hạng mục du lịch, bởi vì những nhà đầu tư đến từ thủ đô và thành phố Yến sẽ chú trọng khai thác, phát triển hạng mục du lịch Thảo Nguyên mùa đông, thị trưởng Hạ vô cùng chú trọng, đích thân đi kiểm tra, thể hiện rằng thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố rất coi trọng vấn đề này. Nhà đầu tư đến từ thủ đô là Dương Uy, nhà đầu tư đến từ thành phố Yến lại là Nghiêm Tiểu Thì. Nghiêm Tiểu Thì đến thành phố Thiên Trạch, tiến hành tổ chức liên hoan du lịch và văn hóa ở thành phố Đan Thành và thành phố Thiên Trạch. Cô chuyên về cung văn hóa thành ngữ truyện cổ, đã làm việc xong với chính quyền thành phố Đan Thành, nay đến thành phố Thiên Trạch khảo sát thực địa. Khiến cho Hạ tưởng luống cuống hơn cả chính là Vệ Tân cũng lựa chọn thành phố Thiên Trạch, công việc khiến hắn quá bận rộn. Mọi việc diễn ra không tồi, ngược lại ở thành ủy Thiên Trạch, ủy ban kỷ luật thành phố lại đang rất lộn xộn. 9 cô gái trực tiếp tới ủy ban kỷ luật thành phố phản ánh Đồng Hiểu Minh tham ô công quỹ, cuộc sống hủ bại, dùng công quỹ bao nhân tình, hơn nữa lại là người không biết giữ lời, nói rằng sẽ yêu thương các cô cả đời nhưng giờ lại đổi ý, chẳng những bỏ rơi các cô mà còn không đáp lại những gì các cô đã hy sinh trước kia, đặc biệt là một cô gái có tên là Tiểu Thanh. Đã khóc lóc nói rằng cô là cô gái trong sáng bị Đồng Hiểu Minh đùa giỡn, hiện tại không vì lý do gì Đồng Hiểu Minh lại bỏ rơi cô còn xúc phạm đến danh dự cô. Nói cô bị người khác làm nhục, thực không ra cái gì cả. Tình hình ở thành ủy thật lộn xộn. Bì Bất Hưu đang họp nghe được chuyện liền ra mặt tiếp 9 cô gái, tuy rằng anh ta và Đồng Hiểu Minh có mối quan hệ khá tốt, nhưng vừa nhìn thấy 9 cô gái liền không kiềm chế được thầm mắng một câu, mẹ nó, lão quỷ háo sắc. 9 cô gái đẹp như vậy mà một mình hưởng thụ hết, đương nhiên vẻ bề ngoài anh ta vẫn thể hiện sự uy nghiêm của một quan chức, tỏ vẻ nhất định sẽ điều tra làm rõ sự thật để sớm đưa ra câu trả lời cho 9 cô gái. Vấn đề này không điều tra không được, việc đã gây huyên náo toàn bộ thành ủy, ai ai cũng biết muốn che đậy e rất khó. May thay, Trần Khiết Văn đang ở văn phòng nghe báo cáo của Đồng Hiểu Minh, thì nghe được tiếng ồn ào bên ngoài liền gọi điện cho Lý Dật Phong. Lý Dật Phong đích thân đến ủy ban kỷ luật xem tình hình rồi vội vàng trở về báo cáo cho Trần Khiết Văn biết. Bí thư Trần, phiền ngài ra ngoài một chút. Lý Dật Phong cẩn thận nói, liếc ánh nhìn về phía Đồng Hiểu Minh. Trần Khiết Văn biết Lý Dật Phong làm việc khá chắc chắn, rõ ràng đang có chuyện xảy ra liền đứng dậy đi ra bên ngoài. Lý Dật Phong đi theo sau, đến một nơi mà cảm thấy rằng Đồng Hiểu Minh không thể nghe được câu chuyện, mới nói. Bí thư Trần, không tốt rồi. Có 9 cô gái đến ủy ban kỷ luật gây chuyện. Gây chuyện về vấn đề gì? Trong suy nghĩ của Trần Khiết Văn còn tưởng đó là hành động của Hạ Tưởng, cô hơi mơ hồ về mỗi bước đi của Hạ Tưởng, lại nghe nói hôm nay thị trưởng Hạ cùng các nhà đầu tư thị sát hạng mục, đang nghĩ thị trưởng Hạ còn chưa biết rõ tình hình thành phố Thiên Trạch đã giới thiệu để đầu tư. Nên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra khi nghe Lý Dật Phong nói vậy. 9 cô gái, tất cả đều là tình nhân của Đồng Hiểu Minh. Lý Dật Phong cảm thấy buồn bực vì hôm nay bí thư Trần có chút không tập trung. Hả? Trần Khiết Văn chợt bừng tỉnh, thoáng chút sợ hãi thốt lên. Càn quấy! Ý lời nói của lãnh đạo phụ thuộc vào từng người nghe. Bí thư Trần nói càn quấy không hiểu là ám chỉ 9 cô gái kia hay là Đồng Hiểu Minh, dù sao Lý Dật Phong theo bí thư Trần nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên thấy cô rời bước nhanh như vậy, cô quay về văn phòng ngẩng mặt thờ ơ giải quyết việc chung. Đồng chí Hiểu Minh! Việc hôm nay tạm thời dừng đến đây thôi. Hiện tại Đồng Hiểu Minh chưa biết mình đã trở thành người nổi tiếng ở thành phố Thiên Trạch, chẳng bao lâu sau sẽ trở nên nổi tiếng cả nước, ông ta còn sửng sốt hỏi. Bí thư Trần. Trong ấn tượng của mình, bí thư Trần đối với ông ta luôn vui vẻ hòa nhã, buổi nói chuyện hôm nay, ông ta cũng rất chú ý cẩn thận nên không hiểu thái độ đó của bí thư Trần là vì sao. Hiện tại Trần Khiết Văn chỉ muốn tống cổ Đồng Hiểu Minh ra khỏi phòng của mình. Bởi vì bên ngoài đang lộn xộn như vậy để cho người khác nhìn thấy Đồng Hiểu Minh ở trong phòng của mình thì thật xấu hổ. Cô hiểu rõ sự nghiệp chính trị của Đồng Hiểu Minh đã kết thúc, bị đi tù là còn nhẹ, hiện tại cần phân rõ giới hạn với ông ta, không muốn ông ta ở lại văn phòng thêm một giây phút nào nữa nên không giải thích gì thêm, trực tiếp vung tay xoay người giả bộ gọi điện thoại. Đồng Hiểu Minh buồn rầu rời khỏi phòng bí thư Trần, vừa mới xuống lầu đã nghe được tiếng ồn ào, chú ý lắng nghe khiến Đồng Hiểu Minh giật mình. Khi nghe thấy tiếng của Tiểu Thanh, lại còn có Tiểu Hồng, Tiểu Lệ, trời, còn có cả Tiểu Đoá, Tiểu Nga, ông thấy choáng váng suýt chút nữa đã ngất xỉu tại chỗ, 9 cô nhân tình làm sao lại đều đến thành ủy thế này.
lại nghe tiếng khóc của chín cô, chỉ cần nghe hai câu ông đã hiểu là đang xảy ra chuyện gì, không còn đứng vững được ông ngồi bệt xuống đất, thế là xong rồi, lần này coi như hết, tiếng xấu lan xa. Sau đó chợt như nhớ ra, Đồng Hiểu Minh liền nghĩ ngay tới Lưu Nhất Cửu, ông tức giận đến sôi máu, Lưu Nhất Cửu, bố đối xử tốt với mày, với đại gia đình mày, con mẹ nó, còn dám hãm hại bố sẽ không tha. Dĩ nhiên Đồng Hiểu Minh biết mình không có cơ hội trừng trị Lưu Nhất Cửu, một cơ hội nhỏ cũng không thể có được. Người trên kẻ dưới ở thành ủy Thiên Trạch đều khiếp sợ. Bí thư thành ủy Trần Khiết Văn đã vô cùng tức giận, ra chỉ thị nghiêm túc xử lý không được nương nhẹ. Thị trưởng Hạ cũng rất tức giận, lập tức chấm dứt chuyến công tác để trở về thành ủy, cũng phê chỉ thị nghiêm túc kỷ luật đảng, nghiêm trị không tha. Đồng Hiểu Minh không trở về cục đất đai nữa, đã bị nhân viên ủy ban kỷ luật dẫn giải đi luôn.